Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Lão giả kia cười nói, nhìn bộ dạng trái lại cả người lẫn vật vô hại, hòa ái dễ gần. Lão nhân, ta không thích người khác dùng phân thân tới nói chuyện với ta, lần sau chú ý một chút. Đôi mắt hầu tử mặc áo giáp lóe lên kim quang, nhìn lướt qua lão giả. Ôn hòa nói, chuyện này vâng, không phải ta cố ý, thực sự không dám giấu giếm, bản thể của ta có sinh mệnh chi thụ khác, bản thể của ta liên quan tới an nguy của cả đại lục, không thể khinh động, cho nên chỉ có thể phái phân thân tới, các vị thông cảm." Lão giả kia cười khổ một tiếng, nói như vậy, lão ta liếc mắt nhìn hầu tử mặc áo giáp kia, tràn ngập kiên kỳ. Lão ta liếc mắt một cái bị người ta nhìn thấu nền tảng. "Được rồi, nếu lão nhân này đã giới thiệu xong, vậy mỗi chúng ta giới thiệu đi. Ta tên là Tôn Ngộ không." Hầu tử mặc áo giáp nói một câu như vậy, tiếp tục gặm quả đào, mặc kệ mọi người. Hầu tử này vừa nói như vậy, những người khác nhao nhao đứng dậy, tự giới thiệu. Miranda, Đại lục Thiên Doanh, Thương Huyền, Đại lục Thiên Nguyên, Augustine, Đại, một đám người nhao nhao giới thiệu thân phận của mình. Đại lục Thần Hành, Tô Hề, Tô Hề thấy thế, cũng đứng dậy nói một câu. Tất cả mọi người đều giới thiệu một câu, chỉ riêng võ giả phàm nhân đến từ Đại lục Vô Cực không nói gì. Không phải là võ giả phàm nhân kia không muốn nói gì, mà hắn ta không biết đám người này đứng dậy nói gì. Đám người này không cùng ngôn ngữ, nhưng có thể dựa vào bản lĩnh lý giải ý của đối phương. Võ giả phàm nhân này thì không được, ở trong mắt võ giả phàm nhân, người này mở miệng chính là a ba a ba, người kia mở miệng chính là mễ tây mễ tây. Khiến hắn ta cảm thấy mờ mịt, nhưng những người này nhìn kỹ sẽ thấy, võ giả phàm nhân cảm thấy toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, không biết nên nói thế nào. Hắn ta run rẩy đứng dậy, dưới khó hiểu của những người này, chậm rãi mở miệng. "Huyết Thuyên, võ giả phàm nhân kia há miệng, thật cẩn thận nói một câu như thế. Tôn Ngộ Không, ca Ba, Tô Hề, những người khác" bầu không khí đột nhiên ngưng kết lại khoảng một lúc lâu sau kabala hoàn hồn kinh ngạc nhìn những người khác các người các người có thể nghe hiểu vị bằng hữu này nói gì sao kabala do dự một lát mở miệng dò hỏi chuyện này không nghe rõ những người khác bao gồm tô hề đều lắc đầu đây không phải là bọn ta nghe không hiểu mà người này đang nói lung tung hầu tử tôn ngộ không mặc áo giáp lắc đầu người này là từ đâu tới thế có người không nhịn được hỏi một câu đại lục bọn họ rất kỳ lạ giống như chỉ có một cường giả sau đó tất cả mọi người cùng tu luyện bọn họ xưng là võ đạo gì đó chỉ có một người tu luyện tiên đạo tương tự tô hề tiểu hữu đại lục bọn họ cần một người đại biểu tới cho nên tu tiên kia bảo người này tới tôn ngộ không thản nhiên giải thích một câu những người khác nghe xong cũng không nhịn được sửng sốt một lát ngay cả tô hề cũng như vậy các người luyện võ ta tu tiên sao đại lục này đúng là kỳ lạ được rồi đừng để ý tới người này nữa lát nữa ta sẽ tự mình đến đại lục bọn họ tôn ngộ không xua tay bảo mọi người không cần để ý người huyên thuyên kia nghe thấy những lời này đương nhiên những người khác không tiếp tục chú ý tới võ giả phàm nhân nữa bọn họ nhao nhao rời mắt đi khi đang định mở miệng nói chuyện lại nghe tôn ngộ không ngắt lời mọi người trước khi nói chuyện ta có một vấn đề muốn hỏi tô hề đạo hữu tôn ngộ không rời mắt nhìn về phía tô hề đôi mắt hắn ta không sắc bén như vậy mà dùng phương thức mềm nhẹ nhìn ánh mắt giống như đang nhìn một tiểu bối tiền bối cứ hỏi tô hề hiểu rõ hầu tử mặc áo giáp trước mặt này có lẽ là nhân vật cường đại hơn đại sư huynh nhà mình nên đáp một câu đồng thời nàng cũng rất tò mò con khỉ này sẽ hỏi nàng chuyện gì người xuất thân từ đại lục thần hành là nơi có vô số cường giả sao phía trên ngươi có bao nhiêu cường giả vẻ mặt tôn ngộ không trở nên nghiêm trọng hỏi hắn ta từng đánh với không ít đại cường giả thời đại cũ từ trong trí nhớ của đại cường giả thời đại cũ tìm thấy được thiên địa mới này đại lục thần hành mới là nhân vật chính đại lục khác chỉ làm nền nghe nói trong đại lục thần hành có vô số cường giả điều này khiến tôn ngộ không luôn nhớ kỹ hiện giờ đối mặt với người của đại lục thần hành đương nhiên là tôn ngộ không cũng muốn hỏi hả vì sao đại lục thần hành có vô số cường giả không có không có đại lục thần hành bọn ta rất yếu không có nhiều người tô hề sửng sốt một lát lập tức xua tay theo ý nàng đại lục thần hành bọn họ chỉ có sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội của nàng là thấy được thực lực cùng với sư tôn đám bạch tiền bối trừ những người này ra cũng không có ai thấy có thực lực. Nói đại lục thần hành yếu, hoàn toàn không thành vấn đề. Đại lục thần hành yếu kém sao? Tôn Ngộ không cảm thấy kỳ lạ nhìn thoáng qua Tô hề, không hỏi lại, hắn ta đánh giá, hẳn là Tô hề không chịu nói. Nếu không chịu nói, vậy hắn ta sẽ không hỏi lại. Rõ ràng hắn ta tìm kiếm trí nhớ của nhiều người thời đại cũ như vậy, đạt được đều là đại lục thần hành có vô số cường giả. Nhưng đến miệng người này biến thành đại lục thần hành yếu. Xem ra, những người này muốn kết đồng minh cùng đối phó thời đại cũ e rằng là không đồng lòng lắm. Tôn Ngộ không mơ mộng rất nhiều thứ. Rất nhiều đại biểu của đại lục ở trong động phủ bàn bạc rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm chuyện liên minh. Sau khi bàn bạc một lúc lâu, mới xác định xong mọi chuyện. Trong lúc này Tô Hề hoàn toàn không lên tiếng, nhưng không lên tiếng thì không lên tiếng. Vị trí minh chủ liên minh thời đại mới lại rơi lên đầu đại lục thần hành. Khi thân phận minh chủ này định ra, Tô Hề đều mơ hồ. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vị trí minh chủ này đến tay đại lục thần hành vốn mới bắt đầu, minh chủ là cho đại lục thiên tổ. Cũng là tôn ngộ không, nhưng ai biết tôn ngộ không giao vị trí minh chủ cho đại lục thần hành. Tô Hề mơ mơ màng màng, đợi nàng lấy lại tinh thần muốn từ chối, đã muộn. Nhưng mà Tô Hề vẫn cố gắng muốn từ chối vị trí này. Cho dù nàng hơi mơ hồ, nhưng nàng không ngốc, nếu trở thành minh chủ, e rằng lực lượng chủ yếu của thời đại cũ sẽ nhằm vào đại lục thần hành bọn họ. Vậy thì không tốt lắm, Tô Hề há miệng thở dốc, vừa định nói gì đó, nhưng không đợi nàng nói chuyện bên ngoài động phủ trên núi một hầu tử đột nhiên đi tới vẻ mặt kinh hoàng nhỏ giọng nói với hầu tử tôn ngộ không kia tôn ngộ không nghe vẻ mặt vốn lười biếng trở nên nghiêm trọng có tin tức truyền tới bên thời đại cũ có một cường giả tuyệt đỉnh sống lại vì cường giả tuyệt đỉnh kia đã ra tay với thời đại mới chúng ta hai đại lục kia đã bị diệt tôn ngộ không không có ý lừa gạt nói thẳng với mọi người mọi người trước mặt nghe thấy những lời này vẻ mặt cả đám kinh ngạc một lát chuyện này là còn chưa đấu võ Bọn họ đã bị diệt hai đại lục sao? Đây không đơn giản là diệt hai người như vậy, đó là hai đại lục, chiến lực của bọn họ có tổng cộng người đại lục, lập tức bị diệt hai cái sao? Đã thế còn chưa chính thức tuyên bố khai chiến với thời đại cũ. Không cần lo lắng, thời đại cũ mạnh tới mấy, cũng có ta ở đây, cường giả tuyệt đỉnh kia. Chưa chắc có thể sống sót dưới một gậy của lão Tôn này, chưa chắc có thể tạo ra động tĩnh lớn trước mặt đại lục thần hành. Tôn Ngộ không khích lệ lòng quân, đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn thoáng qua Tô hề. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ không còn bùng nổ khí tức của bản thân một cách thích hợp. Lấy khí tức cường đại của bản thân, ổn định tâm tư của mọi người. Không thể không nói, chiêu này rất có tác dụng, mọi người đang kinh hãi khí tức cường đại của Tôn Ngộ không, trong lòng cũng trở nên không e ngại như thế nữa. Sau khi nói chuyện một lát, mọi người mới chuẩn bị mỗi người tản đi, quay về đại lục của mình. Trước khi đi, bọn họ cũng thương lượng một chuyện, bọn họ định nối cả đại lục với nhau. Tôn Ngộ không lấy ra một bản đồ thiên địa mới cho mọi người quan sát trong bản đồ ngoại trừ đại lục thần hành ra người đại lục khác đều sẽ di chuyển chẳng qua tốc độ di chuyển rất chậm mà đại lục thần hành thì khác định cư ở chính giữa thiên địa sẽ không di chuyển từ bản đồ có thể thấy giống như người đại lục là ngôi sao bảo vệ đại lục thần hành ở chính giữa giống như trăng sáng tôn ngộ không đề nghị dùng đại pháp lực của mỗi người di chuyển đại lục tới gần đại lục thần hành hoàn thành sắp nhập với đại lục thần hành mọi người đều không có ý kiến sau khi bàn bạc xong mọi người nhao nhao rời đi Tô Hề hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể bay trở về đại lục thần hành. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Tôn Ngộ Không mới đứng dậy khỏi đệm hương bồ. Hắn ta nhìn phương hướng mọi người rời đi, lại quay đầu nhìn thoáng qua bên đại lục thiên kiện. Hắn ta hơi thở dài một hơi, xoay người vừa định rời đi. Hắn ta còn chưa đi ra ngoài, bỗng nhiên bên ngoài động phủ trên núi có một hầu tử đi tới. Đại vương, số mệnh bên đại lục thiên kiện có biến động. Hầu tử kia vội vàng nói, thay đổi, thay đổi gì, Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, đôi mắt hắn ta tỏa ra kim quang ánh sáng ngọc. Hắn ta nhìn về bên Đại Lục Thiên Kiện, khi hắn ta liếc mắt một cái, cũng có chút khó hiểu. Chuyện này, ở trong tầm mắt của hắn ta, số mệnh bên Đại Lục Thiên Kiện giống như chịu thứ gì cắt ngang. Trong đó có chừng một phần mười số mệnh bị phân cắt ra. Phần lớn số mệnh rất kỳ lạ, rõ ràng là bị cắt ra. Nhưng không rời khỏi Đại Lục Thiên Kiện, trái lại còn tồn tại, độc lập với nhau, mơ hồ còn có dáng vẻ tranh giành phần lớn số mệnh của Đại Lục Thiên Kiện giống như giống như đám số mệnh này đảo khách thành chủ đây là tình huống gì thế tôn ngộ không có chút mơ hồ hắn ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy hắn ta im lặng một lát khẽ lắc đầu không cần phải xen vào số mệnh thời đại cũ không biết xảy ra chuyện gì nhưng nói tóm lại có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta đám cường giả thời đại cũ còn chưa khôi phục đến thực lực có thể cảm nhận số mệnh thay đổi chúng ta không cần xen vào là được tôn ngộ không nhanh chóng nói để lại những lời này bóng dáng hắn ta cử động đứng dậy đi ra ngoài đi tới trước cửa động phủ hắn ta dừng lại không tiến về trước ngắm nhìn khắp núi một hầu tử hơi già nua không biết đi từ đâu ra nhìn hầu tử tôn ngộ không mặc áo giáp đôi mắt hơi run run đại vương ngươi thay đổi hầu tử già nua này hít sâu một hơi nói hả thay đổi chỗ nào tôn ngộ không giống như cảm thấy hứng thú cười nhìn về phía lão hầu tử ngươi không còn kích động như trước đây lão hầu tử lắc đầu nói bởi vì ta không phải tôn ngộ không tôn ngộ không nhìn thoáng qua lão hầu tử kia thuận miệng nói một câu ngay sau đó bóng dáng hắn ta cử động hóa thành một cái bóng bay về phía xa chỉ còn lại lão hậu tử kia còn đứng ngơ ngác ở đó cùng lúc đó đại lục thiên kiện tổ địa long tộc lúc này yêu thánh kế mông cầm tam xoa kích trong tay đến nơi này trong tay lão ta là một quyển trục lão ta đứng trong tổ địa long tộc gương mặt xanh mét nhìn mấy người của long tộc đứng bên cạnh lão ta mang theo mệnh lệnh của đông hoàng thái nhất lập đại lão tổ của long tộc là yêu thánh mới của yêu tộc khi tới tâm trạng rất tốt vừa tới đã bị chọc tức điên lão ta bảo đại lão tổ của long tộc ra ngoài nhưng đối phương nói thế nào phái một tộc nhân của long tộc ra truyền lời nói cái gì nói với tên lưu manh ở bên ngoài ta không có ở đây lúc ấy thiếu chút nữa kế mông cầm tam xoa kích vào động phủ của đại lão tổ long tộc đập một trận nói dối tốt xấu gì cũng bình thường một chút như vậy lão ta có thể mở một mắt nhắm một mắt nhưng truyền thẳng ra kế mông lão ta không biết xấu hổ ư hiện giờ kế mông không biết nên làm gì bây giờ đánh sao yêu hoàng rất xem trọng yêu thánh mới này đánh không biết ăn nói kiểu gì đi sao yêu tiếng kế mông này còn cần mặt mũi nữa không nếu rời đi như vậy sau này lão ta lăn lộn kiểu gì kế mông lập tức rơi vào trầm tư không biết nên nói thế nào mới tốt sau khi tự hỏi một lát kế mông chậm rãi nâng tam xoa kích lên đôi mắt sắc bén nhìn về phía động phủ của đại lão tổ long tộc trong tổ địa long tộc kế mông hùng hổ ánh mắt nhìn chằm chằm động phủ của đại lão tổ long tộc sở duyên lão ta nắm chặt tam xoa kích trong tay giống như có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào xuyên qua động phủ của sở duyên tộc trưởng của long tộc ở gần đó trái tim đều đã run lên có lòng bảo vệ đại lão tổ long tộc nhưng không biết nên mở miệng thế nào người trước mắt là yêu thánh nếu bọn họ ngăn cản e rằng mạng cũng không còn dưới tình huống như vậy tộc trưởng long tộc chỉ có thể đứng tại chỗ tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong nguyên sơ hôm nay ngươi trở thành yêu thánh mới trái lại bản yêu thánh muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh cỡ nào nhanh ra đây so tài với bản yêu thánh một trận Kế mông cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên hiền lành, nhưng trời sinh giọng nói của lão ta đã lạnh lẽo, những lời này vang lên, càng như đang trào phúng. Lời nói của kế mông truyền vào trong động phủ của đại lão tổ long tộc. Lúc này, sở duyên đang điểm danh bảo vật mỗi ngày, đương nhiên là hắn cũng nghe thấy lời nói của kế mông. Nhưng hắn không muốn để ý tới, đối với bên ngoài bây giờ hắn đã chết, hắn có thể ra ngoài đánh nhau với người khác sao? Không có khả năng, bảo hắn ra ngoài là tuyệt đối không có khả năng, hắn phải giả chết, cứ đợi trong động phủ này là được còn như kế mông kia nói cái gì mà hắn trở thành yêu thánh chức vị này hắn cần làm gì cho hắn một tên tuổi lại không có ưu đãi gì còn cần hắn tiếp nhận sở duyên bày tỏ khinh thường sao người này còn chưa đi không phải ta đã bảo người ra ngoài nói với hắn ta ta mất rồi sao sở duyên khẽ nhíu mày có chút khó hiểu hắn đều đã phái người ra ngoài nói với kế mông kia hắn không ở tổ địa long tộc sao người này còn lải nhải lão tổ một tộc trưởng của long tộc hai chân run rẩy đi tới sao thế không phải bảo ngươi truyền lời sao sao kế mông kia còn chưa đi sở duyên nhìn về phía tộc nhân kia mở miệng hỏi lão tổ ta đã truyền lời nhưng yêu thánh không đi tộc nhân long tộc vội vàng đáp ngươi truyền lời thế nào sở duyên nhíu mày chuyện này không có khả năng hắn đã nói như vậy kế mông còn không biết xấu hổ như thế ư sống chết ở bên ngoài không chịu đi ta cứ dựa theo lời lão tổ ngươi nói đi truyền lời mà nói với tên lưu manh ở bên ngoài ta không ở đây chính là những lời này tộc nhân của long tộc sở đầu nói những lời này vang lên bầu không khí trong động phủ lập tức ngưng kết lại sở duyên trợn to hai mắt cứ nhìn tộc nhân long tộc như vậy tộc nhân long tộc cũng quay đầu nhìn thẳng sở duyên mắt to chừng mắt nhỏ trong lúc này vô cùng yên tĩnh ngay sau đó cuối cùng sở duyên cũng hoàn hồn hắn nhìn tộc nhân long tộc này với vẻ không dám tin sao trên thế giới này lại có người ngu ngốc như thế hắn thuận miệng nói một câu ý là bảo tộc nhân long tộc này đi lừa kế mông rời đi kết quả tộc nhân long tộc này thực sự truyền lời hắn nói đi còn mẹ nó sở duyên rất muốn đánh người người thật trâu sở duyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tộc nhân long tộc lão lão tổ người khen ta làm gì kế mông còn chưa đi hình như ta làm không thỏa đáng lắm tộc nhân long tộc thật cẩn thận hỏi được rồi được rồi lui ra đi sở duyên không muốn nói nhiều với tộc nhân long tộc xua tay bảo đối phương lui ra hắn nhìn bên ngoài động phủ đôi mắt lóe sáng do dự có nên ra ngoài làm thịt kế mông hay không trực tiếp làm thịt, vậy yêu sư gì đó kia, chỉ sợ sẽ tìm hắn gây phiền phức. Sở Duyên suy nghĩ, luôn do dự mãi, hắn quyết định sẽ đi gặp Kế Mông, nhưng phải lén lút gặp mặt. Đánh chết cũng không thể quang minh chính đại tới. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Sở Duyên dùng trạng thái vô địch của mình, truyền âm nói cho Kế Mông một tiếng. Sau khi nói xong, bóng dáng hắn cử động, rời khỏi động phủ. Chỗ rừng trúc, Sở Duyên hàng lâm nơi này, hắn tới nơi này không lâu, một tia tử quang hiện lên, Kế Mông cũng tới nơi này hai người đứng đối diện nhau kế mông hơi nâng tam xoa kích lên đổi tư thế muốn nói gì đó nhưng sở duyên ở phía đối diện còn tưởng kế mông nâng tam xoa kích lên là muốn ra tay chỉ trong nháy mắt tập trung tinh thần tay nâng lên ngưng tụ ra vòng sáng kim sắc ong kế mông ở đối diện lập tức cảm nhận được uy hiếp chí mạng truyền tới gương mặt lão ta cứng ngắc vội vàng xua tay nguyên sơ ta không có ý ra tay với ngươi ngươi đừng khẩn trương như vậy kế mông vội vàng nói lão ta thực sự sợ sở duyên không nói hai lời đánh vòng sáng kim sắc tới. "Hả, không phải ngươi tới ra tay với ta sao?" Sở Duyên sửng sốt một lát, vòng sáng kim sắc trên tay bắt đầu tản đi. Tán vòng sáng đi xong, hắn không bỏ xuống đề phòng, trái lại càng đề phòng hơn, phòng bị kế mông đột nhiên ra tay. "Vậy ngươi tới làm gì?" Sở Duyên dò hỏi, tuyên đọc ý chỉ của yêu hoàng, "Sắc phong ngươi làm yêu thánh mới của yêu tộc." Kim Vũ mở miệng nói. "Chỉ như vậy sao?" Sở Duyên khẽ nhíu mày, vì cho hắn danh hiệu, mới gọi hắn ra sao? Một chút khen thưởng thực tế cũng không có còn gọi hắn ra. Yêu thánh mới sao? Dưới cái nhìn của Sở Duyên, đó chính là tên dễ nghe mà thôi, trên thực tế không có một chút tác dụng. Cái gì mà chỉ như vậy sao? Đây là đại sự đấy." Kế Mông hơi nổi giận, "Ồ ta đã rõ, bây giờ ngươi có thể rời đi." Sở Duyên không có bất cứ tâm tư gì, vẻ mặt không chút thay đổi nói, "Sao ngươi lại có thái độ như vậy?" Vẻ mặt Kế Mông lạnh xuống, Sở Duyên ở phía trước hoàn toàn không để ý tới Kế Mông. Bóng dáng cử động, hóa thành kim quang biến mất ngay tại chỗ. Hừ. Thấy vậy, kế mông không muốn nói gì nữa, đi theo rời đi. Hai người tan rã trong không vui, nhưng không ảnh hưởng sở duyên trở thành yêu thánh mới của yêu tộc, địa vị đã ngang với kế mông yêu sư. Kế mông bay ra khỏi tổ địa long tộc, một đám yêu tướng bay tới. Kế yêu thánh, người gặp được nguyên yêu thánh không? Một yêu tướng mở miệng hỏi, gặp được, ta và hắn trò chuyện rất vui vẻ, hắn cũng rất nguyện ý làm việc cho yêu hoàng bệ hạ. Kế mông cố gắng nở nụ cười, yêu hoàng bệ hạ phái lão ta tới, Đương nhiên là lão ta không có khả năng nói ra chuyện mình ở chung với sở duyên rất kém. Theo ý lão ta, quan hệ giữa mình và vị yêu thánh mới kém, mới khiến đối phương ẩm ý với mình như thế. Nhưng là thuộc hạ dưới tay yêu hoàng bệ hạ, mọi người không thể nháo cứng đờ như vậy, ít nhất truyền tới tay yêu hoàng, không thể là như thế. Cho nên kế mông trực tiếp nói như vậy, đám yêu tướng nghe thấy thế, đều yên lòng, nói với kế mông một lát. Mọi người cùng bay về phía vạn yêu cung, trong lúc này có người rất nghi ngờ, sở duyên trở thành yêu thánh, vì sao không theo bọn họ trở về cấp bậc yêu tướng thông thường phải thường trú ở vạn yêu cung bọn họ vô cùng nghi ngờ vì sao sở duyên không phải như vậy kế mông vô cùng thông minh lấy lý do sở duyên phải bế quan chặn trở về khi tin tức sở duyên trở thành yêu thánh mới truyền trở về vạn yêu cung trong vạn yêu cung chấn động một lát đông hoàng thái nhất ngồi trên thượng vị lộ ra nụ cười chỉ riêng yêu sư lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hoàn toàn không ngờ tốc độ của đông hoàng thái nhất nhanh như vậy yêu hoàng bệ hạ hôm nay yêu tộc ta có thêm một yêu thánh, đáng chúc mừng. Một yêu tướng ở phía sau đứng dậy, mở miệng nói một câu. Có lý, tổ chức yến tiệc trong phạm vi vạn yêu cung. Các tộc khác thì không cần, Đông Hoàng Thái nhất hơi nâng mắt nhìn thoáng qua yêu tướng, nhẹ giọng nói. Vâng, rất nhiều yêu tướng trong vạn yêu cung nhao nhao chắp tay. Rất nhanh, rất nhiều yêu tướng trong vạn yêu cung lui ra, tổ chức yến tiệc. Chỉ còn kế mông vẻ mặt cứng ngắc và yêu sư vẫn đang kinh ngạc. Hai người còn đứng ở đây làm gì? Có chuyện gì sao? không có chuyện gì thì lui ra đi. Đông Hoàng Thái Nhất xua tay, mở miệng hỏi. nghe thấy những lời này, kế mông gật đầu, bất chợt lui xuống. trong điện chỉ còn lại mình yêu sư. yêu sư đứng trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, trên mặt lộ vẻ do dự, giống như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng xấu hổ mở miệng. yêu sư, có phải ngươi muốn nói chuyện về Nguyên yêu thánh hay không? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng trước, ánh mắt nhìn về phía yêu sư, khí thế tuyệt đại trực tiếp đè ép qua. lão ta đối với yêu sư, không có chút khách sáo nào. Trực tiếp lấy khí thế của bản thân chèn ép qua, mọi chuyện yêu sư làm ngày xưa, lão ta đều không quên. Không, 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 không phải, ta chỉ muốn hỏi một chút về chuyện yêu tộc gần đây. Yêu sư vun lẩy bẩy, nói một câu như vậy, chuyện yêu tộc gần đây sao? Chuyện yêu tộc gần đây gì? Đông Hoàng Thái nhất hơi thu liễm khí tức, cao mày hỏi. Yêu tộc ồ đúng, gần đây rất nhiều nơi yêu tộc đều bị nhân tộc đổ sát. Bị đổ sát mới đầu chỉ là một số bộ lạc nhỏ, cho tới bây giờ, đã có bộ lạc cỡ chung bị đổ sát. Mong yêu hoàng đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ qua." Yêu Vi hội vàng chắp tay nói, "Bị nhân tộc đổ sát sao, bao nhiêu người?" Đông hoàng thái nhất cười mà như không cười nhìn yêu sư. Thản nhiên nói một câu, "Chuyện này không biết, không có người của yêu tộc tận mắt nhìn thấy, cho nên không rõ." Yêu sư cúi đầu nói, nghe thấy những lời này, Đông hoàng thái nhất hơi híp mắt, ngón tay khẽ gõ lên ghế ngồi. "Lão ta không mở miệng, mà im lặng một lát." Yêu sư thấy Đông hoàng thái nhất không nói lời nào, cũng không mở miệng bỗng nhiên bầu không khí trở nên quỷ dị một lát sau dầm một tiếng thật to vang lên đông hoàng thái nhất đứng bật dậy giơ tay chỉ yêu sư yêu sư à người nghĩ gì bổn hoàng đều biết bổn hoàng không phải là yêu hoàng như người nghĩ chỉ biết chiến đấu ngày xưa thiên đình yêu tộc ta yêu đế là chủ bổn hoàng là phụ chuyện này không có nghĩa là bổn hoàng không thông minh bổn hoàng xin khuyên ngươi đừng có ý nghĩ gì nếu không bổn hoàng không ngại giết chết ngươi trước khi yêu đế sống lại trong mắt đông hoàng thái nhất lóe lên sát ý cuồn cuộn có thể thấy được, Đông Hoàng thái nhất thực sự muốn giết chết yêu sư. Nhưng chỉ vì cố kỵ tình hình trước mắt, mới không ra tay. Vâng, yêu hoàng, yêu sư trực tiếp bị dọa sợ quỳ sát trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đông Hoàng thái nhất nhíu mày nhìn chằm chằm yêu sư rất lâu. Ngay sau đó, lão ta đứng dậy rời đi, không nhìn yêu sư nữa. Sau khi Đông Hoàng thái nhất rời đi rất lâu, yêu sư mới đứng dậy, lão ta quay đầu nhìn phương hướng Đông Hoàng thái nhất rời đi, trong mắt tràn ngập âm u. Hai tay lão ta nắm chặt lại, Lão ta xem như nhìn ra, Đông Hoàng Thái nhất này căn bản không cho lão ta cơ hội sống sót. Một khi có cơ hội, tuyệt đối sẽ giết lão ta, trước mắt chỉ sợ vì tình hình mà thôi. Không được, ta không thể ngồi đợi chết, thời đại cũ không chứa chấp ta, vậy ta đến thời đại mới, đám bạch trạch cũng đã quy phục thời đại mới, chắc chắn có biện pháp gia nhập thời đại mới. Trong đầu yêu sư dâng lên ý niệm này, gia nhập vào thời đại mới, nếu lão ta không gia nhập, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết chết. Cho dù cuối cùng Đông Hoàng Thái nhất lựa chọn không giết lão ta, yêu đế sống lại cũng chắc chắn sẽ giết lão ta không vì nguyên nhân khác trong quá khứ yêu tộc từng có một trận đại chiến bởi vì lão ta sợ chết nên lấy đi rất nhiều bảo vật quan trọng mới bị thất bại tìm biện pháp đến đại lục thần hành một chuyến đó là trung tâm bố cục của thời đại mới đi vào đó chắc chắn có thể tìm được biện pháp gia nhập thời đại mới trong lòng yêu sư đã có ý nghĩ cụ thể nhưng mà trước khi đi lão ta muốn đi gặp nguyên sơ kia một lát xem có thể dẫn theo nguyên sơ đi cùng hay không dù sao hàng phục thời đại mới lão ta cũng cần thế lực nếu có nguyên sơ giúp đỡ chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều trong lòng yêu sư có ý nghĩ này nhanh chóng rời khỏi vạn yêu cung cùng lúc đó đại lục thiên kiện trong bộ lạc nào đó lâm mạc vẫn trắng trợn tàn sát yêu tộc như cũ tất cả linh hồn của yêu tộc bị tàn sát đều được táng thiên quan hấp thu sau đó tặng lại cho lâm mạc cảnh giới của lâm mạc cũng nhanh chóng tăng lên hiện giờ đã đạt tới cảnh giới độ kiếp còn đang không ngừng tăng lên lâm mạc đạt tới cảnh giới độ kiếp chiến lực có thể nói là vô cùng khủng bố một người một quan tài đã đủ đối đầu với cảnh giới đại thừa thậm chí trong tình huống hắn ta muốn chạy mấy cảnh giới đại thừa cũng chưa chắc giữ được hắn ta chiến lực của lâm mạc tăng lên với thực lực của hắn ta muốn tàn sát tộc đàn yêu tộc bình thường là chuyện rất dễ nhưng dưới đề nghị của lý thành bọn họ không ra tay với tộc đàn yêu tộc mà vẫn tàn sát một số bộ lạc của yêu tộc dựa theo cách nói của lý thành thực lực của bọn họ chưa đủ lúc này tàn sát một số tộc đàn của yêu tộc vậy rất có khả năng sẽ khiến cường giả yêu tộc chú ý tới trước mắt còn chưa tới thời cơ cho nên bọn họ không lựa chọn tàn sát tộc đàn của yêu tộc một ngày này toàn thân lâm mạc đẫm máu đi từ trong bộ lạc yêu tộc ra đôi mắt hắn ta màu đỏ toàn thân đằng đằng sát khí trong đó càng diễn sinh ra một chút ma tính chi khí phức tạp nếu là người cảnh giới không đủ e rằng thấy được lâm mạc sẽ như gặp cự chiến tâm thần đạo tâm bất ổn sư đệ lý thành đứng cách không xa ánh mắt hơi lo lắng nhìn lâm mạc Sư huynh, giọng nói của Lâm Mạc khàn khàn đáp một câu, "Ừm, um, đệ không sao chứ?" Lý Thành hơi sợ hãi sư đệ này vì giết chóc quá nhiều, sát khí xâm chiếm tâm thần. "Không có việc gì, sư huynh yên tâm, quan tài này của ta có thể hấp thu cảm xúc mặt trái của ta, sẽ không để tâm thần ta bị xâm chiếm." Lâm Mạc giống như nhìn ra được lo lắng của Lý Thành, giải thích một câu, "Vậy thì được." Lý Thành cũng yên tâm, "Sư huynh, nơi này có ít bảo vật, huynh thực sự không cần lấy bảo vật phòng thân sao?" Có bảo vật và không có bảo vật là hai chuyện khác nhau lâm mạc cầm túi đựng đồ trong tay hỏi bọn họ một đường chiến đấu khiến bọn họ đạt được nhiều bảo vật nhưng lý thành không cần một kiện nào điều này khiến lâm mạc cảm thấy khó hiểu ta thực sự không cần có khả năng sư đệ không biết bản thể của ta khác với người khác lý thành lắc đầu từ chối bên ngoài bộ lạc yêu tộc lâm mạc còn đang khuyên lý thành lấy mấy bảo vật còn lấy mấy bảo vật bản thân trân trọng nhất ra nào sư huynh xem bảo vật này chính là một kiện linh bảo đứng đầu là loại công kích, lực công kích rất cường đại, chính là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Còn nữa sư huynh, huynh xem cái mai rùa này, mặt ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng là một kiện bảo vật am hiểu phòng ngự, còn đi kèm thôi diễn hiệu quả phụ trợ. Sư huynh nhìn thứ này xem, Lâm Mạc lần lượt giới thiệu linh bảo cho Lý Thành. Sau khi giới thiệu xong, hắn ta đặt mỗi bảo vật ra, trôi nổi giữa không trung, nhìn về phía Lý Thành một lần nữa. Sư huynh, huynh xem, cho dù thế nào cũng phải chọn hai bảo vật trên người, như vậy mới thỏa đáng thật đó sư huynh ta không lừa huynh có bảo vật và không có bảo vật như hai người khác nhau phương diện chiến lược hoàn toàn khác biệt lâm mạc tận tình khuyên bảo có đúng không lý thành không nghe nổi được chút nào vẫn luôn im lặng đợi lâm mạc nói xong sau khi lâm mạc nói xong mới chậm rãi mở miệng sư đệ ta thực sự không cần bảo vật có khả năng đệ không biết bản thể của sư huynh lý thành nói đột nhiên vung tay lên ngay sau đó chỉ thấy từng ánh sáng bảo vật phóng lên trời ở trước mặt lâm mạc mấy trăm bảo vật xuất hiện những bảo vật này đều thuộc loại linh bảo không kém gì bảo vật lâm mạc lấy ra bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh mấy bảo vật thuộc về lâm mạc ở trước mặt mấy trăm bảo vật của lý thành có vẻ chênh lệch lớn lâm mạc trẻ trâu là bản thân ta sao hắn ta hoàn toàn mơ hồ hắn ta suy nghĩ nhiều như vậy đều uổng phí rồi sao đã biết sư huynh không phải là không cần bảo vật mà bản thân có nhiều bảo vật lắm lâm mạc rơi vào trầm tư sư đệ ta đã nói không cần lo cho ta bản thể của ta chính là một thành trì trong một chỗ thần bí của thành trì chất đống một số bảo vật. Sau khi ta hóa hình, những bảo vật này thuộc về ta, cho nên ta không cần bảo vật. Lý Thành lắc đầu, giải thích một câu, hóa ra là như vậy, trái lại sư đệ ta lo lắng quá nhiều rồi. Lâm Mạc bất đắc dĩ nói, hắn ta thực sự chưa từng nghĩ tới, sư huynh nhà mình có nhiều bảo vật như thế. Hơn nữa mỗi kiện bảo vật không kém gì của hắn ta. Thậm chí có một số bảo vật cường đại, ngay cả mấy bảo vật của hắn ta cũng không sánh bằng. Ngoại trừ táng thiên quan của hắn ta hơn một chút, những thứ khác căn bản không bằng bảo vật của Lý Thành. Sư đệ hoàn toàn không cần suy nghĩ phương diện này, hơn nữa sư đệ không biết rồi, cho tới nay ta không dùng pháp bảo, chính là vì bản thân ta là một kiện pháp bảo chí cường, cho nên không cần dùng pháp bảo khác. Lý Thành lại nói một câu, bản thể của hắn ta chính là một thành trì. Thành trì vô cùng cường đại, cho dù là phương diện công kích hay phương diện phòng ngự, đều đứng đầu. Cho nên hắn ta hoàn toàn không cần dùng pháp bảo, bản thân hắn ta đã là một pháp bảo. Bản thân sư huynh chính là pháp bảo mạnh nhất vậy sư huynh. Sao ta chưa bao giờ thấy khi huynh ra tay dùng những chiêu thức này? Lâm Mạc trầm ngâm một lát, hỏi, hắn ta từng thấy Lý Thành ra tay, nhưng trên cơ bản không hiển hóa bản thể, đều là lấy một số thuật pháp gì đó tiến hành chiến đấu. Chưa từng thấy sao? Vậy sư đệ có ngại ra tay, đệ ta so tài một trận không? Lý Thành mỉm cười, mở miệng nói, được, trong mắt Lâm Mạc giấy lên ý chí chiến đấu, phần ý chí chiến đấu thiêu đốt của hắn ta chỉ trong nháy mắt như dẫn đốt khí thế toàn thân, sát khí, ý chí chiến đấu. Ma khí đều bay lên, vô số khí thế dung hợp, khiến khí thế của Lâm Mạc thay đổi, khí tức khủng bố mai táng chư thiên tràn ngập mà ra. Nhưng mà sư đệ mới trải qua một trận đại chiến, chắc chắn không cần nghỉ ngơi một lát mới so tài với ta chứ. Lý Thành dò hỏi, sư huynh, không cần, ta căn bản không tiêu hao bao nhiêu. Lâm Mạc nói một câu, bóng dáng hắn ta bạo động mà lên. Đặt táng thiên quan lên trên mặt đất, bản thân giống như đạn pháo tuyệt vời, nhanh chóng phóng đi, xông về phía Lý Thành. Đối mặt với Lâm Mạc xông tới, Lý Thành không chút hoang mang, bóng dáng nhẹ nhàng cử động, hóa thành quang mang biến mất, tránh được một kích này của Lâm Mạc. Một kích này của Lâm Mạc bị chật, nhanh chóng điều chỉnh vị trí của bản thân, truy kích theo. Đại Di Thiên Loạn Chiến Pháp mở ra, lực lượng khủng bố bùng nổ, tốc độ của Lâm Mạc không ngừng tăng lên, trực tiếp đuổi theo Lý Thành, một quyền đánh về phía người Lý Thành. Bùm, quyền phong đáng sợ xé rách hư không, nổi lên từng trận gợn sóng. Một kích này, lực lượng khác đủ so sánh với cảnh giới đại thừa. Nhưng đối mặt với một kích này, Lý Thành vẫn không chút hoang mang, có vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí đều không cần né tránh. Một quyền tùy ý đánh tới, nhưng ngay khi quả đấm sắp đánh lên người Lý Thành, trước mặt Lý Thành, một vòng kim quang hiện lên. Hình thành vòng bảo hộ, vòng bảo hộ này trực tiếp ngăn cản quả đấm của Lâm Mạc, khiến Lâm Mạc không thể tiến vào. Đây là, Lâm Mạc ngây ngẩn cả người, đây là lực lượng tương tự tín ngưỡng hương hỏa, loại lực lượng này là bẩm sinh của ta có thể phòng ngự toàn bộ chiêu thức đồng thời cũng có thể cho ta sử dụng tiến hành công kích lý thành vô cùng kiên nhẫn giảng giải cho lâm mạc chuyện này lâm mạc trầm mặc trời sinh sao nhưng mà trời sinh có thể khiến hắn ta không thể địch nổi ư sư đệ vừa rồi là công kích của đệ bây giờ nên đến lượt ta lý thành không quản nhiều như vậy hắn ta mỉm cười vung tay lên từng vòng kim quang bay ra những kim quang này xuất hiện ở giữa không trung hóa thành từng bóng người kim sắc những bóng người kim sắc này từ bốn phương tám hướng đánh Lâm Mạc. Lâm Mạc vẫn luôn không sợ, hắn ta đánh thẳng về phía những bóng người kim sắc. Lúc này, sự cường đại của Di Thiên Loạn Chiến Pháp được thể hiện ra. Người càng nhiều, chiến lực của hắn ta sẽ càng cao. Cho dù số lượng của bóng người kim sắc nhiều, nhưng vẫn không chiếm được tiện nghi gì, trái lại khí thế của Lâm Mạc càng ngày càng mạnh. Sư đệ này, quả nhiên khó lường, Lý Thành đứng trong không trung, cảm khái, nhưng giới hạn không tệ mà thôi, hắn ta khác với những người khác hắn ta trời sinh tự mang những tín ngưỡng hương hòa bản thể lại càng là một pháp bảo trí cường hơn nữa trên người mang theo nhiều bảo vật đặc biệt là hệ thống tu hành của hắn ta khác biệt với thế giới này thuộc hệ thống thế giới khác ngày thường hắn ta mượn thái hư tu hành cũng khiến lực lượng của hắn ta ngưng thực hơn những người khác dưới đủ loại tình huống chiến lược của hắn ta có thể nói là đạt tới tình hình vô cùng khủng bố lý thành vừa định đích thân ra tay khiến sư đệ này bị thua nhưng không đợi hắn ta ra tay chỉ thấy sư đệ đột nhiên giơ tay gọi táng thiên quan. Trở tay kéo táng thiên quan, một cánh tay của lâm mạc trực tiếp mở táng thiên quan ra, khí tức quỷ dị diễn sinh mà ra, khuếch tán tới trong hư không. Đây là, Lý Thành cũng sửng sốt rất lâu, sư đệ này, sự là nằm ngoài tưởng tượng của hắn ta. Trong đại lục thiên kiền, tổ địa long tộc, trong động phủ của đại lão tổ. Một ngày này, đại lão tổ long tộc sở duyên vẫn đang canh chừng những bảo bối của mình như cũ. Nhưng mà khi canh chừng, sở duyên không lộ ra, hắn vẫn luôn suy nghĩ trạng thái vô địch của mình, muốn nghiên cứu phát triển ra tác dụng lớn hơn. Nói ra, thực sự bị hắn nghiên cứu ra mấy thứ. Trạng thái vô địch tiến thêm một bước khai phá, Sở Duyên phát hiện, chỉ cần hắn dùng một chút ý chí thể của bản thân bao vây lấy trạng thái vô địch đặt cùng một chỗ, như vậy hắn có thể cách không truyền lực lượng của trạng thái vô địch qua. Nói đơn giản một chút, hắn nghiên cứu ra chiêu thức loại triệu hoán. Hắn có thể cho người khác một chút ý chí thể, một chút ý chí thể này vì quá yếu, hắn không thể khống chế, nhưng hắn có thể vào lúc đặc biệt trực tiếp lấy trạng thái vô địch đi khống chế một chút ý chí thể kia. Do đó điều động phần lớn lực lượng của trạng thái vô địch, tiến hành chiến đấu. Người khác chỉ cần cầm trong tay một chút ý chí thể này thì có thể triệu hoán hắn. Sở Silver vô cùng hài lòng đối với triệu hoán chi thuật này. Hắn phải nhận đệ tử tiến hành dạy phế, dạy phế căn bản nhất, còn là tiến hành dạy phế đơn giản nhất trên cảnh giới. Mà khiến đệ tử không thể tu hành, đương nhiên đệ tử đó không có phòng thân chi lực gì, triệu hoán chi thuật này của hắn, đúng lúc sau này khi nhận đồ đệ cho đệ tử sử dụng. Sở duyên vốn đang vừa trông coi bảo vật, vừa tiếp tục nghiên cứu trạng thái vô địch, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội tiếp tục nghiên cứu. Bỗng nhiên, một tộc nhân Long tộc đi tới nói với Sở Duyên, bên ngoài có người tới bái phòng Sở Duyên. Sở Duyên vốn định từ chối, nhưng tộc trưởng Long tộc nói người này Sở Duyên quen, chuyện này khiến Sở Duyên sinh ra chút nghi ngờ và tò mò, không biết người này là ai. Sở Duyên do dự một lúc xong, vẫn lựa chọn gặp mặt người này. Hắn đi tới rừng trúc nhỏ gặp mặt kế mông lúc trước đi tới rừng trúc này sở duyên thấy được người tới là yêu sư sở duyên nhìn thấy yêu sư xong thì im lặng không rõ yêu sư tìm hắn làm gì mà yêu sư nhìn thấy sở duyên cũng hơi kích động lão ta tiến lên một bước trực tiếp mở miệng nguyên đạo hữu ta muốn mời ngươi cùng gây dựng nghiệp lớn ngươi có nguyện ý gia nhập không yêu sư vô cùng thành khẩn nói sở duyên hà gây dựng nghiệp lớn yêu sư này muốn làm phản chiếm cả yêu tộc sao vậy hắn có hứng thú hắn nhìn kế mông khó chịu đã lâu nếu có cơ hội đánh kế mông, vậy hắn tuyệt đối không khách sáo. Nói đi, yêu sư, khi nào thì khai chiến giết kế mông, ta tiên phong. Sở duyên quyết định rất nhanh nói, hắn nói vô cùng hùng hổ, ước gì có thể lập tức sách đao đi làm thịt kế mông. Hả, khai chiến gì cơ, yêu sư mơ hồ, lão ta kinh ngạc nhìn thoáng qua sở duyên. Không phải là người nói, muốn gây dựng nghiệp lớn sao? Sở duyên cảm thấy kỳ lạ nhìn yêu sư, nghe thấy những lời này, yêu sư lập tức hiểu rõ sở duyên nghĩ gì lão ta vội vàng giải thích nguyên đạo hữu không phải như ngươi nghĩ đâu ta vốn định rời khỏi yêu tộc trước đến vùng đại lục càng cường đại hơn mưu cầu phát triển không biết ý của ngươi thế nào có khả năng cùng đi với ta không yêu sư cười nói tươi cười của lão ta hơi cứng ngắc thực sự là vì ý nghĩ của sở duyên khiến lão ta cảm thấy quá khủng bố vậy mà muốn trực tiếp làm thịt yêu tộc đây là đang đùa gì thế đông hoàng thái nhất ở ngay đó không có đông hoàng thái nhất kia đánh cả yêu tộc thế nào còn chưa tính mình đông hoàng thái nhất đã đủ chấn áp cả yêu tộc bọn họ muốn đánh yêu tộc không phải đang nói đùa sao đến vùng đại lục càng cường đại hơn sao sở duyên khẽ nhíu mày nói một lúc lâu người này không phải tới tìm hắn đánh kế mông mà tìm hắn chạy trốn đến một vùng đại lục càng cường đại hơn vậy đống bảo vật của hắn bỏ hết sao chuyển bảo vật đi thôi số lượng nhiều lắm quá bất tiện sở duyên sinh ra ý định từ chối hắn trầm mặc một lát vẫn từ chối yêu sư yêu sư nghe sở duyên từ chối lão ta chỉ trong nháy mắt trong lòng dâng lên sát ý, muốn giết Sở Duyên, nhưng sát ý chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, nhanh chóng được che giấu đi. Lão ta không thể nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn giết được Sở Duyên. Trái lại, một khi trong thời gian ngắn không giết được Sở Duyên, sẽ sinh ra cuộc chiến kéo dài. Đến lúc đó hấp dẫn đông hoàng thái nhất, vậy lão ta sẽ xong đời. Cuối cùng yêu sư chỉ có thể thở dài một hơi, bày tỏ vô cùng đáng tiếc, sau đó rời khỏi tổ địa Long tộc. Sở Duyên nhìn yêu sư rời đi, Thở dài lắc đầu, không biết là vì yêu sư này rời đi mà cảm thấy thở dài, hay vì không thể làm thịt kế mông mà thở dài, hắn chỉ thở dài một lát, rồi quay về trong động phủ. Rời khỏi tổ địa long tộc yêu sư vốn định thu dọn một lát, lại tìm cớ rời đi. Nhưng lão ta thực sự không ngờ tới, lão ta vừa ra khỏi tổ địa long tộc thì bị mấy trăm yêu tướng vây lại, người đứng đầu là kế mông cầm tam xoa kích trong tay, vô cùng lạnh lùng. "Ra ngoài rồi à?" Kế mông giơ tam xoa kích lên cao, chỉ vào yêu sư cười mỉa nói, kế mông ngươi có ý gì trong lòng yêu sư kinh hãi ở mặt ngoài thì nhanh chóng tỉnh táo lại nhìn về phía kế mông lớn tiếng quát ta có ý gì ư phụng pháp chỉ của yêu hoàng lấy tính mạng của ngươi chuyện ngươi muốn phản bội thời đại cũ yêu hoàng sớm đã biết rõ yêu hoàng có lệnh nếu nguyên yêu thánh đi ra cùng ngươi thì cùng giết chết nếu ngươi một mình đi ra vậy thì giết ngươi là được kế mông lạnh lùng nói sau khi nói xong lão ta lật tay lấy một pháp chỉ ra bên trong viết mệnh lệnh của đông hoàng thái nhất nghe thấy những lời này vẻ mặt yêu sư thay đổi lão ta hoàn toàn không ngờ tới đông hoàng thái nhất sẽ nhạy bén như thế thực sự là trực tiếp hiểu rõ ý nghĩ của lão ta kế mông ở phía đối diện không có ý tiếp tục bắt chuyện chỉ vẫy tay một cái bảo mấy trăm yêu tướng cùng xông tới muốn trực tiếp giết chết yêu sư ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể giết được ta sao tất cả đều cút cho ta sao yêu sư có thể bó tay chịu trói sau lưng lão ta một hư ảnh côn bằng xuất hiện đồng thời còn có một hư ảnh bức họa cuộn tròn và một quyển sách xuất hiện ba loại hư ảnh hiện lên khiến khí thế của yêu sư phình to nhất là hư ảnh bức họa cuộn tròn và quyển sách sau khi vừa xuất hiện dẫn tới tinh thần đều run dày ngôi sao mơ hồ giống như muốn trợ lực cho hư ảnh bức họa cuộn tròn và quyển sách kẻ ngăn ta chết yêu sư nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía mấy trăm yêu tướng kia lão ta rất muốn liều mạng chiến đấu kế mông thấy thế vội vàng đứng ra sợ mấy trăm yêu tướng chết đi nếu như thực sự như vậy vậy đối với đại yêu tộc thời đại cũ mà nói, sẽ là tổn thất rất lớn. Cho nên kế mông muốn đứng ra, ngăn cản yêu sư. Nhưng một kích của yêu sư không đánh tới người mọi người, trái lại mượn lực trực tiếp bay ra bên ngoài, vô cùng giảo hoạt. Trong vạn yêu cung, đông hoàng thái nhất lẳng lặng đứng ở đó, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy lão ta không cử động, nhưng quanh người có khí thế vô hình vờn quanh. Dưới khí thế vô hình này, khiến lão ta trở nên vô cùng thần thánh, giống như một vị thần. Cùng cục, vạn yêu cung đột nhiên được thôi động chỉ thấy vẻ mặt kế mông khó coi đi từ ngoài vào. Sau khi tiến vào, kế mông quỳ gối xuống, không nói một lời. Để yêu sư chạy rồi à, đông hoàng thái nhất giống như không có chút kỳ lạ, mà hơi trợn mắt, nhìn về phía kế mông, thản nhiên nói. Yêu hoàng, ta, kế mông muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói nên lời. Đừng nhiều lời, sớm đã có dự liệu, tùy thực lực của ngươi mạnh. Nhưng ở trên trí tuệ, còn xa mới sánh bằng yêu sư, lão ta có thể chạy, bổn hoàng cũng đã sớm đoán được. Chuyện này không sao, dù sao sớm muộn gì lão ta cũng sẽ chết trái lại nguyên yêu thánh thì sao đông hoàng thái nhất nhẹ giọng hỏi lão ta vẫn luôn nhìn chúng nguyên sơ này cảm thấy tương lai nguyên sơ này có thể trở thành một trong những yêu thánh đứng đầu yêu tộc ngụy yêu thánh không ra khỏi tổ địa long tộc giống như từ chối yêu sư kế mông không có hảo cảm đối với sở duyên nhưng lão ta sẽ không vì chuyện này mà cố ý bôi đen sở duyên nói ra đúng sự thật đối với chuyện bôi đen lão ta thực sự không làm được trái lại không cô phục kỳ vọng của bổn hoàng đối với hắn ta thời gian này tìm cơ hội đi để nguyên yêu thánh tăng địa vị tốt nhất có thể khiến nguyên yêu thánh nắm giữ một số quyền lực khiến nguyên yêu thánh trong thời gian ngắn trở thành người thay thế yêu sư của yêu tộc ta đông hoàng thái nhất đứng dậy khỏi ghế ngồi để hai tay sau lưng nói một câu để nguyên yêu thánh nắm giữ quyền lực sao nhưng mà yêu hoàng nguyên yêu thánh trở thành yêu thánh mới không được bao lâu kế mông cảm thấy có chút không ổn không sao hiện giờ thời đại cũ ta khác với trước đây Đương nhiên không thể xử lý theo quy củ thông thường." Đông Hoàng thái nhất lắc đầu, nói như vậy, vậy vậy để Nguyên Yêu Thánh phụ trách nơi nào? Kế Mông hít sâu một hơi, vẫn mở miệng hỏi, nghe thấy những lời này, Đông Hoàng thái nhất tiến về trước một bước, ánh mắt nhìn bầu trời. Nói một cách chính xác, lão ta nhìn về phía hải vực chỗ yêu đế của yêu tộc. Kế tiếp, Bổn hoàng định bắt đầu khiến yêu đế sống lại, trước đó Bổn hoàng tất phải khôi phục một chút thực lực, cho nên Bổn hoàng định tới hải ngoại một chuyến bên đại lục thiên kiện này là tổng bộ của người thời đại cũ chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện dựa vào lực lượng của mình ngươi vẫn khó có thể thống trị nếu để nguyên yêu thánh cùng làm vậy thì an ổn hơn nhiều đông hoàng thái nhất nói ra quyết định của mình lão ta muốn nguyên sơ cũng cùng nắm giữ đại lục thiên kiện trong tay chỉ cần nguyên sơ cùng nắm giữ đại lục thiên kiện trong tay đại lục thiên kiện chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn nữa nguyên sơ cũng có thể rèn luyện trong thời gian ngắn đối với yêu tộc thời đại cũ cũng là một việc may mắn xin nghe theo mệnh lệnh của yêu hoàng kế mông không biết làm thế nào chỉ có thể gật đầu đồng ý lão ta luôn cảm thấy để nguyên sơ trở thành một trong những người cầm quyền của đại lục thiên kiện sẽ có phiền phức lớn nhưng lão ta không nói nên lời rốt cuộc sẽ có phiền phức gì cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đồng ý ừm mọi chuyện cụ thể giao cho ngươi bổn hoàng không hy vọng người thời đại cũ chúng ta không đoàn kết đông hoàng thái nhất xua tay nói một câu yêu hoàng ta đều đã rõ kế mông vội vàng đáp lời nghe thấy những lời này lúc này đông hoàng thái nhất mới yên tâm lão ta lại dặn dò mấy câu rồi đứng dậy rời khỏi vạn yêu cung trước khi rời đi lão ta nhìn thoáng qua bên đại lục thần hành rất rõ ràng lão ta biết yêu sư chạy trốn tới bên đại lục thần hành lão ta cũng không nắm chắc đối phó được đại lục thần hành đây cũng là một trong những nguyên nhân lão ta không lựa chọn đuổi theo yêu sư đại lục thần hành còn chưa phải lão ta hiện giờ có thể đối phó chuyện quan trọng trước mắt vẫn là sống lại càng nhiều người thời đại cũ còn sống lại đại ca lão ta yêu đế đông hoàng thái nhất áp chế tất cả ý nghĩ xuống bay về phía hải vực kế mông ở trong vạn yêu cung trầm ngâm rất lâu cuối cùng vốn định đi gặp mặt sở duyên nói rõ với sở duyên sau khi suy nghĩ cẩn thận xong kế mông đứng dậy rời khỏi vạn yêu cung đến tổ địa của long tộc với tốc độ của kế mông đương nhiên nhanh chóng đi tới tổ địa của long tộc sở duyên vẫn không muốn gặp mặt kế mông như cũ nhưng lần này kế mông căn bản không cho từ chối cưỡng ép sở duyên đi ra gặp lão ta sở duyên không có biện pháp cuối cùng đành phải đi ra gặp mặt kế mông một lần khi hắn gặp mặt kế mông lần nữa xong sở duyên mơ hồ lần này kế mông tới vậy mà mở miệng muốn hắn tới cầm quyền nói giao một nửa đại lục thiên kiện cho hắn chuyện này sở duyên im lặng một lát năm lần bảy lượt xác định với kế mông đối phương không phải đang nói đùa sau đó mới kịp phản ứng sau khi kịp phản ứng sở duyên mới hiểu được người này thực sự muốn giao nửa đại lục thiên kiện cho hắn mà sở duyên tự hỏi một lát xong vẫn là lựa chọn đồng ý hắn vốn định từ chối dù sao hắn còn trông coi bảo vật của cả long tộc nhưng nghĩ lại hắn trở thành người cầm quyền của nửa đại lục như vậy không phải tương đương bảo vật của nửa đại lục đều là của hắn sao như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao có loại ý nghĩ này nên sở duyên đồng ý đồng ý là được như vậy từ hôm nay trở đi người quản lý khu vực hai bên đông nam đại lục thiên kiện còn lại tây bắc giao cho ta kế mông nhanh chóng xác định với sở duyên sau khi xác định xong lão ta vươn tay ra muốn đánh một đạo lưu quang vào trong đầu sở duyên tất cả đều là một số tin tức những lưu quang này căn bản không thể tới gần sở duyên dừng lại quanh kim quang trạng thái vô địch của sở duyên không thể tiến vào bị đè ép xít sao chuyện này đồng tử của kế mông hơi co rụt lại không ngờ cảnh giới của sở duyên đã khôi phục tới mức độ này lão ta cảm nhận được rõ người trước mắt vẫn luôn không có bất cứ phòng bị gì ở trong tình huống không có bất cứ phòng bị gì khí thế vẫn như vậy tất cả đều là tùy ý phóng thích tùy ý phóng thích khí thế, chặn tất cả những tin này của lão ta xuống sao? E rằng chuyện này đại biểu, cảnh giới của lão ta và nguyên sơ vẫn luôn không cùng đẳng cấp. Chuyện này cũng quá khoa trương rồi, rõ ràng mọi người đều là người thời đại cũ sống lại, vì sao cảnh giới của người này khôi phục nhanh như thế, cảnh giới của ta lại khôi phục chậm như vậy? Gương mặt kế mông âm trầm, có lòng thân thiết với sở duyên hơn, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng chỉ để lại một câu, bảo sở duyên quản lý đại lục thiên kiện thật tốt, sau đó rời đi mà sở duyên nhìn lưu quang trước mặt mình rơi vào trầm mặc hắn do dự một lát vươn tay đụng vào lưu quang kia nhất thời từng tin tức truyền vào trong đầu hắn tổ địa long tộc trong rừng trúc nhỏ sau khi tiếp nhận xong hắn mới hiểu được mọi chuyện trong lưu quang tin tức kế mông cho có tin tức tộc đàn yêu tộc nửa đại lục thiên kiện này cùng với tin tức một số yêu tướng những chuyện này giống như là hắn phải nắm giữ trong tay khi sở duyên biết mình phải nắm giữ một đống khổng lồ như vậy xong đau cả đầu hắn có chút hối hận vì sao phải lựa chọn nắm trong tay mấy thứ này bảo vật thực sự là có bảo vật hắn cũng biết tài nguyên nửa đại lục này hắn có thể điều động bất cứ lúc nào nhưng điều động bảo vật hắn còn cần xử lý các loại công việc sở duyên vốn định từ chối đi tìm kế mông trả lại việc này cho lão ta nhưng sau khi hắn xoay người nhìn tổ địa long tộc phía sau mình sở duyên mới bừng tỉnh hiểu ra đúng vậy hắn không phải là một người một mình chiến đấu hăng hái hắn là đại lão tổ của long tộc mà có thể ra hiệu cho tộc nhân long tộc quản lý đại lục thiên kiện khi sở duyên nghĩ tới đây đôi mắt sáng rực hắn nhanh chóng bay xuống phía dưới bảo một tộc nhân long tộc đi gọi tộc trưởng long tộc cùng với mỗi đại trưởng lão tới trong động phủ của đại lão tổ long tộc với thân phận của sở duyên hắn muốn triệu hoán tộc trưởng long tộc và mỗi đại trưởng lão đương nhiên là chuyện rất nhẹ nhàng tộc trưởng long tộc cùng với mỗi đại trưởng lão nhận được triệu hoán của sở duyên thì nhanh chóng đến nơi này sở duyên không úp mở nói mọi chuyện cho tộc trưởng long tộc và mỗi đại trưởng lão nghe khi hắn nói xong trong động phủ lập tức yên tĩnh lại ngay sau đó bùng nổ ra khí thế ngất trời giống trời bảo vệ long tộc ta long tộc ta có cơ hội quật khởi rồi ở ngay trước mắt lão tổ nắm giữ nửa đại lục như vậy sau này long tộc ta xuôi nước xuôi gió chỉ cần lão tổ ở đây chúng ta không có khả năng suy yếu long tộc chỉ càng ngày càng mạnh hơn long tộc ta có lão tổ quả nhiên là vô cùng vinh hạnh tộc trưởng và các trưởng lão nhao nhao mở miệng người sau kích động hơn người trước bọn họ nghĩ càng nhiều hơn sở duyên bọn họ nghĩ đều là sự phát triển của long tộc sau này như vậy đại lão tổ nắm giữ một nửa đại lục thì sau này long tộc sẽ trở thành đại tộc đứng đầu chân chính cho dù là côn bằng nhất tộc kim sĩ đại bằng nhất tộc chỉ sợ sau này không thể sánh vai được với bọn họ có lẽ sau này bọn họ có thể đạt tới tam túc kim ô nhất tộc cũng không biết chừng đương nhiên bọn họ nói có thể đạt tới cấp bậc tam túc kim ô nhất tộc là loại có đông hoàng thái nhất. Đông hoàng thái nhất không ở đây, trước mắt tam túc kim ô nhất tộc, vẫn luôn không thể đánh đồng với long tộc. Bổn tọa định dẫn các ngươi cùng chia sẻ chuyện này, đi thử trường quản nửa đại lục thiên kiện, ý của các ngươi thế nào? Sở duyên chậm rãi mở miệng, nói mục đích của mình ra. Ý nghĩ của hắn chính là như vậy, muốn long tộc giúp hắn quản lý nửa đại lục thiên kiện này. Đám tộc trưởng long tộc ngao thiên biết được, đương nhiên không có gì không thể, có thể tự tay nắm nửa đại lục, bọn họ vô cùng vui sướng sau khi thấy tất cả mọi người nguyện ý sở duyên không thất thần trực tiếp dẫn theo tất cả tầng quản lý của long tộc bay về phía vạn yêu cung sau khi đến đây trực tiếp cắt cử đám quản lý của long tộc đi quản lý chuyện của nửa đại lục hắn không cần hỏi những chuyện này chỉ cần đạt được quyền lợi điều động tài nguyên bảo vật là được sau khi trải qua chuyện này sở duyên dựa vào tên tuổi yêu thánh rất dễ dàng sắp xếp rất nhiều quản lý của long tộc tiến vào trong yêu tộc thống trị nửa đại lục với năng lực của đám tộc trưởng long tộc khi xử lý những chuyện này cũng thuận buồm xuôi gió hơn nữa tộc trưởng long tộc cũng rất thông minh mỗi một chuyện trên đại lục đều viết thành báo cáo tin tức trình cho sở duyên nhưng mà đối với những tin tức này đương nhiên là sở duyên không nhìn thỉnh thoảng xem qua chỉ vì giải buồn khiến sở duyên chú ý vẫn là quyền điều động tài nguyên bảo vật mấy thứ này tới tay sở duyên mới yên tâm thời gian nhanh chóng lướt qua chỉ trong nháy mắt lại mấy ngày trôi qua trong vạn yêu cung thiên điện sở duyên đổi từ động phủ lão tổ thành thiên điện ngày thường hắn cũng ở trong thiên điện nghỉ ngơi một ngày này sở duyên nhìn một phần văn án trên bàn trước mặt mình phía trên ghi lại tin tức bảo vật các tộc sau khi sở duyên xem xong mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra những yêu tộc này đúng là có nhiều bảo vật nhiều đến mức thiếu chút nữa ta đều đếm không hết sở duyên chật chật nói nếu biết rõ những tin tức này lần sau tìm một cơ hội phải điều những bảo vật này tới tay hắn mới được sở duyên thu hồi ý niệm này xong mới nhìn về phía văn án khác bên trong những văn án này ghi lại đều là những chuyện xảy ra ở đại lục. Chỉ có điều sở duyên không thường xem, những tin tức này hắn vẫn luôn không thích, chỉ thỉnh thoảng xem một lát. Sở duyên rảnh rỗi, lại nổi lên hứng thú, hắn mở mấy phần văn án ra, đọc tin tức, việc này, thực ra đa số đều là chuyện nhỏ, hoàn toàn thuộc chuyện không đáng nhắc tới. Sở duyên nhìn, chỉ vì đọc trong lúc rảnh, hả, tin này, ánh mắt sở duyên đột nhiên dừng lại phía trên một văn án, sửng sốt một lát. Phía trên ghi lại một chuyện, có mấy nhân tộc vẫn luôn đổ sát bộ lạc yêu tộc. Hơn nữa những nhân tộc này vẫn dọc theo bên cạnh, đồ sát một số bộ lạc yêu tộc, bởi vì mất đi cho nên không ai quản. Chuyện này xem như là chuyện nhỏ, cho nên bên vạn yêu cung trên cơ bản mặc kệ, dù sao loại chuyện này thực sự quá nhỏ. Nhưng Sở Duyên lại chú ý phía sau, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm văn án này. Văn án này, mấy nhân tộc đồ sát yêu tộc, theo hắn biết, bên trong đại lục thiên kiện đã không có cường giả nhân tộc. Nếu tính hẳn hoi mà nói, chỉ có đệ tử rơi vào ma trướng của hắn chẳng lẽ là do đệ tử rơi vào ma chướng của hắn vô ý tiến hành giết chóc hình như thực sự có khả năng sở duyên hơi nhíu mày gọi một thuộc hạ đi giúp hắn xác định xem hiện giờ hắn thân là yêu thánh gì đó muốn làm chuyện gì đương nhiên không cần hắn tự mình đi làm hắn vừa truyền mệnh lệnh ra rất nhanh có một thuộc hạ chuyển bức họa cho hắn trong bức họa cuộn tròn kia chỉ có một người rõ ràng là đệ tử kia của hắn lâm mạc dựa theo lời thuộc hạ kia nói chỉ có mình lâm mạc không phát hiện những người khác biết được chuyện này xong, sở duyên thở dài một hơi. Xem ra, đệ tử này thực sự rơi vào ma chướng. Biến thành một máy móc chỉ biết giết chóc. Sở duyên biết rõ chuyện này xong, không có tâm tư đi xem đệ tử này, không biết vì hổ thẹn hay vì cái gì. Sở duyên không phải không làm gì, hắn phái mấy tên thuộc hạ, lén lút chú ý lâm mạc này. Một khi lâm mạc có nguy hiểm gì, thì nói với hắn trước tiên, dưới mệnh lệnh này của sở duyên, đương nhiên có vô số người nghe theo. Điều này khiến sở duyên cảm khái tác dụng của điều vị thật tốt dâm trong hải vực bên ngoài đại lục thần hành diệp lạc thản nhiên hờ hững đứng trên hư không quanh người hắn tràn ngập kiếm ý mỗi một kiếm ý đều giống như có thể xuyên thủng cả thế giới ở trong tầm mắt của hắn ta xung quanh đại lục thần hành có mấy đại lục đang chậm rãi bay tới những đại lục này đều bay về phía đại lục thần hành đối với động tác của những đại lục này diệp lạc không ngăn cản hắn ta biết đây là chuyện gì cả đại lục liên hợp sắp nhập cả đại lục trở thành đại lục hoàn toàn mới đây là liên minh thời đại mới mà vị trí minh chủ của liên minh thời đại mới rất kỳ lạ rơi lên đầu đại lục thần hành rơi lên đầu đại lục thần hành đại lục thần hành mạnh nhất ở bên ngoài đương nhiên là diệp lạc cho nên minh chủ sẽ do diệp lạc kế thừa đối với chuyện này diệp lạc không thèm quan tâm lắm minh chủ thì minh chủ hắn ta vốn là người đại diện của thiên đạo mới tiên phong đối kháng với thời đại cũ làm minh chủ không thỏa đáng đối với hắn mà nói không có quan hệ quá lớn mấy đại lục kia đều có người rất mạnh tồn tại đôi mắt thâm thúy của Diệp Lạc nhìn về phía mấy tòa đại lục. Nói một câu với hàm ý sâu xa, hắn ta cảm nhận được trong mấy đại lục đang trôi nổi, trong đó ba đại lục có được người cường đại tỏa chấn. Nhất là đại lục kia, dựa theo lời nói của Tô Hề Sư muội tên là đại lục thiên tổ. Bên trong đại lục thiên tổ kia, có một vài khí tức cường đại, trong đó có một khí tức lại càng khiến Diệp Lạc không cảm nhận được sâu can. Chỉ cảm thấy mình tra xét đến một vùng vực sâu vô tận. Điều này khiến Diệp Lạc vô cùng chắc chắn, khí tức kia mạnh hơn hắn ta, còn mạnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ đại lục Thiên Tổ này ra, Diệp Lạc cũng cảm nhận được rất nhiều lực lượng không kém ở đại lục khác. Điều này khiến Diệp Lạc vô cùng cảm khái, lực lượng của thời đại mới không hề thấp, trái lại còn rất mạnh, có những đại lục này gia nhập, đương nhiên là thời đại mới sẽ trở nên mạnh hơn, đủ đối kháng với thời đại cũ. Diệp Lạc vô cùng an tâm đối với những chuyện này, không biết rốt cuộc sư tôn đi đâu, những đại lục này liên kết đồng minh mà đến, đương nhiên sẽ tiến hành sắp xếp thực lực của nhau sư tôn không ở đây chỉ sợ không thể uy hiếp những người này diệp lạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nhưng nghĩ lại hắn ta bỏ xuống ý niệm này cho dù sư tôn không ở đây đại lục khác cũng không có khả năng xem thường đại lục thần hành bọn họ đại lục thần hành bọn họ có 12 đệ tử của vô đạo tông còn có đám bạch tiền bối phân lượng của đại lục thần hành vẫn đủ như cũ huống hồ sư tôn chỉ tạm thời không ở đây mà thôi cho dù thế nào sư tôn cũng thuộc về đại lục thần hành có sư tôn ở đây như vậy sư tôn chính là con bài chưa lật của đại lục thần hành diệp lạc khẽ lắc đầu chuẩn bị xoay người quay về đại lục đám sư đệ sư muội của hắn ta đều bận rộn dẫn dắt toàn bộ đại lục làm tốt chuẩn bị sắp nhập với đại lục khác hắn ta cũng không thể lười biếng diệp lạc đang định đi giúp đỡ đám sư đệ sư muội của mình không đợi diệp lạc rời đi một giọng nói đột nhiên truyền từ hư không tới gọi diệp lạc lại tiểu hữu dừng bước giọng nói này truyền đến cùng với lực lượng vô hình lực lượng vô hình này trực tiếp định trụ diệp lạc nhưng chỉ định trụ diệp lạc trong nháy mắt chỉ trong nháy mắt cơ thể diệp lạc chấn động khôi phục năng lực hành động kiếm ý giống như có thể chém chết quá khứ hiện tại tương lai vượt qua phàm tục tràn ngập mà ra tiểu hữu đúng là có bản lĩnh giọng nói kia lại truyền tới diệp lạc ngẩng đầu lên nhìn một bóng người không biết đứng trên đỉnh đầu hắn ta từ lúc nào đó là một con hầu tử lông vàng mặc áo giáp trong mắt hầu tử này đều là ổn trọng trong đó cũng có chút thưởng thức đó là thưởng thức đối với diệp lạc Tiền bối, Diệp Lạc hơi chắp tay với hầu tử này. Đương nhiên là Diệp Lạc nhận ra hầu tử này. Khí tức này không phải là khí tức ở trên đại lục thiên tổ, khiến hắn ta cảm thấy không địch lại nổi sao. Ừm, hầu tử tôn ngộ không, mặc áo giáp khẽ gật đầu. Đáp một tiếng, đây coi như là một loại tán thành Diệp Lạc. Ngay sau đó, ở phía xa từng bóng người bay tới, chính là đại cường giả đứng đầu mỗi đại lục. Trái lại tiểu hữu đúng là kỳ tài hiếm có, chẳng trách hội liên minh sẽ lấy đại lục thần hành làm chủ tiểu bối này nhìn nhiên đại sinh ra chính là cận đại tiểu bối cận đại đã mạnh tới mức độ này sao cận đại ngươi nhìn kỹ chút đi cốt linh chỉ hơn 50 năm đây đây là người của chủng tộc cỡ nào đám cường giả đứng đầu mỗi đại lục nhìn thấy diệp lạc xong chỉ trong nháy mắt cả đám kinh hãi bọn họ không thể tin được một người gần như vượt qua phần lớn đám bọn họ vậy mà là một tiểu bối một tiểu bối có thể đạt tới mức độ này sao chuyện này khiến bọn họ cảm thấy rất khó tin sau khi kinh hãi một lát bọn họ nhao nhao có suy đoán có thể đạt tới loại tình trạng như bọn họ đương nhiên tốc độ phản ứng rất nhanh bọn họ đều muốn dùng thần thức của bản thân hoặc là các loại hệ thống tra xét phóng tới đại lục thần hành những người này đều cảm thấy loại tiểu bối như diệp lạc đều mạnh như thế chỉ sợ lực lượng của đại lục thần hành vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ cho nên bọn họ đều khẩn cấp dùng lực lượng của từng người tra xét muốn đi nghiệm chứng một lát với lực lượng cảnh giới của bọn họ muốn đảo qua cả đại lục thần hành đương nhiên vô cùng đơn giản rất nhanh, cả đại lục thần hành được bọn họ đảo qua. Vẻ mặt những người này đều trở nên kỳ lạ, đương nhiên là bọn họ nhìn ra được, đại lục thần hành không mạnh chút nào, trái lại còn rất yếu. Ít nhất dưới cái nhìn của những người khác, đúng là rất yếu. Các vị ở nơi này, bản thể đều vô cùng kỳ lạ, là một sinh mệnh chi thụ hay là ác ma gì đó. Vẫn luôn không có nhân tộc, theo bọn họ, nhân tộc càng yếu không chịu nổi, dưới cảnh giới ngang nhau. Nhân tộc đối mặt với bọn họ đều bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Những người này vốn định nói gì đó, nhưng hầu tử mặc áo giáp cường đại nhất đang nhìn về một hướng ở đại lục Thần hành, chuyện này khiến bọn họ không khỏi sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của hầu tử mặc áo giáp theo bản năng. Với thị lực của bọn họ, đương nhiên không nhìn ra được gì. Nhưng bọn họ nhanh chóng dùng lực lượng tra xét, nhìn qua phương hướng tôn ngộ không đang nhìn. Phương hướng đó, đúng là, Đông Châu, mà chỗ bọn họ nhìn, rõ ràng là núi thiên vụ. Khi bọn họ dùng lực lượng tra xét tới núi thiên vụ, bọn họ lập tức ngây ngẩn cả người dưới lực lượng tra xét của bọn họ vậy mà núi thiên vụ dâng lên một tầng chống cự chặn tất cả lực lượng của bọn họ ở ngoài đây là tất cả mọi người sửng sốt một lát ngay khi bọn họ muốn tiến thêm một bước tra xét trên bầu trời một tia xét lóe lên giống như đang cảnh cáo gì đó ngay sau đó lại có năm khí tức vô cùng cổ xưa tràn ngập mà ra bay thẳng tới chấn áp mấy người vừa tra xét trên không đại lục thần hành đang xảy ra một trận đánh giá trận đánh giá này xảy ra tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng cường giả đến từ mỗi đại lục không dám nhìn đại lục thần hành nữa. Cho dù là khí tức man hoang cổ xưa, hay là diệp lạc, hoặc là ngọn núi thần bí được lực lượng thiên đạo che chở, đều đủ chứng minh đại lục thần hành không đơn giản. Nhất là ngọn núi thần bí kia, lại càng khiến mọi người cảm thấy khó tin. Dưới tình huống như vậy, địa vị của đại lục thần hành nhanh chóng dâng lên. Mỗi đại lục sắp nhập cũng đặt địa vị tại đại lục thần hành song xuôi. Tám đại lục hoàn thành sắp nhập, dung hợp thành một đại lục sáp nhập này khiến đại lục thần hành trở nên rất rộng thậm chí có thể nói là thái quá đại lục thần hành biến to cũng khiến linh khí trong đại lục thần hành trở nên tràn đầy hơn cường giả của tám đại lục đều đang bàn bạc làm thế nào đối phó thời đại cũ mà bên thời đại cũ buông lỏng ra đông hoàng thái nhất không ở trong yêu tộc thời đại cũ kế mông cường đại thì cường đại nhưng ít quản mọi chuyện trái lại sở duyên thường làm đông làm tây nhưng những chuyện hắn muốn làm đều là chuyện nhỏ khiến người ta cũng không thể nói gì hắn một ngày này sở duyên đang ngồi trong vạn yêu cung lẳng lặng nhìn một phần văn án trên tay những văn án này đều là hắn bảo người đi theo lâm mạc ghi chép về lâm mạc những văn án này ghi lại đều không khác nhau mấy lâm mạc giống như vô cùng điên cuồng đối với yêu tộc không do dự tiến hành giết chết mà đều lựa chọn tiến hành tàn sát những bộ lạc yêu tộc hư hư thực thực có huyết hải thâm cừu với yêu tộc hơn nữa mơ hồ sau lưng còn có những người khác thuộc loại nhóm phạm tội điều này khiến sở duyên vô cùng cảm khái cũng không có bất cứ hoài nghi gì, cảm thấy đệ tử này chắc chắn đã rơi vào ma chướng, hoàn toàn không thể ra ngoài. Ổn định thì ổn định, nhưng mà quá đáng tiếc cho tiểu tử này. Sở Duyên ngồi trên ghế cao, nhìn bên ngoài điện, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn dạy phế đệ tử chỉ cần một năm, nếu có thể, hắn rất muốn đợi tới một năm sau, đuổi lâm mạc này ra khỏi tông môn, thuận tay ra tay khôi phục giúp hắn ta một chút. Đáng tiếc, hắn không biết làm thế nào kéo người ta từ trong ma chướng ra. Sở Duyên khẽ lắc đầu, lập tức không nghĩ chuyện này nữa tâm niệm của hắn vừa động mở hệ thống đã lâu không mở ra nhìn thoáng qua hình thức dạy học muốn nhìn xem hình thức dạy học cho đệ tử có thể dạy phế cách nơi này xa lắm không đã mở hình thức dạy học đang tìm kiếm đệ tử có thể dạy phế tiến hành dạy học đang tìm kiếm mong ký chủ đời thời gian tìm kiếm dự tính năm nghìn tám mươi sáu năm năm nghìn tám mươi sáu năm cư thật xa như thế sở duyên khẽ nhíu mày nhận đệ tử mới đó là chuyện chắc chắn phải nhận có hình thức dạy học ở đây cho không cảnh giới hắn không muốn uổng phí hắn không biết trước khi mình kết toán có thể nhận mấy đệ tử nhưng người thứ ba hắn chắc hắn phải nhận đi vào trong đại lục một lát vậy tìm xem đệ tử này đang ở đâu sở duyên nhẹ giọng nói một câu hắn vung tay lên gọi mấy yêu tướng trấn thủ ở bên ngoài và mấy trưởng lão long tộc hắn nói chuyện này cho mọi người nghe bảo những người này tạm thay hắn quản lý nửa đại lục thiên kiện đám trưởng lão của long tộc còn đỡ mấy yêu tướng vừa nghe sở duyên muốn rời đi nói là đi tìm đệ tử gì đó, lập tức nóng này. Yêu thánh đại nhân, ngươi không thể rời đi được, sau lưng ngươi là vận mệnh của nửa đại lục thiên kiện, ngươi không thể rời đi như vậy, nếu rời đi như thế rất dễ xảy ra sai lầm. Yêu thánh có trách nhiệm nặng nề, ở khắp yêu tộc, ngươi tuyệt đối không thể rời đi, vạn yêu cung cũng cần yêu thánh tỏa chấn. Yêu thánh ngươi nói muốn đi tìm đệ tử, chuyện này thì không cần, chỉ cần nói tên cho ta, đương nhiên bọn ta sẽ thay yêu thánh bắt lấy đệ tử kia, giao cho yêu thánh. Mấy yêu tướng vội vàng nói bọn họ đều xem như là người của Sở Duyên, ít nhất ở trong mắt mấy yêu tướng là như vậy. Sở Duyên thường xuyên điều động một số tài nguyên, cũng sẽ lấy một ít vụn vặt bên trong ra, thưởng cho những yêu tướng này. Không biết là Sở Duyên đang biểu lộ mình tài đại khí thô, hay là lấy lòng mấy người này, dù sao có không ít yêu tướng quy phục Sở Duyên, điều này khiến thế lực của Sở Duyên ở trong Vạn Yêu Cung trở thành thế lực không kém. Hơn nữa thế lực còn đang không ngừng khuếch trương, khẩu hiệu đối với bên ngoài lại càng biến thành sở duyên chiêu hiền đại sĩ tự mình tiếp đái yêu tướng không để ý tới tranh lệch thân phận cho nên dưới tình huống như vậy mấy yêu tướng nghe sở duyên phải rời đi mới sốt ruột không cần chuyện này các ngươi không dễ làm cần bổn tọa tự mình đi một chuyến các ngươi quản lý tốt thay bổn tọa là được thái độ của sở duyên kiên quyết vẫn luôn không cho mấy yêu tướng này phản bác vâng đại lão tổ trái lại mấy trưởng lão long tộc rất thông minh biết bọn họ không làm trái được ý của đại lão tổ nhà mình trực tiếp mở miệng nói một câu Mấy yêu tướng đứng ở phía sau liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng bọn họ đồng ý thì đồng ý, nhưng ý chí vô cùng kiên định yêu cầu Sở Duyên xuất hành theo quy định. Nói Sở Duyên là yêu thánh của yêu tộc, xuất hành tất phải cưỡi thứ gì đó, do mấy trăm yêu tướng hộ vệ gì đấy, phía trên tất phải sắp xếp. Sở Duyên không nói lại được đám yêu tướng này, sau khi bàn bạc một lát, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Nhìn thấy Sở Duyên đồng ý, đám yêu tướng mới hài lòng rời đi. Rất nhanh, trong thiên điện của vạn yêu cung chỉ còn lại mình sở duyên ngồi trên ghế thuộc về mình đám yêu tướng này đúng là khoa trương ra cửa còn phô trương lớn như vậy còn nói gì mà ta là yêu thánh yêu tộc sắp xếp phô trương không thể thấp hơn sở duyên thở phào nhẹ nhõm một hơi hơi cúi đầu nhìn bóng lưng đám yêu tướng rời đi bỗng nhiên hắn có chút cảm khái chức vị của hắn đúng là như ngồi hỏa tiễn rõ ràng lúc trước khi mới tiến vào đại lục thiên kiện vẫn là người không hộ khẩu người nào cũng không biết ai cũng không biết hắn chưa tới một năm, hắn vốn từ không hộ khẩu biến thành lão tổ thứ 13 của Long Tộc, còn từ lão tổ thứ 13 của Long Tộc biến thành đại lão tổ của Long Tộc. Hiện giờ lại từ đại lão tổ của Long Tộc biến thành yêu thánh của yêu tộc. Thống trị nửa đại lục thiên kiện, uy phong lẫm liệt. Nếu lại cho ta một năm, ta sẽ trực tiếp thống trị cả yêu tộc. Sở Duyệt sinh ra ý niệm này, thiếu chút nữa bật cười. Chưa tới một năm hắn đã đạt tới tình hình hiện giờ, nếu lại cho hắn một năm. Nói không chừng thực sự có thể đạt tới vị trí yêu tộc chi chủ, đương nhiên đây là sở duyên nhàm chán trêu đùa hắn vẫn cảm thấy rất không có khả năng đùa gì thế từ một tên không hộ khẩu lăn lộn tới yêu tộc chi chủ quá khoa trương sở duyên lắc đầu cảm thấy ý nghĩ của mình thật buồn cười nhưng mà hắn nghĩ không lâu thì đi ra khỏi vạn yêu cung đi xem đám yêu tướng sắp xếp phô trương của hắn như thế nào yêu thánh nguyên sơ muốn xuất hành tin tức này truyền ra ở trong đại lục thiên kiện đều dẫn tới chấn động không nhỏ thông thường yêu thánh xuất hành thực ra đều rất khiêm tốn loại xuất hành chính quy này thực sự là rất ít cho nên yêu thánh nguyên sơ muốn xuất hành đương nhiên dẫn tới chấn động rất nhiều yêu tướng ủng hộ yêu thánh nguyên sơ nhao nhao tụ tập lại hộ vệ cho yêu thánh nguyên sơ nhất là long tộc trực tiếp điều mấy kim long tới kéo xe cho lão tổ nguyên sơ bọn họ sau khi quy mô xuất hành tập hợp đủ xong quả nhiên là kinh hãi nhiều người nhất là một phần trung thành với kế mông lại càng giật mình không thôi yêu thánh nguyên sơ xuất hành cửu long kéo xe sẽ lấy nguyên liệu đặc biệt mà tạo thành trong có càn khôn, vẻ ngoài càng thần thái giống long liễn, vô cùng khí phách. Ở ngoài càng có mấy trăm xe hộ vệ, trên mỗi xe đều có một yêu tướng hộ vệ. Lại sau đó, càng có mấy ngàn yêu binh đi theo, thành thế lớn. Ở ngoài còn có không ít cao thủ mỗi đại tộc của yêu tộc ở đây, xem như cũng đang hộ vệ cho yêu thánh nguyên sơ. Chuyện này đại biểu, đương nhiên là mỗi đại tộc yêu tộc vấn an với yêu thánh nguyên sơ. Dưới đủ loại tình huống, có vẻ yêu thánh nguyên sơ xuất hành quy mô thật lớn. Biết thì không sao, hiểu rõ là yêu thánh xuất hành không biết con tưởng là yêu đế xuất hành kế mông vốn đang ở một thiên điện trong vạn yêu cung bế quan cũng chiếm được tin tức này khi lão ta biết xong lông mày không nhịn được nhíu lại rất rõ ràng lão ta không hiểu nổi vì sao nguyên sơ xuất hành lại phô trương như vậy nhưng khó hiểu thì khó hiểu lão ta cũng không nghĩ nhiều vốn định tiếp tục bế quan nhưng trước mặt có một yêu tướng nói tin tức cho lão ta đang lải nhài yêu thánh yêu ánh nguyên sơ này cuồng vọng như vậy quả nhiên là đáng chết hơn nữa Yêu Thánh nguyên sơ này xuất hành quá khoa trương, ta hoài nghi hắn ta có lòng mưu phản, rõ ràng là danh xưng yêu thánh, nhưng xuất hành lại có quy mô như yêu đế. ở bên ngoài cũng có nhiều người đang thảo luận chuyện này, ta cảm thấy chuyện này là thật. Yêu tướng này bắt đầu nói, lão ta nói xong, bất chợt phát hiện bầu không khí rất kỳ lạ, lão ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt kế mông nhìn chằm chằm lão ta. khi yêu tướng này muốn hỏi điều gì đó, đột nhiên kế mông vươn tay ra, một thanh tam xoa kích xuất hiện, lấy khí thế xét đánh không kịp bịt tai giết yêu tướng kia dâm yêu tướng kia căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị đóng đinh chết trên vách tường thiên điện thần hồn câu diệt cho dù yêu thánh làm không đúng cũng không tới lượt một yêu tướng như ngươi có thể ăn nói linh tinh kế mông lạnh lùng nói một câu như vậy sau khi lão ta nói xong lão ta nhắm mắt tiếp tục bế quan hoàn toàn không muốn quản chuyện của nguyên sơ dù sao nguyên sơ và lão ta đều là yêu thánh cấp bậc tương xứng hơn nữa thực lực của nguyên sơ theo kế mông là mạnh hơn lão ta rất nhiều lúc trước ở trong rừng trúc nhỏ tổ địa long tộc có thể thấy được. Nguyên sơ nắm một vòng sáng kim sắc khiến lão ta cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp. Nếu đánh nhau, đương nhiên Nguyên sơ có thể thắng được lão ta. Trong tình huống như vậy, kế mông chẳng muốn đi quản chuyện của yêu thánh Nguyên sơ. Nắm chặt thời gian khôi phục cảnh giới mới là chuyện quan trọng nhất. Cùng lúc đó, chuyện yêu thánh Nguyên sơ xuất hành, đương nhiên lọt vào trong tay Lâm Mạc đang đổ sát bộ lạc yêu tộc ở bên cạnh Đại Lục Thiên Kiện. Khi Lâm Mạc nghe thấy hai chữ Nguyên sơ, thực sự sửng sốt một lát đối với chuyện này vẫn luôn không rõ nguyên sơ là tên sư tôn hắn ta đúng không vì sao còn có tin tức của sư tôn hắn ta chẳng lẽ sư tôn thực sự không chết lâm mạc rơi vào trong hoài nghi hắn ta vừa định hò lý thành ra tâm sự nhưng còn chưa kịp bên tai đột nhiên chuyển tới giọng nói sư đệ đây đúng là giọng lý thành lâm mạc ngẩng đầu lên nhìn lý thành đang từ bầu trời bay xuống gương mặt vô cùng nghiêm túc sư huynh có phải huynh nghe được tin tức đó hay không yêu thánh nguyên sơ xuất hành nguyên sơ không phải là sư tôn sao Sư tôn chưa chết, giọng nói của Lâm Mạc run run nói Không, chuyện này rất không thích hợp Sư đệ, đệ biết trước đó không lâu, bên cạnh đệ có người giám sát không? Lý Thành không lộ ra biểu cảm vui sướng, trái lại vẻ mặt nghiêm trọng nói Hà, có người giám sát ta sao? Lâm Mạc nghe thấy thế, vẻ mặt lập tức thay đổi Ánh mắt hung ác nhìn bốn phía Đừng nhìn nữa, những người giám sát đệ đều bị ta xử lý, đệ không nhìn thấy đâu Lý Thành lắc đầu, mở miệng nói Những người này là ai thế? lâm mạc hít sâu một hơi hỏi nghe thấy những lời này lý thành đi tới trước mặt lâm mạc vỗ nhẹ bả vai đối phương sau đó hắn ta mới chậm rãi mở miệng không biết nhưng nếu ta đoán không lầm những người đó chắc chắn liên quan tới yêu thánh nguyên sơ đệ đừng vội nói chuyện nghe ta nói trước đã đệ phải biết rằng lúc trước sư tôn chúng ta chỉ là lão tổ của long tộc đâu phải yêu thánh gì bây giờ lại biến thành yêu thánh gì đó chuyện này rất không thích hợp hơn nữa nếu sư tôn thực sự còn sống vì sao không tới tìm chúng ta vì sao sẽ có người giám sát chúng ta ta cảm thấy trong chuyện này có âm mưu động trời lý thành nói ra suy đoán của mình trong mắt lóe lên thông minh em mưu sư huynh huynh cảm thấy sẽ là âm mưu gì lâm mạc thực sự không thể tưởng tượng được có âm mưu gì đừng gấp sư đệ đệ không hiểu đâu để ta chậm rãi nói cho đệ nghe lý thành nhẹ giọng nói xong hắn ta bắt đầu giảng giải suy đoán của mình hắn ta hoài nghi yêu thánh nguyên sơ này không phải là nguyên sơ thật cũng không phải sư tôn của bọn họ lý thành vẫn luôn biết cho đến nay yêu sư và yêu thánh kế mông không hợp nhau, hơn nữa sư tôn bọn họ thuộc bên yêu sư. Trước đó không lâu lan truyền ra tin yêu sư phản bội, rời khỏi đại lục thiên kiện. Lý Thành suy đoán, sư tôn chết có thể là vì một trận tranh đấu, kế mông muốn cắt cánh chim của yêu sư, cho nên mới phái người giết sư tôn. Chuyện này cũng có thể giải thích, vì sao sư tôn chết trên tay một tiểu bối vô danh. Mà hiện giờ yêu thánh nguyên sơ này, có lẽ là giả. Là muốn mượn tên tuổi của sư tôn, đi thống trị long tộc trước, cũng có thể loại bỏ ảnh hưởng do yêu sư để lại đây là một đại âm mưu còn lý thành làm thế nào biết được đừng hỏi hỏi chính là mơ mộng khi lý thành nói ra toàn bộ suy đoán của mình lâm mạc càng kích động hơn phẫn nộ trong lòng đối với yêu tộc điên cuồng dâng lên yêu tộc kế mông đều đáng chết phẫn nộ mãnh liệt khiến tinh thần lâm mạc hoảng hốt vào thời khắc quan trọng vẫn là táng thiên quan mở ra một lần trấn trụ tinh thần thay lâm mạc sư huynh ta muốn bắt đầu ra tay với tộc đàn của yêu tộc lâm mạc nghiến răng nghiến lợi ước gì có thể lập tức đi tìm kế mông làm thịt kế mông kia hai ừ, ra tay đi lý thành thở dài gật đầu đồng ý cũng thấy đã tới lúc ra tay cùng lúc đó bên sở duyên đội ngũ vẫn luôn tiến lên tốc độ không nhanh không chậm nhưng vẫn luôn không có mục đích dù sao sở duyên muốn tìm đệ tử hắn không biết đệ tử ở đâu chỉ có thể tìm kiếm linh tinh cho nên đội ngũ cũng đi không có mục đích nhưng mà theo sở duyên ra ngoài thời gian càng dài đội ngũ của hắn cũng càng ngày càng dài còn vì sao đội ngũ càng ngày càng dài? Chuyện này nói ra vô cùng huyền diệu. Mới đầu là người của Long tộc, tất cả đều chạy tới, nói muốn bảo vệ lão tổ của bọn họ, cho nên gia nhập đội ngũ. Lại sau đó, nửa đại lục mà Sở Duyên thống trị đều nghe được tiếng gió, vô số tộc đàn nhau nhau gia nhập vào trong đội ngũ hộ vệ. Cứ thế đội ngũ hộ vệ Sở Duyên lập tức đạt tới mấy vạn, thành thế rất lớn. Một ngày này, Sở Duyên vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh màu lam trước mặt mình như cũ. Đã mở hình thức dạy học, đang tìm kiếm đệ tử có thể dạy phế tiến hành dạy học. Đang tìm kiếm, mong ký chủ đợi, thời gian tìm kiếm dự tính, 82 năm, 82 năm, quả nhiên là hắn tìm theo phương hướng này đúng. Đôi mắt sở duyên sáng lên, hắn vươn tay điểm hư không trước mặt mình. Ngón tay điểm ra, một tầng gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó, bên ngoài lòng liễn, một giọng nói vang lên. Yêu thánh đại nhân, có chuyện gì phân phó, giọng nói này là giọng một yêu tướng, nghe thấy thế, trong lòng sở duyên thoải mái, Long liễn hắn đang ngồi, quả thực cao cấp tới cực hạn. Làm chuyện gì, đều không cần ra ngoài, thậm chí không cần gọi người. Trực tiếp điểm một cái, thì có trận pháp đối ứng, đi nhắc nhở người bên ngoài. Bên trong càng có vô số trận pháp vô cùng kỳ diệu, không gian bên trong cũng khổng lồ, rõ ràng chỉ là một long liễn, nhưng không kém gì một điện phủ nhỏ. Cưỡi long liễn như vậy, sở dứt chỉ có thể nói, thoải mái, gần phía trước có tộc đàn gì. Sở duyên thu hồi rất nhiều ý nghĩ của mình, nhẹ giọng hỏi một câu. Khởi bẩm yêu thánh, cách chúng ta gần nhất có ba đại tộc của yêu tộc sáu tộc đàn bậc trung tiểu tộc đàn thì mấy trăm yêu tứa ở bên ngoài long liễn lại mở miệng trả lời hả theo thứ tự là tộc đàn gì sở duyên hơi nhíu mày hỏi một câu hắn thực sự không ngờ tới gần đây lại có nhiều tộc đàn như vậy bẩm yêu thánh ba đại tộc đàn lần lượt là thanh điểu nhất tộc bạch hổ nhất tộc cùng với thực thiết thú nhất tộc tộc đàn bậc trung chia làm sáu cái yêu tướng ở bên ngoài không dám nói thêm gì vội vàng giải đáp cho sở duyên sau khi sở duyên nghe xong, không khỏi sửng sốt một lát. Hắn không biết nên đi nơi nào. Sau khi do dự một lát, sở duyên chỉ có thể bảo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Mình thì quan sát hình thức dạy học, muốn hình thức dạy học xác định phương hướng giúp hắn. Cuối cùng, sau khi lăn qua lăn lại một lát, sở duyên thành công xác định được phương hướng. Vị trí chính xác là thông tới đại tộc đàn của yêu tộc, thực thiết thú nhất tộc. Sau khi biết sở duyên sắp tới thực thiết thú nhất tộc, bên trong thực thiết thú nhất tộc lập tức sôi trao trong đó tộc trưởng của thực thiết thú nhất tộc lại càng trực tiếp dẫn đầu tộc nhân toàn tộc đi ra bày ra nghi thức lớn hoan nghênh sở duyên ở bên ngoài một ngọn núi tộc trưởng của thực thiết thú nhất tộc gặp mặt đội ngũ của sở duyên sở duyên từ trong long liễn ra ngoài nhìn một đám thực thiết thú trước mặt những thực thiết thú này đều đã hóa hình hắn không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ chỉ cảm thấy cái tên thực thiết thú này hình như hắn từng nghe nói ở đâu rồi ngưỡng mộ đại danh của yêu thánh từ lâu tại hạ là thao sơn chính là tộc trưởng của thực thiết thú nhất tộc hôm nay nghe nói yêu thánh đại nhân hàng lâm. Cho nên dẫn người tới nghênh đón yêu thánh đại nhân, tộc trưởng Thao Sơn của thực thiết thú nhất tộc cười tươi nói. Ừm, sở duyên nhẹ giọng đáp một tiếng, nhìn màn ảnh trước mặt, còn cách nhiều năm nữa, rõ ràng không phải nơi này. Nói cách khác, đệ tử của hắn không phải ở thực thiết thú nhất tộc này. Thao Sơn, lãnh địa của tộc đàn ngươi cách nơi này rất xa đúng không? Ta nhớ tộc đàn các ngươi không quản tới nơi này, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bên cạnh sở duyên, một yêu tướng đột nhiên mở miệng nói. Bị yêu tướng này nói như vậy, yêu tướng khác nhau nhau lấy lại tinh thần, cả đám đều nhìn về phía thực thiết thú nhất tộc. Đúng vậy, ta nhớ rõ lãnh địa của thực thiết thú nhất tộc không ở bên này. Đâu chỉ không ở bên này, quả thực ngăn cách rất xa ấy chứ. Đúng vậy, sao các người lại xuất hiện ở nơi này? Yêu thực khác đều nhau nhau mở miệng, hỏi một câu. Các vị yêu tướng, ta, ta không có ý khác, ta chỉ vì nên đón yêu thánh, có lẽ một chút, cho nên mới chạy xa như vậy tới đây. Thao Sơn bị dọa sợ, sợ bị coi thành có địch ý với yêu thánh, vậy lão ta thảm rồi. Nhìn đội ngũ khổng lồ trước mặt, Thao Sơn thực sự sợ hãi. Lão ta sợ mình bị cho là có địch ý, như vậy tất cả thực thiết thú nhất tộc, e rằng sẽ bị xé nát. Thực sự là như vậy sao? Một yêu tướng nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nói, thật, thật, còn mời yêu thánh đại nhân tới tổ địa của bọn ta, đương nhiên là tộc ta sẽ tổ chức lễ nghi cao, nên đón đại nhân. Thao Sơn vội vàng nói, ừm vậy thì không tất cả tộc nhân của ngươi đều ở đây sao? sở duyên vốn định nói không cần nhưng nghĩ lại có khả năng là đệ tử của hắn ở trong tộc đàn này nhưng bây giờ không có ở đây hay không ôm ý niệm này sở duyên mở miệng hỏi khởi bẩm yêu thánh đại nhân toàn tộc thực thiết thú nhất tộc của bọn ta đều ở đây thao sơn vội vàng nói lão ta trả lời rất nhanh giống như sợ trả lời chậm khiến sở duyên tức giận đến lúc đó người cũng không còn nếu người không còn còn chưa tính sợ nhất chính là lão ta còn liên lụy tới tộc đàn của lão ta toàn tộc đều ở đây sao sở duyên khẽ nhíu mày chẳng lẽ đệ tử của hắn thực sự không ở trong thực thiết thú nhất tộc này sao vậy hắn không cần tiếp tục ở lại nơi này nên rời đi tiếp tục đi tìm khi sở duyên định bảo người cùng rời đi bỗng nhiên ở phía sau màn ảnh màu lam trước mặt hắn bắt đầu chuyển động kiểm tra đo lường thấy đệ tử có thể dạy phế đang sinh thành không gian mô phỏng sinh thành không gian mô phỏng thất bại kiểm tra đo lường cần đệ tử có linh trí mong ký chủ nhận làm đồ đệ sau đó tiến hành hình thức dạy học đoạn văn tự này xuất hiện khiến sở duyên sửng sốt một lát hắn ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một bóng người rất nhanh từ xa xông tới nhìn kỹ đó là một con gấu đen trắng đan sen trong đầu sở duyên lập tức dâng lên một từ ngữ gấu mèo không so với gấu mèo rõ ràng thứ này càng có khí chất hơn nhìn vô cùng hung mãnh nhưng mà ngoại trừ hung mãnh còn mang theo chút đáng yêu lão tổ tông của gấu mèo sao lúc này cuối cùng sở duyên cũng nhớ tới thực thiết thú không phải là danh xưng đặc biệt của gấu mèo sao thứ trước mắt này chính là đệ tử mới của hắn lớn mật bên ngoài một ngọn núi một tiếng quát mạnh mẽ vang lên vô số yêu tướng nhao nhao trợn mắt bọn họ chừng đương nhiên là một tiểu thực thiết thú bên cạnh tộc trưởng của thực thiết thú nhất tộc thực thiết thú này đột nhiên xông vào từ loại ý nghĩa nào đó mà nói xem như là xúc phạm yêu thánh dựa theo luật phải chu sát thực thiết thú này thực thiết thú kia vô cùng mê mang đôi mắt vành đen cứ ngơ ngác nhìn đám yêu tướng như vậy đặt mông ngồi dưới đất không để ý chuyện gì Chuyện này dọa sợ tộc trưởng Thao Sơn của thực thiết thú nhất tộc. Tộc trưởng Thao Sơn của thực thiết thú nhất tộc run rẩy quỳ trên đất. Mong yêu thánh đại nhân thứ tội, đây là tiểu nhi, là theo ta tới bái phỏng yêu thánh đại nhân, nhưng trên đường hơi đói cho nên rời đi. Bây giờ quay về nhất định là nhất định là muốn nhìn phong thái của yêu thánh, cho nên quay về. Thao Sơn tỉnh táo lại, mở miệng nói, đây là con trai ngươi ư, sở duyệt không chút để ý, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn chằm chằm thực thiết thú bên cạnh Thao Sơn trắng đen đan sen, đôi mắt có vành đen, toàn thân lộ ra cảm giác mênh mang sen lẫn khở dại. Đây không phải là gấu mèo sao? Bẩm yêu thánh đại nhân, đây là con trai thứ 24 của ta, thở nhỏ đầu óc ngốc nghếch cho nên. Thao Sơn còn định nói gì đó, lão ta còn chưa nói xong, đột nhiên trong lúc này, sở duyên ngắt lời lão ta. Thực thiết thú này, bổn tọa muốn, sở duyên lập tức nói một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm thực thiết thú này. Những lời này vừa nói ra, rất nhiều yêu tướng đều sửng sốt một lát lập tức hiểu rõ yêu thánh đại nhân là muốn thực thiết thú này làm tọa kỵ thông thường người của yêu tộc tuyệt đối không làm tọa kỵ của người ta huyết mạch càng cao chuyện làm tọa kỵ càng kiêng kỵ nhưng yêu thánh thì khác đối với nhiều người mà nói làm tọa kỵ của yêu thánh không phải là sỉ nhục trái lại là vinh hạnh nhìn biểu hiện của long tộc thì biết long tộc vì có quan hệ thân thiết với yêu thánh nguyên sơ chiếm được cơ hội lần này tộc khác muốn làm tọa kỵ cho yêu thánh nguyên sơ cũng không có cơ hội trước mắt yêu thánh muốn nhận thực thiết thú làm tọa kỵ đó cũng là may mắn của thực thiết thú nhất tộc thao sơn kia đã ngẩn người bất chợt trên mặt lộ ra vui sướng lão ta vội vàng mở miệng yêu thánh đại nhân nguyện ý đương nhiên là tiểu nhi nguyện ý làm tọa kỵ của yêu thánh đại nhân thao sơn kích động nói sau khi nói xong lão ta còn đánh lên người thực thiết thú trốn sau lưng lão ta một cái đánh này đánh thực thiết thú đang sửng sốt ngã xuống đất thực thiết thú kia cắm đầu ngã vào trong bùn đất kêu to hu hu yêu tướng ở xung quanh thấy thế đôi mắt đều thay đổi thứ này cũng xứng làm tọa kỵ của yêu thánh sao nói thế nào tọa kỵ cũng sẽ làm tăng sức chiến đấu của chủ nhân nhưng lấy thực thiết thú này làm tọa kỵ đám yêu tướng vô cùng hoài nghi sức chiến đấu của yêu thánh sẽ bị suy yếu chuyện này chuyện này chuyện này khụ khụ yêu thánh thực ra bình thường tiểu nhi rất bình thường hôm nay thấy yêu thánh nên hơi kích động cho nên không khống chế nổi mình mà thôi thao sơn vội vàng giải thích một câu sợ bị hiểu lầm gì đó yêu tướng xung quanh đều không tin, ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn Thao Sơn, không nói một lời. Tiểu Nhi thực sự rất bình thường, thật đó, hơn nữa Tiểu Nhi còn rất có tiềm lực. Thao Sơn khen thực thiết thú này, hắn tên là gì? Sở Duyên lặng lặng nghe những người này nói, không có bất cứ biểu cảm gì, ánh mắt nhìn chằm chằm thực thiết thú đang hu hu. Bẩm yêu thánh, Tiểu Nhi tên là Thao Thế, Thao Sơn vội vàng trả lời. Thao Thế, tên rất hay, bổn tọa không muốn nhận hắn làm tọa kỳ, mà muốn nhận hắn làm đệ tử, không biết thao thế ngươi bằng lòng không? Sở Duyên nhẹ giọng mở miệng, thản nhiên nói, hả, nhận tiểu nhi làm đệ tử sao? Thao Sơn ngây ngẩn cả người, nhận con hàng này làm đệ tử ư? Con hàng này nhìn có vẻ ngốc, có thiên phú tu luyện sao? Thứ đồ chơi này cũng có thể làm đệ tử sao? Rất nhiều yêu tướng cảm thấy khó tin, sao thế, không muốn à? Sở Duyên khẽ nhíu mày, nhìn thực thiết thú trên đất. Không, 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 nguyện ý, đương nhiên là bọn ta nguyện ý, vô liêm sỉ, còn không mau bái sư. Thao Sơn kịp phản ứng, vô cùng kích động nói, lão ta hoàn toàn không ngờ tới, thực thiết thú nhất tộc bọn họ có ngày có thể bám lấy đuổi yêu thánh nguyên sơ. Thực thiết thú nhất tộc bọn họ ở trong yêu tộc tuy xem như là đại tộc, nhưng là loại đại tộc lót đáy. Nếu bám lấy đuổi yêu thánh nguyên sơ, vậy thì có thể một bước lên trời. Cho nên Thao Sơn kích động thật, lão ta vỗ thực thiết thú Thao Thế bên cạnh, Thao Thế mơ mơ màng màng quỳ trên mặt đất, hu hu hu, Thao Thế há miệng phát ra tiếng hu hu. Chuyện này Thao Thế không biết nói à? sở duyên do dự một lát hỏi đệ tử này của hắn ngay cả nói chuyện cũng không biết sao không phải yêu thánh đại nhân hắn có thể nói yêu thánh đại nhân đợi một lát thao sơn nở nụ cười sau đó lão ta xoay người Trừng thao thế ngươi nói chuyện hẳn hoi cho ta đừng náo loạn nữa lại nháo nữa đừng trách ta không khách sáo thao sơn hung dữ nói thực thiết thú thao thế kia bị nói như vậy cơ thể chấn động đáng thương tội nghiệp nhìn thoáng qua sở duyên vội vàng quỳ dạp trên đất đệ tử đệ tử thao thế nguyện bái yêu thánh đại nhân làm vi sư. Thao thế vội vàng nói, không tệ, hôm nay bổn tọa sẽ nhận ngươi làm đồ đệ vào lúc này. Sở duyên gật đầu hài lòng, trong lòng hắn có chút nghi ngờ, những tộc nhân của thực thiết thú nhất tộc này đều là hình người. Vì sao thao thế này lại là bản thể, chẳng lẽ còn chưa thể hóa hình, lại là phế vật sao? Sở duyên sinh ra cảm giác sợ hãi nồng đậm với hai chữ phế vật. Sư tôn, đệ tử bái sư, có được lợi gì? Thao thế nâng đầu lên, phát ra giọng nói vô cùng khở dại hỏi tác dụng gì sao sở duyên sửng sốt một lát có chút muốn cười đây là lần đầu tiên hắn nghe có người hỏi hắn vấn đề này đám đệ tử trước đây hình như đều vô cùng cung kính đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn bái hắn làm sư phụ có ích lợi gì hắn sửng sốt một lát thao sơn và rất nhiều yêu tướng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ đương nhiên sợ hãi là thao sơn lão ta hoàn toàn không ngờ tới con trai sẽ nói ra những lời như vậy phẫn nộ chính là đám yêu tướng thao thế này vốn xúc phạm yêu thánh hiện giờ lại mạo phạm yêu thánh như vậy, tội càng thêm tội, đám hộ vệ giả bọn họ nếu lại trơ mắt nhìn, chẳng phải thất trách tới cực hạn. Đúng lúc rất nhiều yêu tướng muốn ra tay, Sở Duyên lại nhẹ giọng mở miệng trả lời. Vậy ngươi muốn có yêu đãi gì? Sở Duyên cười hỏi, bái yêu thánh ngươi làm vi sư, có thể có vô số đồ ăn không? Đôi mắt thao thế sáng lên, mở miệng hỏi, chỉ vậy à, đương nhiên là có. Sở Duyên thuận miệng trả lời, bên ngoài núi non trùng điệp, khi Sở Duyên nghe ý nghĩ rất đơn giản của thao thế, chỉ muốn có vô số đồ ăn cũng giờ khóc giờ cười thuận miệng đáp lại một câu đương nhiên có thể câu trả lời này của sở duyên cũng khiến vẻ mặt thao thế hưng phấn vậy ta muốn bái yêu thánh ngươi làm vi sư thao thế lại quỳ dạp trên mặt đất khờ dại nói được sở duyên vội vàng nói một câu vươn tay nâng lên đỡ thao thế dậy cứ thế hắn xem như danh chính ngôn thuận nhận thao thế đối với vì sao thao thế vẫn duy trì bản thể sở duyên chẳng muốn hỏi sau khi bảo thao thế tạm biệt với tộc nhân của thực thiết thú nhất tộc sở duyên lập tức dẫn theo đội quân đến tầng mây cho thao thế không gian riêng nói lời tạm biệt dưới núi non trùng điệp lúc này thao thế được một đám tộc nhân thực thiết thú vây quanh những tộc nhân đều vô cùng hưng phấn thao thế trở thành đệ tử của yêu thánh chuyện này đại biểu bọn họ đã ôm chắc đùi yêu thánh thực thiết thú nhất tộc tiền đồ có thể vô hạn sau khi nói chuyện với tộc nhân một lát thao thế mới đi tới trước mặt thao sơn phụ thân nhà mình thao sơn nhìn con trai của lão ta vô cùng hài lòng trong mắt tràn ngập tán thưởng lão ta hoàn toàn không ngờ tới trong nhiều con trai của mình như vậy người xuất sắc nhất vậy mà là đứa con trai này có thể ôm đùi yêu thánh thế nhi ngươi tới gần một chút ta có chuyện muốn nói với ngươi làm thế nào tránh một số kiêng kỵ thao sơn vừa định nói với con trai của lão ta một chút nhưng lão ta còn chưa mở miệng đã bị thao thế ngắt lời chuyện đó ngươi nên nói ít thôi ta phải đi gặp sư tôn ta nếu đến muộn ta sợ sư tôn hiểu lầm thao thế phủi mông bày ra dáng vẻ khờ dại định rời đi cái gì thế nhi ngươi nói rõ ràng xem vẻ mặt thao sơn sững sờ gọi thao thế lại ta sợ sư tôn hiểu lầm sư giả như phụ thân nếu sư tôn biết ta gọi ngươi là phụ thân nói không chừng sẽ tức giận cho nên ngươi nói ít một chút thì hơn thao thế quay đầu nhìn thoáng qua nói như vậy thao sơn ngươi ngứa ra rồi hả ba ngày không đánh nhà tốt cũng bị dỡ ngói sao gương mặt thao sơn âm trầm toàn thân lão ta run lẩy bẩy nếu không cố kỵ thao thế là đệ tử của sở duyên hiện giờ lão ta đã ra tay nghịch tử quả nhiên là nghịch tử thao sơn còn định nói gì đó nhưng không đợi lão ta mở miệng nói chuyện thao thế đã mở miệng trước được rồi phụ thân quỷ hẹp hòi không nói chuyện với ngươi nữa lần nào cũng không cho ta ăn no ta muốn đi tìm sư tôn ta có rảnh sẽ trở về thăm ngươi thao thế khờ dại nói sau khi nói xong hắn ta xoay người rời đi bay về phía sở duyên tham sơn đứng tại chỗ sửng sốt một lát lập tức lộ ra nụ cười xoay người dẫn theo rất nhiều tộc nhân của thực thiết thú, nhìn đội ngũ yêu thánh rời đi. Cùng lúc đó, đội ngũ của yêu thánh, trong lòng liễn. Sở duyên Linh nhìn thứ tròn vo trước mặt mình, không nhịn được hỏi. Thao thế, tu vi của ngươi không tới nơi tới trốn sao? Vì sao còn chưa hóa hình, vẫn luôn duy trì bản thể? Sở Duyên nhẹ giọng hỏi. Sư Tôn Tôn, ta không thích dùng đạo thể, ta càng thích dùng bản thể hơn. Giọng nói của Thao Thế hơi khờ dại, khiến người ta bỏ xuống đề phòng theo bản năng. Sở Duyên cũng như vậy, Nghe thấy những lời này, sở duyên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn dự định lừa gạt thực thiết thú này một lát, sau đó kéo đi hình thức dạy học, để hình thức dạy học giúp hắn dạy phế. Để tự hắn dạy phế sao? Hay là thôi đi, đủ loại kinh nghiệm nói với hắn, tự hắn thực sự không dạy được, vẫn nên giao cho hình thức dạy học thì hơn. Thao thế, vi sư lại hỏi ngươi, hiện giờ ngươi tu hành thế nào? Sở duyên mở miệng hỏi theo thường lệ, sư tôn tôn, hiện giờ ta là cảnh giới độ kiếp, đạo quả của ta là chân tiên đạo quả, phương pháp tu hành của ta là thao thế nâng đôi mắt vành đen lên nhìn thoáng qua sư tôn nhà mình bắt đầu lải nhài hắn ta nói tới nói lui nhưng lời hắn ta nói khiến sở duyên vô cùng lờ mò những lời này toàn bộ tách ra hắn đều có thể hiểu rõ nhưng hợp lại với nhau hắn giống như đang đọc thiên thư mơ mơ màng màng hoàn toàn không hiểu nổi sở duyên rơi vào trầm tư sau khi suy nghĩ một lát hắn vốn định để hình thức dạy học ra sân hắn thực sự không hiểu nổi những thứ này thậm chí người ta đang nói gì hắn cũng không rõ được rồi nói tới đây đã kế tiếp vi sư dẫn ngươi đến một vùng không gian bí mật tiến hành truyền thụ cho ngươi ngươi đừng kinh hoàng hiểu rõ rồi chứ sở duyên mở miệng nói hà ồ được sư gôn tôn thao thế sửng sốt một lát ngơ ngác gật đầu đồng ý nhìn thấy cảnh tượng này lúc này sở duyên mở hình thức dạy học ra hắn không có một chút khách sáo sau khi hắn mở hình thức dạy học một màn ảnh màu lam lập tức lóe lên đang mở hình thức dạy học mở hình thức dạy học thành công đang sinh thành không gian mô phỏng sinh thành không gian mô phỏng thành công xin hỏi ký chủ có đồng ý lựa chọn tiến vào không gian mô phỏng hoặc lựa chọn dùng phương thức hình chiếu tiến hành quan sát hay không khi màn ảnh xuất hiện thao thế đã bị hút vào không gian mô phỏng chỉ còn lại mình sở duyên ở trong long liến hắn hơi suy nghĩ một lát vốn định dùng phương thức hình chiếu tiến hành quan sát không cần thiết phải đi vào không gian mô phỏng sở duyên nghĩ một lát mở hình thức hình chiếu nhất thời một hình ảnh xuất hiện trước mặt sở duyên mẹ kiếp sở duyên nhìn thấy hình ảnh bên trong hình chiếu lập tức sợ ngây người ở trong tầm mắt của hắn trong màn ảnh hình chiếu không giống biển mây lần trước mà là một vùng không gian tối đen như mực ở trong vùng không gian tối như mực này không ngừng có phong hỏa lôi điện tàn sát bừa bãi có thể nói là rất khủng bố khi nhìn thấy vùng không gian này sở duyên hơi mở mắt nhìn đây là bỗng nhiên hắn có chút hiểu rõ hệ thống này muốn làm gì không phải là hệ thống này muốn diễn bản cổ khai thiên gì đó lần nữa đấy chứ? Cuối cùng mượn chuyện này lừa gạt đệ tử, biện pháp này rất tốt, sức thuyết phục rất cao, nhưng chuyện này cần bố trí cảnh tượng, bố trí một cảnh tượng khác biệt mới có thể khiến hắn lừa gạt được đệ tử. Rất rõ ràng, Sở Duyên luôn không có lực lượng bố trí loại cảnh tượng này. Trạng thái vô địch của hắn được hắn chơi ra hoa, có thể đánh người, có thể phòng ngự, có thể triệu hoán, nhưng còn chưa có lực lượng phát minh bố trí ra cảnh tượng. Hệ thống này càng ngày càng ưa nhìn hỗn độn đều đã ra, nói không chừng sau này còn có bàn cổ khai thiên, đáng tiếc ta không qua đó, nếu không thì đến lúc đó có thể tận mắt nhìn thấy. Sở Duy chật chật nói, trong lòng khen ngợi hình thức dạy học, không hổ là hình thức dạy học, đủ chuyên nghiệp, bắt đầu chính là như vậy, lần này thao thế xem như nhất định phế. Nếu như vậy mà không phế, vậy hoàn toàn không thể nói nổi. Sở Duyên kiên nhẫn chờ đợi, muốn nhìn xem rốt cuộc hình thức dạy học sẽ dạy như thế nào. Không gian mô phỏng, trong hỗn độn vô cùng vô tận xung quanh nơi này chỉ có hắc ám bao phủ vươn tay không thấy năm ngón tay đồng thời còn có từng đợt phong hỏa lôi điện đang tàn sát bừa bãi từng khí tức khủng bố bồi hồi trong hỗn độn ở trong vùng hỗn độn này một con gấu mèo đứng ở chỗ này trong đôi mắt vành mắt đen đều là mê mang ở trong lúng túng còn có sợ hãi hắn ta thuộc người thời đại cũ đúng là từng thấy hỗn độn cũng biết rất rõ rốt cuộc hỗn độn đáng sợ cỡ nào tu vi bình thường đến gần hỗn độn ngay cả tính mạng đều không còn hắn ta hoàn toàn không rõ vì sao mình không lý do đi tới trong hỗn độn gấu mèo thao thế đột nhiên nghĩ tới những lời sở duyên mới nói với hắn ta muốn dẫn hắn ta đến một vùng không gian tư mật chẳng lẽ nơi này là vùng không gian tư mật sư tôn nói đây tính là không gian gì đây rõ ràng là hỗn độn khi thao thế cảm thấy khó hiểu ở phía xa chuyển tới giọng nói đồ nhi thao thế quay đầu lại nhìn chỉ thấy một quang mang bay từ phía xa tới quang mang này bay tới dẫn tới hỗn độn chấn động kịch liệt ong khi hào quang tới gần thao thế ánh sáng mạnh lại càng trực tiếp phân phát toàn bộ phong hỏa lôi điện tàn sát bừa bãi trong hỗn độn hu 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 thao thế bị dọa sợ kêu to hu hu hai chân trước trực tiếp che kín đôi mắt chỉ để một khe hở nhỏ nhìn lén thao thế thật cẩn thận nhìn khi nhìn thấy hào quang tiêu tán lộ ra bóng dáng mơ hồ của sư tôn hắn ta hắn ta mới hiểu ra đây là sư tôn tôn của hắn ta sư tôn tôn thao thế nhỏ giọng nói vừa nói hắn ta vừa cảm thấy kỳ lạ vì sao hắn ta cảm thấy sư tôn này hình như hơi kỳ lạ không thể nói rõ kỳ lạ chỗ nào đồ nhi đừng sợ hãi như vậy vi sư sẽ không làm người bị thương giọng nói của sở duyên hơi cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng duy trì hiền lành sư tôn tôn nơi này là đâu thao thế đến gần sở duyên mở miệng dò hỏi nơi này là một vùng không gian vi sư sẽ truyền thụ tu hành cho người ở đây người có gì muốn hỏi sở duyên xua tay hỏi đứng trong vùng hỗn độn này hình tượng của hắn được phóng to vô hạn sau lưng quang mang vạn trượng, giống như một vị thần vô thường. Sư Tôn Tôn, có gì phải truyền thụ, chúng ta trở về không được ư, vì sao phải ở đây? Thao thế thực sự sợ vùng không gian hỗn độn này, đây là bóng ma ở sâu trong trí nhớ của hắn ta. Truyền thụ ở nơi này có trợ giúp lớn hơn với ngươi, đồ nhi, đừng sợ, vi sư ở đây, sẽ bảo vệ ngươi. Sở duyên, nhẹ nhàng xua tay, an ủi thao thế. Vậy sư tôn tôn, ngươi muốn truyền thụ cho ta cái gì? Thao thế sờ đầu, dò hỏi người có biết đại đạo là gì không sở duyên này không hề nghi ngờ là trí năng nhân công hình thức dạy học lúc này trí năng nhân công bắt chước giọng điệu của sở duyên tiến hành dạy học chuyện này ta biết một chút sư tôn tôn lĩnh ngộ đại đạo là cánh cửa trở thành chuẩn thánh cái gọi là đại đạo thao thế thao thao bất tuyệt nói nếu đổi thành sở duyên chân chính thực sự là nghe tới mơ hồ không biết phải làm sao đáng tiếc trước mắt không phải là sở duyên chân chính mà là trí năng nhân công hình thức dạy học trí năng nhân công lẳng lặng nghe thao thế giảng dài đợi thao thế nói xong hết mới chậm rãi mở miệng đồ nhi lý giải của ngươi rất tốt nhưng không phải đều đúng cả lý giải của ngươi quá phức tạp ngươi hiểu không trí năng nhân công bắt chước giọng điệu của sở duyên thản nhiên nói hà sư tôn tôn như vậy phức tạp sao thao thế sở đầu vô cùng khờ dại nói chuyện quá phức tạp ngươi có thể hiểu đại đạo đơn giản hơn không lý giải của ngươi có lẽ đối với cảnh giới chuẩn thánh mà ngươi nói là có tác dụng nhưng lại lên trên thì sao cho nên, vi sư đề nghị ngươi, trí năng nhân công bắt đầu giảng giải, lời nói của hắn còn phức tạp hơn thao thế nói gấp bội lần. Tóm lại, hắn xông ra một điểm, đại đạo trí giản, hắn bảo thao thế nghiên cứu một điểm, còn hỏi một chút thao thế thích làm gì. Đối mặt với vấn đề này, thao thế trầm tư rất lâu mới trả lời. Sư tôn tôn, ta thích ta thích ăn, thao thế thật cần nói, thực thiết thú nhất tộc, ở phương diện ăn xem như cao nhất, nhưng người ta ăn đều là một số thứ bổ sung năng lượng cường đại nhét năng lượng cường đại vào cơ thể nhưng thao thế thì khác thao thế cái gì cũng ăn cho dù có tác dụng hay không đều ăn có tiếng là quái thai ăn như vậy khiến tộc nhân của thực thiết thú nhất tộc cảm thấy khó mà tin vậy thì dốc lòng ăn trí năng nhân công vô cùng quyết đoán mở miệng ăn cũng có thể dốc lòng sao thao thế hỏi như vậy đương nhiên có thể trí năng nhân công lại lải nhải giảng giải lần nữa thế giới bên ngoài trong lòng liễn lúc này sở duyên đang trợn mắt há miệng nhìn trí năng nhân công đang lải nhải lừa gạt thao thế mơ hồ hắn cảm thấy năng lực lừa gạt của trí năng nhân công không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Vì sao con gấu mèo thao thế này bị lừa thành như vậy? Sở Duy chỉ hơi sửng sốt một lát, nhanh chóng kịp phản ứng. Đây rõ ràng cho thấy con gấu mèo quá ngu ngốc, ngu ngốc tới mức bị người ta lừa một cách dễ dàng. Nếu là như vậy mà nói, vậy thì lừa gạt qua được. Hắn đã nói, rõ ràng đều không khác năng lực lừa gạt. Đều không khác nhau mấy, nói những lời người khác nghe không hiểu là được, sao có thể lừa gạt dậy phế như vậy quả nhiên là chỉ số thông minh của thao thế không cao sớm biết thế hắn đã tự mình tới là được đâu cần hình thức dạy học xử lý sở duyên lắc đầu chật chật nói ngay khi hắn nghĩ tới mấy điểm này hình chiếu trước mặt đã kết thúc trí năng nhân công đi ra khỏi không gian mô phỏng quay mặt về phía sở duyên làm lễ nghi vô cùng cổ xưa lần nữa ký chủ trí năng nhân công khôi phục giọng nói máy móc đã dạy xong rồi ư chắc chắn sẽ phế không sở duyên không nhịn được hỏi một câu đúng vậy mong ký chủ đừng hoài nghi tính chuyên nghiệp của hệ thống phương diện hình thức dạy học này có được quyền uy tuyệt đối trí năng nhân công vô cùng chắc chắn nói với sở duyên một câu được rồi được rồi vậy kế tiếp nên xử lý như thế nào sở duyên xua tay hoàn toàn không thèm để ý mong ký chủ kế tiếp coi đệ tử thành sủng vật nuôi dưỡng là được chuyện khác không cần quản nhiều đến thời cơ đệ tử này nhất định phế trí năng nhân công nói một câu với sở duyên như vậy trở thành sủng vật nuôi dưỡng sao sở duyên sửng sốt một lát đơn giản như vậy sao trở thành sủng vật nuôi dưỡng có thể dạy phế à sở duyên nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua trí năng nhân công cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý với trí năng nhân công trước mắt những lời trí năng nhân công này nói vẫn rất đáng tin cứ tin lời trí năng nhân công hình thức dạy học này nói vậy trong lòng liễn sở duyên kết thúc cuộc đối thoại với trí năng nhân công xong thì khiến thao thế ra ngoài thao thế vừa đi ra thì quỳ gối với sở duyên khấu đầu vài cái sau đó hắn ta ngồi trong góc không ngừng lẩm bẩm ăn 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 khiến sở duyên cảm thấy mờ mịt nhưng hắn chẳng muốn quản nhiều làm gì dù sao trí năng nhân công từng nói với hắn đưa thao thế về coi như sủng vật nuôi dưỡng là được giáo trình đã có không cần hắn nói thêm gì nữa sở duyên cứ ngồi trên thượng vị như vậy mà đội ngũ của hắn cũng đang quay về vạn yêu cung mấy ngày sau khu vực gần vạn yêu cung sở duyên còn chưa quay trở về một tin tức truyền tới tay hắn khiến hắn chú ý theo như tin tức này rõ ràng là chuyện về lâm mạc Dựa theo tình báo mới, mấy người từ một chỗ bí mật gần đó quan sát đám lâm mạc đã chết, mơ hồ là do lâm mạc giết. Hơn nữa lâm mạc này giống như nổi điên, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Mục tiêu lần này đã không còn là bộ lạc yêu tộc gì đó, mà tiến hành tàn sát tất cả. Theo như bên trong tin tức, lâm mạc đi tới một vị trí, sẽ tàn sát vị trí đó, phàm là yêu tộc, tuyệt đối không tha. Trước mắt có vô số kẻ bộ lạc yêu tộc chết trên tay lâm mạc. Ngay cả tiểu tộc đoàn yêu tộc đã bị diệt mấy cái, tộc đàn bậc trung thì có một cái bị diệt. Trong tin tức bảo sở duyên nhanh quyết định, làm thế nào xử lý chuyện này. Người truyền tin tức này tới, vô cùng sợ hãi lâm mạc. Nói một cách chính xác, vô cùng sợ hãi tốc độ phát triển của lâm mạc. Nói cứ mặc kệ lâm mạc tiếp tục tăng lên, có khả năng chân chính phá hủy yêu tộc. Cho nên mong sở duyên phái yêu tướng đi xử lý. Mà sở duyên biết rõ tin tức này xong, lại càng không biết nên nói gì cho phải. Lâm mạc này, thực sự là hoàn toàn rơi vào ma chướng, tàn sát linh tinh khắp nơi, đệ tử này xem như ổn định, nhưng mà... Sở Duyệt thở dài một hơi, nhưng mà khiến đệ tử này biến thành như vậy, trong lòng hắn không đành lòng. Chỉ có điều không có biện pháp khác. Có lẽ, đây là giới tu tiên. Sở Duyên lắc đầu, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Chuyện này hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp có thể lựa chọn. Hắn sẽ bị mất cảnh giới, hoặc là đệ tử này rơi vào ma chướng. Hai thứ này chỉ có thể lựa chọn một. Nếu trong tình huống hắn có cảnh giới, hắn có thể lựa chọn vứt một cảnh giới cho đệ tử, dạy bảo đệ tử thành tài dù sao quy luật cảnh giới trước mắt là dạy thành tài một người mất một tiểu cảnh giới mà thôi nhưng hiện giờ hắn ngay cả cảnh giới đều không có vẫn luôn là một ý chí thể như vậy hắn không còn biện pháp nào khác hắn thực sự sợ hắn lại tiếp tục giảm xuống vậy hắn ngay cả ý chí thể cũng không còn nếu ngay cả ý chí thể đều không còn vậy hắn còn lại gì sở duyên không thể tin được hắn cảm thấy ý chí thể của hắn không còn e rằng trực tiếp tiêu tán chỉ có thể hy sinh lâm mạc thôi sở duyên hít sâu một hơi sau đó gọi một yêu tướng tới bảo yêu tướng kia đi truyền lệnh phàm là quân bản bộ yêu tộc đều không được thương tổn lâm mạc làm xong những chuyện này hắn lập tức quay trở về chỗ ngồi đợi đội ngũ trở lại vạn yêu cung cùng lúc đó trong lãnh địa của tiểu tộc thuộc yêu tộc lâm mạc kéo táng thiên quan từng bước từ trong lãnh địa đi ra hắn ta bước từng bước chậm rãi quanh người cuồn cuộn sát khí bao trùm bốn phương tám hướng khiến hắn ta nhìn giống như ác ma chui từ vực sâu vô tận lên vô cùng khủng bố từ khi giết vô số yêu tộc, sát khí trên người Lâm Mạc ngưng tụ tới mức độ vô cùng khủng bố. Loại sát khí này đã không phải lệ thường có thể biểu đạt. Loại ngưng tụ cực hạn này đã đạt tới mức độ biến chất, trong đó sát khí như ủ rượu chế ra uy nghiêm vô cùng khủng bố, khiến người khác nhìn về phía Lâm Mạc, trái tim đều không nhịn được run rẩy, sinh mệnh giống như chịu uy hiếp. Nhất là yêu tộc, cảnh giới thấp hơn Lâm Mạc, nhìn thấy Lâm Mạc trời sinh sẽ sinh ra loại cảm giác sợ hãi, không sinh ra dũng khí ra tay với Lâm Mạc cho dù là cảnh giới cao hơn lâm mạc đối mặt với sát khí này cũng sẽ bị áp chế sát khí này thực sự là khủng bố tới cực hạn giết một người là tội đồ sát vạn người là vương đồ sát vạn vạn là vương trong vương lâm mạc gần như chiến đấu và giết chóc tất cả cảnh giới chiến lược này được sát khí thêm vào trở nên vô cùng mạnh mẽ quan trọng nhất là lâm mạc còn có táng thiên quan ở đây dưới nhiều tình huống lâm mạc thậm chí có thể vô địch dưới tiên cảnh đương nhiên vô địch này chỉ ngoại trừ những cảnh giới đại thừa biến thái một ngày này lâm mạc đi ra hắn ta đi tới một vùng đất trống vỗ nhẹ lên cơ thể mình tất cả bụi đất vết máu trên người lập tức mất sạch hắn ta khiến trên người sạch sẽ xong mới nhìn xung quanh chỉ thấy hắn ta ngây ngốc một lát sau đó xác định một phương hướng mới cúi người thi lễ sư huynh mong huynh xuất hiện lâm mạc trầm giọng mở miệng nói trái lại tu vi của sư đệ tăng lên thật nhanh vậy mà có thể cảm nhận được sư huynh rồi một giọng nói truyền tới ngay sau đó bóng dáng lý thành cất bước đi từ phương hướng đó tới nhìn về phía lâm mạc trong mắt tràn ngập kinh ngạc hoàn toàn không ngờ tới vậy mà sư đệ này có thể phát hiện ra mình sau khi kinh ngạc một lát lý thành lại tràn ngập cảm khái hắn ta coi như nhìn thấy sư đệ này mạnh dần quả nhiên là sư đệ này khó lường tốc độ phát triển giống như hỏa tiễn mở ra giết chóc vậy mà cường bạo tới mức độ này đáng sợ nhất chính là tu vi của sư đệ này rất ổn định còn rất mạnh sư huynh đã khen lầm cho dù sư đệ tăng lên cũng không có khả năng đánh thắng được sư huynh Lâm Mạc khẽ lắc đầu nói, cũng phải, Lý Thành gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Lâm Mạc, sư huynh không thể khiêm tốn một chút được sao? Cho dù chuyện này là thật, huynh không thể nói huyền chuyển một chút được à? Cần gì phải nói thẳng như thế? Sư huynh, huynh cảm thấy với chiến lực của ta hiện giờ, đánh được mấy phần với huynh? Có lẽ 5 năm, thật sao? Có lẽ là giả, vậy rốt cuộc mấy phần? 4 6, hửm, 3 7, hả, vậy thì 28, cho nên rốt cuộc là mấy mấy đây? Thôi, sư đệ, ta ngả bài, không người, sư đệ không có cơ hội. Chiếm được đáp án như vậy, Lâm Mạc rơi vào trầm tư. Không người sao, hắn ta thực sự không có một chút cơ hội à. Sư đệ, tín ngưỡng hương hỏa trên người ta thực sự rất mạnh, có thứ này ở đây, đệ căn bản không có cơ hội, cho nên đây không phải là vấn đề thực lực. Đệ hiểu không? Lý Thành bất đắc dĩ giải thích một câu, cho nên nói, đây là vấn đề sinh ra. Lâm Mạc xua tay, nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng chúng ta khoan hãy nói chuyện này, sư đệ, chúng ta nên nói chuyện kế tiếp, chúng ta nên nhằm vào yêu tộc thế nào. Lâm Mạc muốn đổi đề tài. Đại lục thiên kiện, trong lãnh địa tiểu tộc của yêu tộc, Lâm Mạc đang tiếp nhận sự thực này. Hắn ta không đánh lại được sư huynh Lý Thành của mình. Thậm chí một chút cơ hội thắng cũng không có. Không mười, không có một chút khả năng thắng. Nếu nói là một chín còn đỡ, ít nhất hắn ta còn có cơ hội. Nhưng không mười, không có một chút cơ hội đáng nói. Lâm Mạc trầm tư, Lý Thành ở bên cạnh không tiếp tục mở miệng, mà cho Lâm Mạc thời gian tiêu hóa. Về chuyện thảo luận nhằm vào yêu tộc, hắn ta hoàn toàn không sốt ruột sau khi đợi một lát lâm mạc mới tiếp nhận sự thực này hắn ta thực sự không đánh lại được sư huynh của mình sư huynh chúng ta nói chuyện nhằm vào yêu tộc đi lâm mạc hít sâu một hơi giọng nói khàn khàn nói được sư đệ thật ra đệ đừng nản lòng thực lực của đệ rất mạnh ta chỉ là hơi khác biệt mà thôi đối với những người khác mà nói dưới cùng cảnh giới đương nhiên là đệ vô địch lý thành an ủi một câu ừm um, sư huynh ta biết chuyện này lâm mạc gật đầu hắn ta cũng cảm thấy như vậy trừ sư huynh biến thái của mình ra, đối mặt với những người khác, hắn ta có niềm tin vô địch dưới cùng cảnh giới. Đây là kiêu ngạo của hắn ta, đương nhiên hắn ta không biết, ở đại lục khác có nhiều quái thai hơn, cho nên mới sinh ra kiêu ngạo này. Vậy sư đệ, chúng ta nói chuyện đối phó yêu tộc trước đi, ta cảm thấy chúng ta cần phải ra tay với những đại tộc của yêu tộc. Đôi mắt Lý Thành lóe lên ánh sáng, ra tay với đại tộc của yêu tộc sao? Sư huynh, không phải là huynh nói bây giờ chưa tới thời cơ sao? Lâm Mạc nghi ngờ dò hỏi nghe thấy những lời này lý thành khẽ lắc đầu đi về trước mấy bước ánh mắt hắn ta nhìn về phía vạn yêu cung trong đôi mắt lộ ra ý chí chiến đấu và sát ý sau khi nhìn vạn yêu cung một lúc lâu lý thành mới chậm rãi mở miệng đương nhiên là lúc trước chưa tới thời cơ trước mắt không phải đến thời cơ rồi sao theo ta điều tra được người mạnh nhất trong yêu tộc hiện giờ không có ở đây chỉ có hai yêu thánh một là kế mông một người khác là yêu thánh giả mạo sư tôn chúng ta hai yêu thánh còn cần quản lý cả đại lục Đương nhiên không rảnh đối phó chúng ta, cho dù thực sự ra tay, cũng chỉ có một người. Trong tình huống một người ra tay, hai chúng ta đủ chiến đấu, chỉ nghe Lý Thành nói như vậy, nhưng mà sư huynh, những đại tộc này không có cường giả gì sao? Lâm Mạc do dự một lát, hỏi, chẳng lẽ sư đệ quên rồi hả? Lão tổ các tộc đều không còn, Lý Thành cười nói một câu, vừa nói như vậy, Lâm Mạc lập tức lấy lại tinh thần, thực sự quên mất, dựa theo lời sư huynh nói, chúng ta thực sự có thể bắt đầu ra tay với các đại tộc đôi mắt lâm mạc sáng lên hắn ta suy nghĩ đó là phá hủy cả yêu tộc hôm nay có thể đổ sát một đại tộc vậy ngày mai bọn họ có thể đổ sát đại tộc khác cứ liên tục như vậy yêu tộc nhất định bị diệt không sai lý thành gật đầu mở miệng nói hai người nhanh chóng định ra kế hoạch bên kia bên ngoài hải vực đông hoàng thái nhất đi thẳng tới hải vực này bên cạnh lão ta có một số người của yêu tộc những người này đều là cường giả của yêu tộc thời đại cũ sau khi đông hoàng thái nhất đi tới hải vực đặc biệt đi tìm người thời đại cũ sống lại sau khi tìm ra một phần đông hoàng thái nhất lập tức ra lệnh cho cường giải yêu tộc đi thử xem trong hải vực còn đại yêu tộc thời đại cũ hay không mà đông hoàng thái nhất thì không ngừng tới gần vùng hải vực trấn áp yêu đế lão ta không phải là muốn nghĩ cách cứu viện yêu đế lão ta biết trước mắt không phải lúc lão ta muốn là hấp dẫn tất cả lực lượng thiên đạo mới để lại trước khi ngủ say vì chế tạo cơ hội cho những yêu tộc phân tán này đông hoàng thái nhất cũng đã thành công sau khi đông hoàng thái nhất tới gần vùng hải vực kia lực lượng của thiên đạo mới còn sót lại lập tức chấn áp đến trên bầu trời mây đen cuồn cuộn lôi điện nổ tung mơ hồ có cảnh tượng diệt thế khí thế trên người đông hoàng thái nhất cũng không yếu trực tiếp bùng nổ khí thế toàn thân hình thành đối kháng với khí thế trên bầu trời chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà hai bên người này không thể làm gì người kia nhưng gương mặt đông hoàng thái nhất rất kém đối với lão ta mà nói đây là một loại sỉ nhục đường đường là yêu hoàng vậy mà ngay cả thiên đạo mới ngủ say lực lượng bị suy yếu vô hạn cũng không sánh bằng hừ đông hoàng thái nhất hừ lạnh một tiếng đông hoàng trung mà ở đây đâu tới lượt thiên đạo mới làm can nhưng đông hoàng thái nhất vẫn tự mình hiểu lấy hiện giờ cảnh giới của lão ta vẫn luôn không khôi phục cho dù có đông hoàng trung ở đây cũng chỉ có thể triệt tiêu lực lượng còn sót lại của thiên đạo mới ở đây mà thôi đối mặt chính diện với thiên đạo mới lão ta chắc chắn không tránh được chữ chết các ngươi theo bổn hoàng ở đây kéo dài là được đợi yêu tộc chỗ khác sống lại đông hoàng thái nhất quay đầu thản nhiên mở miệng nói với đám người phía sau vâng yêu hoàng mọi người nhao nhao chắp tay trả lời nghe thấy những lời này đông hoàng thái nhất thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời khí thế của lão ta vẫn luôn phóng thích ra phần lực lượng của thiên đạo mới trên bầu trời là không có ý thức chỉ cảm nhận được khí thế của đông hoàng thái nhất theo bản năng cho nên phóng thích mà ra đứng sóng đôi với đông hoàng thái nhất chỉ cần đông hoàng thái nhất không làm ra chuyện gì khiêu khích phần lực lượng của thiên đạo mới này sẽ không hạ xuống tối đa chỉ biết đứng sóng đôi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có tâm tư ra tay, lão ta chỉ muốn đứng sóng đôi kéo dài thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất liên tục phóng thích khí thế, rất nhiều yêu tộc ở bên cạnh cũng hơi phóng thích khí tức, hấp dẫn lực chú ý của lực lượng thiên đạo mới. Ý nghĩ của bọn họ đều không khác nhau mấy, không cảm thấy phần lực lượng của thiên đạo mới sẽ hạ xuống, phát động công kích với bọn họ. Ngay khi bọn họ cảm thấy không có nguy hiểm chiến đấu gì, thần thức vô cùng mờ mịt từ hư không bay tới, bay lên trong trời xanh. Giống như đang câu thông gì đó người của yêu tộc không cảm nhận được gì nhưng đông hoàng thái nhất lập tức nhận ra đôi mắt lão ta nheo lại ý thức được gì đó tất cả lùi về phía sau đông hoàng thái nhất gầm lên đám yêu tộc nghe thấy thế vội vàng muốn lùi về phía sau nhưng hoàn toàn không kịp dầm một tiếng thật lớn lôi điện vốn đang trôi nổi trên bầu trời lập tức đánh xuống những lôi điện này đánh xuống chỉ trong nháy mắt biến vùng hải vực thành lôi hải lôi điện khôn cùng nổ vang chỉ trong nháy mắt đám người của yêu tộc đã hóa thành cho bụi Trái lại Đông Hoàng Thái Nhất không sao, chỉ hơi chật vật mà thôi. Đường đường là yêu Hoàng Tôn Sư, sao có thể bị loại công kích này thương tồn. Đáng chết, đôi mắt Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm bầu trời. Thần thức cổ vừa rồi, là người thời đại mới. Tuyệt đối chính xác, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngờ tới, người thời đại mới lại có chiêu số như vậy. Có thể câu thông lực lượng của thiên đạo mới, khiến phần lực lượng này của thiên đạo mới lập tức đánh xuống. Đại lục thần hành, Đông Châu, Thái Nhất kiếm tông. Lúc này Thái Nhất kiếm tông đã khác với ngày xưa. Thái Nhất kiếm tông ngày xưa chỉ là thanh danh lan truyền rộng, lưu truyền trong đại lục thần hành. Nhưng Thái Nhất kiếm tông hôm nay đã khác, mấy đại lục sáp nhập với đại lục thần hành đều lưu truyền về Thái Nhất kiếm tông. Hơn nữa Thái Nhất kiếm tông trở thành tổng bộ của liên minh đại lục. Địa vị cũng tuyệt đối khác với ngày xưa, một ngày nay, trên Thái Nhất kiếm tông, mấy người mạnh nhất trong các đại lục gặp ở đây. Bàn bạc với nhau cách ứng phó thời đại cũ, ta cảm thấy chúng ta nên chủ động ra tay, không thể bị động như vậy, kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng đây vốn không phải là chuyện tốt chuyện này thì ta đồng ý dựa vào cái gì chỉ có bọn họ mới có thể không ngừng tấn công chúng ta chúng ta tìm cơ hội cũng có thể trực tiếp phát động công kích chủ yếu là chúng ta không biết bọn họ đang ở đâu đúng vậy không biết ở đâu chúng ta đánh kiểu gì người mạnh nhất đến từ mỗi đại lục đều đang dùng thần thức hoặc là thủ đoạn đặc biệt tiến hành trao đổi trong đó diệp lạc và tôn ngộ không im lặng nhất hai người không nói một câu sau khi mọi người nói chuyện một lát cuối cùng rời mắt nhìn về phía diệp lạc muốn mình chủ Diệp Lạc mở miệng, nói chút gì đó. Diệp Lạc bị nói như vậy, đương nhiên cũng cần phải mở miệng nói gì đó. Hắn ta nghĩ một lát, vốn định ba phải một trận, tùy tiện nói đôi lời, khích lệ đám người này. Nhưng không đợi Diệp Lạc mở miệng, bỗng nhiên ấn ký thiên đạo chỗ mi tâm hắn ta nóng lên. Thần thức của Diệp Lạc bắt đầu khởi động, chỉ trong nháy mắt đã biết rõ mọi chuyện. Cường giả thời đại cũ muốn cứu sống mấy trí cao giả thời đại cũ. Trước mắt ở ngay trong hải vực, Diệp Lạc mở miệng nói, cường giả đại lục khác đều nhíu mày cảm thấy khó hiểu không hiểu rõ ý của diệp lạc diệp lạc căn bản không kịp nói thêm gì hắn ta vươn tay truyền tin tức cho tôn ngộ không bảo tôn ngộ không giải thích với người ở đây sau đó hắn ta lập tức vân ra một chút thần thức chạy tới hải vực chính hắn ta cũng khởi hành chuẩn bị vượt qua không gian hàng lâm bên kia diệp lạc nhanh chóng rời khỏi điện phủ hắn ta vừa định chém vỡ không gian bước vào một giọng nói lại truyền tới diệp tiểu hữu đợi đã diệp lạc quay đầu lại nhìn Bóng dáng bạch trạch như thuấn di, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn ta. Bạch Tiền Bối, Diệp Lạc sửng sốt một lát, lập tức mở miệng ân cần thăm hỏi một câu, còn cúi người thi lễ. "Diệp tiểu hữu, khí tức Hải Ngoại là khí tức của yêu hoàng thời đại Cũ. Yêu hoàng thời đại Cũ có được chiến lực tối cao, tuyệt đối không tầm thường, Diệp tiểu hữu đừng đến Hải Ngoại thì hơn." Đôi mắt bạch trạch mang theo lo lắng, cùng với một chút bất đắc dĩ, mở miệng giải thích với Diệp Lạc. "Yêu hoàng thời đại Cũ là gì?" Diệp Lạc điều động thần thức của mình đến hải ngoại trước, trái lại bản thể không vội, đứng ở giữa không trung hỏi. Về thời đại cũ, thực ra hắn ta biết không nhiều. Chân chính biết, chỉ có bạch tiền bối, sư tôn. Yêu hoàng thời đại cũ, đông hoàng thái nhất, đã từng hoành áp một thời đại, thần đế trời sinh, một vị được xưng tụng tuyệt thế. Bạch Trạch giải thích rõ ràng với Diệp Lạc, lão ta đã sớm phát hiện, thiên đạo mới đã không còn quản thúc lão ta, hiểu rõ lão ta đã gia nhập vào trận doanh thiên đạo mới. Gia nhập, vậy thì không thể hối hận hiện giờ rất có khả năng đám diệp lạc đối mặt với đông hoàng thái nhất đương nhiên là lão ta phải nói rõ với đám diệp lạc thực ra lão ta vẫn luôn hy vọng đám diệp lạc đừng chống lại với đông hoàng thái nhất không ai hiểu rõ hơn lão ta bốn chữ đông hoàng thái nhất này đại biểu cho cái gì đó là chiến lược tuyệt đối nếu không phải ngày xưa đông hoàng thái nhất không thể thánh vị với tài tình của đông hoàng thái nhất chưa chắc không thể nhìn trộm vị trí tối cao kia hiện giờ đông hoàng thái nhất sống lại chiến lược chưa khôi phục hoàn toàn nhưng e rằng cũng không tầm thường diệp tiểu hữu nghe ta khuyên một câu nếu có thể đừng nên chống lại yêu hoàng hiện giờ thời đại mới ngoại trừ sư tôn ngươi ra e rằng không có ai có thể áp chế yêu hoàng bạch trạch lắc đầu nói diệp lạc đứng đối diện lẳng lặng nghe xong hơi nhíu mày bạch tiền bối yêu hoàng mà ngươi nói hình như hiện giờ muốn làm sống lại một vị tối cao thời đại cũ ta là người đại diện của thiên đạo mới nhận được tin tức của thiên đạo mới nhất định phải ngăn cản diệp lạc hơi bất đắc dĩ nói nghe bạch trạch miêu tả như vậy hắn ta cũng biết hình như đông hoàng thái nhất này rất mạnh còn là loại tuyệt đối mạnh vậy diệp tiểu hữu ngươi có biện pháp liên lạc với sư tôn ngươi không lần này thực sự cần sư tôn ngươi ra tay mới được với lực lượng của chúng ta e rằng khó đối phó bạch trạch nói bạch tiền bối ta thực sự không liên lạc được với sư tôn ta cho nên không có biện pháp chỉ có thể do ta đến diệp lạc lắc đầu nói nghe thấy những lời này bạch trạch hơi do dự một lát sau đó lão ta lộ ra quyết đoán diệp tiểu hữu người đã cố ý muốn đi vậy thì để ta đi cùng ngươi bạch trạch nói gì cũng không để diệp lạc đi một mình thiên phú của diệp lạc lão ta thấy rất rõ diệp lạc không chết sau này thành tựu đương nhiên không kém khi lão ta ở đỉnh phong bạch tiền bối không cần thiết thực ra không phải có mình ra những người của đại lục khác chắc chắn cũng sẽ tới ngươi không cần phải đi theo ta diệp lạc tính toán từ chối cho dù có những người đó ta vẫn lo lắng ta vẫn nên đi theo ngươi thì hơn bạch trạch vẫn muốn đi cùng với diệp lạc diệp lạc từ chối một lát bạch trạch vẫn không chịu rời đi cuối cùng diệp lạc chỉ có thể lựa chọn dẫn theo bạch trạch đi cùng khi sắp rời đi cường giả mỗi đại lục đều tới đều biết rõ nặng nhẹ của chuyện này nhao nhào đuổi kịp diệp lạc rời đi cùng đi về bên hải vực tứ đại mãnh thú vốn muốn đi theo nhưng tứ đại mãnh thú vẫn bị diệp lạc ngăn lại lấy lý do đại lục thần hành còn cần cường giả tọa chấn cuối cùng vẫn là diệp lạc và bạch trạch cùng với người mạnh nhất mỗi đại lục đi về phía hải vực diệp lạc có thân phận người đại diện của thiên đạo mới mở thông đạo không gian, trực tiếp truyền tống đi. Mọi người cùng tiến vào thông đạo không gian trước mặt, ngoại trừ tôn ngộ không và bạch trạch ra, những người khác vô cùng tò mò, rất tò mò về thông đạo không gian này. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiến vào thông đạo không gian. Đối với phản ứng của những người này, Diệp Lạc không cảm thấy kỳ lạ, lần đầu tiên tiến vào thông đạo không gian. Có phản ứng tò mò là chuyện bình thường, trái lại, không có phản ứng mới là kỳ lạ. Bạch Trạch không có phản ứng, Diệp Lạc có thể lý giải dù sao cũng là tầng lớp cường giả thế hệ trước nhưng tôn ngộ không không có phản ứng hơi kỳ lạ diệp lạc nhìn thoáng qua tôn ngộ không với hàm ý sâu xa từ đầu tới cuối hắn ta đều không thấy rõ rốt cuộc tôn ngộ không này có thân phận gì thậm chí ngay cả tôn ngộ không có thực lực và cấp bậc gì đều không biết trong hải vực gương mặt đông hoàng thái nhất xanh mét nhìn bầu trời lão ta làm sống lại một lượng lớn yêu tộc vậy mà tất cả đều bị diệt thần thức vừa rồi không phải là người của thời đại mới sao trong lòng đông hoàng thái nhất kìm nén lửa giận lão ta không lựa chọn rời đi mà đứng tại chỗ lão ta cảm nhận được một vài khí tức đang ở kề bên này đám người của thời đại mới điều động lực lượng của thiên đạo mới giết đám yêu tộc mới sống lại còn không một vừa hai phải còn chạy tới chỗ lão ta chuyện này thực sự là bắt nạt đông hoàng thái nhất lão ta không được sao đông hoàng thái nhất không rời đi khí tức toàn thân lão ta càng tỏa ra áp lực dẫn tới hư không xung quanh đều đang run run mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ Trung tới, Đông Hoàng Thái Nhất hét to một tiếng, muốn triệu hoán Đông Hoàng Trung lần nữa. Có Đông Hoàng Trung và không có Đông Hoàng Trung, lão ta như hai dáng vẻ, nếu lão ta có Đông Hoàng Trung ở bên, hoàn toàn không sợ người khác. Theo Đông Hoàng Thái Nhất hét to một tiếng, hư không run rẩy một lát, nhưng không có thứ gì xuất hiện. Rất rõ ràng, Đông Hoàng Trung căn bản không thể hàng Lâm vùng thiên địa này. Đông Hoàng Thái Nhất nghiến răng, nhưng lão ta vẫn không muốn rời đi. Chịu loại chuyện này, nếu lão ta còn có thể nhịn xuống, sau này lão ta không phải là Đông Hoàng Thái Nhất. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại chỗ, chờ đợi. Sau khi đợi một lát, từng khí tức từ đằng xa hàng lâm, dẫn tới nước biển xung quanh lật nhào, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Trong đó có thần thức cường đại bay thẳng tới đè Đông Hoàng Thái Nhất, muốn trấn áp Đông Hoàng Thái Nhất. Đối mặt với thần thức này, mí mắt Đông Hoàng Thái Nhất không nâng lên một cái. Trực tiếp thừa nhận, thần thức cấp bậc này, ngay cả tư cách khiến lão ta lùi một bước cũng không có. Ở trong tầm mắt của Đông Hoàng Thái Nhất, hư không đột nhiên run dày ngay sau đó thông đạo không gian hiện ra ở trong thông đạo không gian từng bóng người xuất hiện những bóng người này đủ loại có mấy bóng người là hình người những bóng khác thì rất kỳ lạ có hình tượng ác ma còn có hình tượng thiên sứ còn có các loại hình tượng khó mà miêu tả yêu hoàng một giọng nói truyền từ hư không tới giọng nói này khiến đông hoàng thái nhất cảm thấy quen tai bỗng nhiên lão ta nghĩ tới gì đó đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía hư không chỉ thấy một bóng người đi từ trong hư không ra đúng là bạch trạch đông hoàng thái nhất nhìn thấy bạch trạch đồng tử hơi co rụt lại bạch trạch đông hoàng thái nhất sớm biết bạch trạch gia nhập thời đại mới nhưng mà trước mắt nhìn thấy vẫn không nhịn được sinh ra giận dữ yêu tộc bọn họ vẫn luôn chưa từng cô phụ bạch trạch hiện giờ bạch trạch làm chuyện như vậy phản bội đông hoàng thái nhất vẫn có chút không rõ vì sao bạch trạch lựa chọn phản bội dù sao bạch trạch không phải loại người như yêu sư bạch trạch từng là một người vô cùng trung thành yêu hoàng bạch trạch đi từ trong hư không ra đứng bên cạnh diệp lạc nhìn về phía đông hoàng thái nhất hơi chắp tay bạch trạch vì sao lại như vậy đông hoàng thái nhất hạ giọng trầm giọng hỏi yêu hoàng thời đại đã thay đổi thời đại của chúng ta đã qua bạch trạch khẽ lắc đầu mở miệng nói ánh mắt lão ta vô cùng thản nhiên nhìn thẳng đông hoàng thái nhất đây là lý do ngươi phản bội ư đông hoàng thái nhất nhíu mày trong lòng bàn tay lão ta sững sở có pháp lực dao động bạch trạch từng vì yêu tộc chết qua một lần Bạch Trạch hiện giờ chỉ là người thời đại mới, tại sao lại là phản bội? Bạch Trạch lắc đầu, ô, nếu Bạch Trạch trước đây đã chết, vậy Bạch Trạch hiện giờ cũng không cần phải tồn tại. Đông Hoàng Thái nhất thản nhiên nói một câu như vậy, lão ta mới nói xong, chỉ trong nháy mắt bùng nổ, cả người xông về phía Bạch Trạch. Động tác của lão ta vô cùng nhanh, chỉ trong giây lát, Đông Hoàng Thái Nhất đã đi tới trước mặt Bạch Trạch, một trường đánh về phía Bạch Trạch. Tốc độ của Đông Hoàng Thái Nhất nhanh tới mức khiến đám Bạch Trạch Diệp Lạc không kịp phản ứng. Nghìn cân treo sợi tóc, vẫn là tôn ngộ không kịp phản ứng một tay trực tiếp ngăn cản đông hoàng thái nhất một trường của tôn ngộ không ngăn đông hoàng thái nhất hai trường chạm nhau dầm một tiếng thật to tôn ngộ không bị đẩy lùi mấy chục bước đông hoàng thái nhất thì lùi một hai bước rất rõ ràng tôn ngộ không không phải đối thủ của đông hoàng thái nhất ít nhất chiến lực của tôn ngộ không kém đông hoàng thái nhất đúng là có bản lĩnh một kích này của đông hoàng thái nhất không có chút tức giận thản nhiên nhìn thoáng qua tôn ngộ không lại ra tay bây giờ những người khác đều có thể kịp phản ứng. Đám Diệp Lạc nhao nhao ra tay, trong lúc này, một cuộc loạn chiến bắt đầu. Đông Hoàng Thái Nhất lấy một địch mấy người, nhưng không có một chút rơi vào hạ phong, thậm chí còn có xu thế chiến càng hăng hơn. Đám Diệp Lạc vẫn yếu hơn Đông Hoàng Thái Nhất, trái lại Tôn Ngộ không biểu hiện ra chiến lực phi phàm, một mình đối đầu với Đông Hoàng Thái Nhất là cấp bậc chủ lực. Sau khi chiến đấu kịch liệt một lát, Đông Hoàng Thái Nhất nhảy ra khỏi vòng chiến đấu, một chiêu bức lùi mọi người. Một tay để sau lưng, thờ ơ nhìn đám diệp lạc, sau khi nhìn một lát thì nhìn về phía bạch trạch. Đây là chiến lực của thời đại mới các ngươi sao? Chỉ vậy mà thôi, vậy không có phần thắng, bồn hoàng còn chưa khôi phục một phần chiến lực, càng không nói có yêu đế ở đây. Thời đại mới các ngươi có chiến lực gì đáng nói? Bạch trạch, bổn hoàng cho ngươi cơ hội nữa, trở về thời đại cũ, bồn hoàng sẽ không nhắc chuyện cũ mà ngươi từng làm. Đông Hoàng Thái nhất trầm giọng nói, yêu hoàng, nếu ta là người thời đại mới, vậy thì ta sẽ không làm lại chuyện phản bội huống chi thời đại mới bọn ta chưa chắc đã yếu. Trước mắt trong đám bọn họ, không phải là người mạnh nhất thời đại mới, nếu người mạnh nhất thời đại mới xuất hiện, yêu hoàng ngươi cộng thêm yêu đế, cũng chưa chắc đè ép được vị kia. Bạch Trạch chắp tay cúi đầu với Đông Hoàng Thái Nhất, thản nhiên nói: "Theo ý lão ta, nếu Sở Duyên ra tay, yêu hoàng và yêu đế chưa chắc chiếm được thượng phong." Đối với Sở Duyên, Bạch Trạch tràn ngập tin tưởng, chỉ cần Sở Duyên không ngã, thời đại mới tuyệt đối không sụp đổ. "Hả?" chiến lược của thời đại mới các ngươi không đến đây đủ sao đông hoàng thái nhất nhíu mày hỏi một câu không phải bạch trạch lắc đầu lần này đông hoàng thái nhất không nói gì lão ta từng xem qua bảng chiến lược của thời đại mới đứng đầu hình như là hầu tử mặc áo giáp kia thiên đạo cũ từng thêm dáng vẻ lên trên bảng chiến lược lão ta từng thấy hầu tử mặc áo giáp kia cho nên có thể chắc chắn người đứng đầu đã ở đây vậy người bạch trạch nói rốt cuộc là ai đông hoàng thái nhất hơi híp mắt rơi vào trầm tư khi Đông Hoàng Thái nhất định hỏi gì đó, Diệp Lạc đứng ra, vẻ mặt hắn ta hơi khó coi. Hắn ta đã nhận được tin từ thiên đạo mới, yêu đế đã không thể trói buộc, sắp sống lại. Thực sự nếu không bức Đông Hoàng Thái nhất đi, thêm chút thời gian, bọn họ phải đối mặt với hai trí cường giả liên thủ. Yêu Hoàng, rút đi, nếu không ngươi sẽ phải ở lại đây. Diệp Lạc không quản nhiều như vậy, trực tiếp câu thông với thiên đạo, lấy ấn ký của thiên đạo, thu hoạch thêm lực lượng của thiên đạo mới. Trên hải vực, Bầu trời có từng tầng mây đen, sấm sét vang dội. Khí tức vô cùng áp lực tràn ngập mà ra, uy nghiêm thuộc về Thiên đạo Hàng Lâm cả hải vực. Thiên đạo mới vốn tiến vào ngủ say, trong thiên địa đã không có bao nhiêu uy áp của thiên địa. Nhưng vào lúc này, Thiên đạo mới ngủ say giống như thức tỉnh. Hàng Lâm thế gian lần nữa, Tôn Ngộ Không, Kabala và cường giả đại lục khác đứng một bên cảm nhận được uy áp của thiên địa, gương mặt không nhịn được trở nên khó coi. Bọn họ đều là người từng bị Thiên đạo mới buộc rời khỏi đại lục vẫn là gần đây mới có cơ hội hàng lâm lần nữa. Hiện giờ thấy được khí tức của thiên đạo mới, cũng không nhịn được hơi sợ hãi. Ở nơi này chỉ có ba người không sợ, một là Đông Hoàng Thái Nhất, hoàn toàn không sợ khí tức của thiên đạo mới. Một người khác là Diệp Lạc, thân là người đại diện của thiên đạo mới. Đương nhiên không sợ loại khí tức này, ở trong khí tức này, hắn ta không những không cảm thấy áp lực, trái lại còn có cảm giác thân thiết. Người cuối cùng chính là Bạch Trạch, Bạch Trạch vô cùng kích động, sau khi lão ta được thiên đạo mới thừa nhận, Hiện giờ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức của thiên đạo mới gần gũi như thế. Chỉ thấy khí tức này thân thiết như vậy, bùm, một tia sét lướt qua phía chân trời, ngay sau đó, cột sáng trói mắt từ trên trời giáng xuống, rơi lên người Diệp Lạc. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của Diệp Lạc thay đổi, khí tức cổ xưa xuất hiện. Chỉ trong giây lát, quanh người Diệp Lạc xuất hiện vô số quang điểm, phương diện chiến lực của hắn cũng đạt tới cấp bậc tương đồng với Đông Hoàng Thái nhất. Quan trọng nhất là, trên người hắn ta mang theo Thiên Uy Minh Mông cuồn cuộn đó là khí tức của thiên đạo, đối với mọi thứ trên thế gian đều giống như có thể sinh ra khắc chế. Yêu hoàng, lui, miệng diệp lạc ngậm thiên hiến, lưỡi đầy xuân lôi, dưới những lời này. Quy áp việt đại đè ép về phía đông hoàng thái nhất. Hắn ta muốn bức lui đông hoàng thái nhất, lại xử lý yêu đế kia. Nếu không thì hai người liên thủ, sẽ vô cùng phiền phức. Tiểu bối, người quá kiêu ngạo rồi, đông hoàng thái nhất hơi híp mắt, khi lão ta giơ tay. Sau lưng có hư ảnh cổ trung xuất hiện, cổ trung chỉ là hư ảnh, không phải thật thể, nhưng vẫn để lộ ra khí tức vô cùng đáng sợ. Diệp Lạc thấy cổ trung này, lông mày nhíu lại, trong lúc vươn tay, một thần kiếm xuất hiện trong tay, hắn ta muốn nhanh chóng đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Cho dù không thể đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, cũng cần phải ra tay tạm đuổi Đông Hoàng Thái Nhất đi. Ngay khi Diệp Lạc chuẩn bị ra tay, trong cả hải vực, đột nhiên xảy ra chấn động mãnh liệt, yêu khí cường đại mà cổ xưa từ đáy biển lao ra. Không còn kịp nữa, đồng tử của Diệp Lạc co rút nhanh, yêu đế đã sống lại. Cùng lúc đó, bên thiên điện vạn yêu cung, sở duyên đang ngồi trên chủ vị, cho thao thế ăn nhíu mày. Tinh thần hắn giống như có phát hiện, nhìn về bên hải vực đang đại chiến. Đây là cảm giác gì? Sở duyên khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy tinh thần mình giống như rung động một cái, nhưng hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ. Sư tôn tôn, làm sao vậy? Thao thế quỷ dạp trên đất, lười biếng hỏi. Không có việc gì, người tiếp tục ăn đi sở duyên nhìn thoáng qua thao thế quỳ dạp trên đất ăn thuận miệng nói một câu vâng sư tôn tôn thao thế đáp một câu miệng gặm thứ gì đó phẩm chất không rõ thực tế sở duyên cũng không biết thao thế này đang gặm cái gì hắn tùy tiện sắp xếp một người phụ trách ẩm thực của thao thế đồng thời cũng quy định không cần ăn quá tốt vừa rồi là cảm giác gì luôn có loại dự cảm xấu sở duyên có chút nghi ngờ hắn không biết vừa rồi là cảm giác gì vốn dĩ trực giác của hắn cảm nhận được hình như nơi đó đang xảy ra chuyện gì không tốt sở duyên hơi giơ tay lên vòng sáng kim sắc lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn hắn không biết vì sao bỗng nhiên muốn đánh một trưởng qua ý nghĩ này chính hắn cũng không biết vì sao lại có nhưng hắn muốn làm sở duyên giơ tay lên muốn ném qua nhưng nghĩ lại hắn để vòng sáng kim sắc xuống ong một tiếng vang nhỏ truyền ra vòng sáng kim sắc trên tay hắn chậm rãi tiêu tán bỗng nhiên sở duyên nhìn về phía xương sinh vật không biết là gì trong bát thao thế hắn nhấc tay lên nắm lấy cục xương kia quang mang kim sắc của trạng thái vô địch bao trùm lên cục xương kia sở duyên do dự một lát lập tức búng về phía vùng hải vực khi hắn búng xương cốt kia ra chỉ trong nháy mắt khúc xương này hóa thành kim quang biến mất không thấy sau khi búng xương đi xong sở duyên lập tức nhẹ nhàng thở ra không biết vì sao sau khi hắn bắn xương ra loại cảm giác bất an này lập tức biến mất đây là cảm giác kỳ lạ gì thế sở duyên nhíu mày vô cùng khó hiểu hắn không hiểu vì sao không hiểu sao lại có loại cảm giác này nhưng hắn không định suy nghĩ quá nhiều dù sao ném một khúc xương thì ném một khúc xương sẽ không có ảnh hưởng gì không có khả năng khúc xương bay ra ngoài đập chết người đúng không vậy thì đối phương quá yếu sư tôn tôn sắp ăn hết rồi thao thế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sở duyên mơ hồ nói đừng gấp lát nữa lại đi tìm người làm đồ ăn cho ngươi sở duyên liếc một cái không để hình thức dạy học của hệ thống nói coi làm sủng vật nuôi dưỡng cho nên hắn vẫn luôn mặc kệ thao thế dù sao đối phương muốn ăn thì cho ăn là được bình thường coi làm sủng vật vứt ở bên cạnh là được vâng sư tôn tôn thao thế đáp một câu đúng rồi thao thế người có nghĩ tới chuyện tu hành không bỗng nhiên sở duyên ngẩng đầu hỏi một câu tu hành sao tu hành làm gì thao thế mơ mơ màng màng trả lời hả không sao không sao người duy trì ý nghĩ này là được sở duyên nghe thấy câu trả lời này lập tức an tâm đệ tử này chắc chắn không thành vấn đề không cần lo lắng không biết bên lâm mạc bây giờ thế nào có lẽ không có vấn đề gì lớn còn có bên lý thành nữa đã lâu không nghe được tin tức liên quan tới lý thành không biết bây giờ tiểu tử này thế nào có lẽ cũng không có vấn đề lớn gì sở duyên hơi suy tư một lát cảm thấy lần này sẽ ổn định ba đệ tử cũng là ba đại cảnh giới hiện giờ hắn là cảnh giới thiên tri đi xuống là cảnh giới địa chi cảnh giới tế bào cảnh giới phôi thai nếu được ba cảnh giới hình như hắn có thể đạt tới cảnh giới phôi thai cảnh giới phôi thai sẽ như thế nào sở duyên có chút không dám tưởng tượng một phôi thai tỏa ra kim quang sao trông sẽ như thế nào sở duyên không nhịn được dùng mình một cái như vậy không được ít nhất hắn phải nhận thêm một đệ tử nữa mới được thực sự biến thành phôi thai hắn không tiếp nhận nổi nếu tìm thêm một đệ tử nữa vậy nên đi đâu tìm đây tiếp tục để hình thức dạy học ra tay sao sở duyên rơi vào trầm tư hắn hoàn toàn quên mất cục xương mình mới ném ra ngoài sẽ bay về đâu trên hải vực đại chiến vô cùng căng thẳng đám diệp lạc bạch trạch tôn ngộ không Kabala đứng chung một chỗ, ở bên bọn họ, tràn ngập khí tức của thiên đạo mới. Tuy khí tức của thiên đạo mới thịnh vượng, nhưng dù sao ý thức của bản thể đang ngủ say, phần khí tức này chỉ là Diệp Lạc triệu hồi ra. Nhưng mà, khí tức của thiên đạo vẫn là khí tức của thiên đạo. Dưới thêm vào, khiến khí thế của đám Diệp Lạc cường đại hơn nhiều lắm, còn có tính thêm vào đối với Diệp Lạc. Mà ở bên kia, một mình Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở đó. Chỉ dựa vào khí thế một người, trực tiếp đối kháng với đám Diệp Lạc, mà sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất, khí tức vô cùng cường đại đang chậm rãi sống lại. Khí tức này không sắc bén, bá đạo như Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng tràn ngập uy nghiêm khác. Uy nghiêm này vô cùng cường đại, giống như một vị đế giá vô thượng chấp trưởng chúng sinh, thống nhất muôn vàn thế giới sắp sống lại. Yêu đế sắp sống lại, cho dù các ngươi được thiên đạo mới thêm vào, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được khí tức này, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu, đồng thời đối với khí thế cường đại bên đám Diệp Lạc, cũng hoàn toàn không có ý lùi lại có yêu đế ở đây, bọn họ không kém bên Diệp Lạc. Hơn nữa nhìn khí thế của yêu đế, rõ ràng cảnh giới khôi phục không kém. Chuyện này, đám Diệp Lạc cảm nhận được sự cường đại của khí tức này, vẻ mặt cả đám đều rất nghiêm trọng. Chiến đấu cấp bậc này, vẫn luôn không phải bọn họ có thể tham gia. Chỉ chiến đấu với Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ đã không thể nhúng tay, càng đừng nói một người còn đang sợ hơn Đông Hoàng Thái Nhất sống lại. Đến tình hình đó chỉ sợ ở đây chỉ có tôn ngộ không mặc áo giáp và diệp lạc mới có thể ứng phó một chút bọn họ lên chỉ uổng phí mạng dưới tình huống như vậy bọn họ ở chỗ này sẽ vô cùng nguy hiểm minh chủ kế tiếp chiến đấu nên tiến hành thế nào bọn ta ở chỗ này e rằng không giúp được gì hay là bọn ta đi trước nhé đi sao đi đâu nếu minh chủ thua chúng ta còn có phần thắng gì sớm muộn gì cũng phải chết còn không bằng ở đây tử chiến tử chiến mà thôi tất cả mọi người đều tỏ thái độ có người muốn đi có người muốn tử chiến nhưng dưới khuyên can cuối cùng vẫn thống nhất chiến tuyến tử chiến đừng lo lắng đối phương mạnh thì mạnh nhưng chúng ta chưa chắc đã yếu thế diệp minh chủ này cũng không yếu hơn nữa không phải còn có người mà các ngươi nói sư tôn của diệp minh chủ sao trong mắt tôn ngộ không không có một chút e sợ trái lại còn có ý chí chiến đấu khủng bố đang thiêu đốt cảnh tượng trước mắt này giống như thức tỉnh trí nhớ của hắn ta chỉ trong nháy mắt ý chí chiến đấu mãnh liệt khiến khí thế của hắn ta tăng lên không ít không được Sở đạo hữu rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, bọn ta đâu biết hắn ở đâu." Bạch Trạch khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Chuyện này, Tôn Ngộ không lập tức ngây ngẩn cả người, ý chí chiến đấu vốn đang thiêu đốt cũng dừng lại, "Chuyện này, chiến lực mạnh nhất bên người ta đã xuất hiện, vậy mà chiến lực mạnh nhất bên chúng ta không biết ở đâu?" Chỉ nói một câu, đầu rồng thấy đầu không thấy đuôi. "Cừ thật, hắn ta trực tiếp nói cừ thật, ta tin tưởng sư Tôn." Lúc này, bỗng nhiên Diệp Lạc quay đầu nhìn mọi người, ý chí rất kiên định nói một câu, "Tin tưởng tôn ngộ không trầm mặc không nói đây là đang đùa sao khi tôn ngộ không muốn nói gì đó tiếp trong hải vực ở phía trước đột nhiên nhấc lên gợn sóng ngập trời từng tầng nước biển cuốn sạch mà lên hình thành một vùng thủy triều trùng thiên giống như muốn nhấn chìm toàn bộ dưới ánh mắt của đám diệp lạc một bóng người từ trong sóng triều vô tận đi ra bóng người kia xuất hiện hư không giống như đang chấn động đồng thời lại càng có vô số dị tượng dâng lên từng hư ảnh nhật nguyệt tinh thần được phóng ra giống như triệu triệu hoán của vị vô thượng nào đấy mỗi một hư ảnh này đều tràn ngập khí tức cổ xưa mà cường đại khi bóng người kia đi tới từng hư ảnh ngôi sao tự động đi tới bên cạnh bóng người kia đi theo bóng người kia mà bóng người kia là yêu đế đế tuấn đế tuấn mặc đế bào cất bước mà ra uy áp vô thượng kèm theo lão ta đi ra mà trấn áp xuống khi đế tuấn đi ra đám diệp lạc đều không hẹn mà cùng thấp hơn một người đây không phải tranh lệch cảnh giới mà là tranh lệch địa vị thiên đế giả trời sinh đã có được khí chất này trực tiếp hình thành một loại áp chế đối với đám Diệp Lạc. Đám Diệp Lạc cũng ở dưới áp chế này, chiến lực chịu ảnh hưởng tuyệt đối. Ví dụ như lúc trước Diệp Lạc mượn dùng Thiên Đạo, có thể bùng nổ 200% chiến lực. Như vậy Diệp Lạc hiện giờ chỉ có thể phát huy chiến lực ban đầu. Thiên Đạo thêm vào cùng với uy áp đều bị triệt tiêu. Dựa vào khí thế của bản thân, cùng với triệt tiêu Thiên Đạo thêm vào, đủ để thấy tính khủng bố. Đám tiểu bối các ngươi cũng dám làm càn, một giọng nói uy nghiêm truyền tới, bóng người kia mới xuất hiện lập tức tấn công đám diệp lạc động tác nhanh chóng nhanh nhẹn không mang theo chút dây dưa lão ta căn bản không nói một câu vô nghĩa trực tiếp đánh luôn đám diệp lạc bị hoảng sợ nhao nhao chạy đi bốn phía sợ bị bóng người đế tuấn đánh chúng nhưng vẫn có người tốc độ chậm bị đế tuấn một chiêu đánh chúng mấy người trực tiếp bị đánh rơi khỏi bầu trời rơi xuống đáy biển không rõ sinh tử đám diệp lạc bị chiến lực đáng sợ của đế tuấn dọa nhảy dựng bọn họ hoàn toàn không ngờ tới đế tuấn lại có sức chiến đấu đáng sợ như thế dưới một kích vậy mà đánh mấy bọn họ không có lực đánh trả. Cảnh giới của người này khôi phục, còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ. Đồng tử của tôn ngộ không co rụt lại, hít sâu một hơi. Hắn ta đã biết, chỉ dựa vào đám người ở đây, e rằng khó đấu lại được với đế tuấn. Đi sao, tôn ngộ không nhìn về phía Diệp Lạc, trầm giọng nói một câu. Đi, đi nơi nào đây, Diệp Lạc nghiến răng, hắn ta cảm thấy có khí cơ đang tập trung mà đến. Đó là khí tức của yêu đế đế tuấn. Đế Tuấn không có khả năng để bọn họ chạy thoát. Làm sao bây giờ? Tôn Ngộ không nhíu mày hỏi một câu, "Chuyện này ta ta không biết, Diệp Lạc cũng mê mang, lúc này đi hay là chiến đấu, đều không được, rốt cuộc lúc này nên làm gì bây giờ?" Bạch Trạch, "Còn có hai vị thời đại mới, lúc này quy hàng. Ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, yêu đuối đi ra." Ánh mắt thản nhiên nhìn đám Diệp Lạc một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ba bóng dáng. "Diệp Lạc, Tôn Ngộ không, Bạch Trạch, theo ý lão ta, ba người này mới có tư cách được lão ta mời gia nhập thời đại cũ. Những người khác không xứng." Bạch Trạch chính là thuộc hạ trước đây của lão ta. Diệp Lạc là thiên kiêu của thời đại mới. Nhưng tôn ngộ không lão ta nhìn không thấu, nhưng có thể biết được, tôn ngộ không rất bất phàm. Bạch Trạch, niệm tình ngươi từng làm việc cho yêu đế. Vì yêu tộc lao tâm lao lực, bây giờ quy hàng, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Còn hai người khác, nếu như có thể rời khỏi thời đại mới, gia nhập bọn ta, cũng có thể sống. Những người khác thì không cần thiết, đều chết cả đi. Đôi mắt sắc bén của yêu đế đế Tuấn nhìn về phía mọi người trước mặt lão ta vô cùng bá đạo căn bản không cho phép người khác phản bác dưới những lời này có cảm giác không ai có thể làm trái lão ta giống như lời nói của lão ta là pháp lệnh của thiên đạo không để bất cứ người nào làm trái người cảm thấy có thể sao yêu đế diệp lạc bước tới trước một bước hắn ta cảm thấy lúc này nhất định phải ổn định lòng quân bên bọn họ mới được hắn ta cưỡng ép phát tán ra khí tức của mình muốn đối kháng với yêu đế nhưng ở trước mặt uy áp vô thượng của yêu đế khí tức của hắn ta không có sức lực đối kháng trái lại người thời đại mới như ngươi rất thú vị yêu đế hơi nhíu mày đánh giá cao về diệp lạc có rất ít người có thể bùng nổ khí thế trước mặt lão ta cho dù hiện giờ thực lực của lão ta mười chưa được một vẫn như vậy diệp lạc này có gan lộ ra khí thế trái lại khiến lão ta rất bất ngờ huyết trưởng phía sau đông hoàng thái nhất chậm rãi bay tới quay mặt chắp tay với yêu đế vẻ mặt mang theo tôn kính thái nhất không tệ yêu đế đế tấn quay đầu đáp lại một câu hai người liếc mắt nhìn nhau một cái không nói nhiều thậm chí nói đều không nói nhiều giữa hai bọn họ vẫn luôn không cần nói quá nhiều huynh trưởng người nọ là thiên kiêu của thời đại mới tư chất này không kém gì người thời đại cũ như chúng ta cho dù thế nào đều phải giữ hắn ta lại đông hoàng thái nhất cũng biết tính cường đại của thiên tư diệp lạc cho dù không thể chiêu hàng diệp lạc cũng cần phải xử lý diệp lạc ừm đế tuấn thản nhiên gật đầu đáp sau khi lão ta nói xong câu đó ánh mắt nhìn về phía đám diệp lạc lần nữa vừa sải bước ra, uy áp rơi lên người Diệp Lạc càng cường đại hơn một chút. Vẻ mặt Diệp Lạc trở nên khó coi, nghiến chặt răng, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Tôn Ngộ Không và Bạch Trạch ở bên cạnh thấy thế, nhao nhao đi tới bên Diệp Lạc. Một tay chống lên bả vai Diệp Lạc, cùng Diệp Lạc chống lại uy áp cường đại này. Nhìn thấy ba người liên thủ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đi theo dẫm chân tại chỗ mà ra, sau lưng lại xuất hiện hư ảnh cổ trung. Thùng thùng thùng, cổ trung chấn vang, gợn sóng vô tận lập tức lan ra, cuốn sạch bốn phương tám hướng, giống như muốn định trụ thời gian không gian cùng với bất cứ thứ gì đông hoàng thái nhất gia nhập khiến trong trận đối kháng này đám diệp lạc lập tức rơi vào hạ phong những người khác thấy thế nhao nhao đi tới sau đám diệp lạc muốn thêm lực lượng cho ba người nhưng tác dụng của những người này không lớn đông hoàng thái nhất và đế tuấn đồng căn đồng nguyên hai người liên thủ không phải là một thêm một đơn giản như vậy khi đông hoàng thái nhất và đế tuấn liên thủ ép đám diệp lạc gần như sắp không đỡ nổi diệp lạc vốn muốn cố gắng chống đỡ để đám tôn ngộ không chạy trốn trước nhưng đế tuấn biết rõ ý nghĩ của diệp lạc bỗng nhiên giơ tay lên pháp lực cường đại đánh ra lấy tốc độ vượt thời gian không gian va chạm với diệp lạc diệp lạc vốn thất thần đâu kịp phản ứng bị đánh trúng một kích dâm dưới một tiếng vang thật to toàn bộ cơ thể diệp lạc bay ngược mà ra hóa thành một cái bóng đập bể rơi xuống dâm diệp lạc bị rơi vào đáy biển nhấc lên từng gợn sóng một lát sau bóng dáng diệp lạc lao từ đáy biển ra căn bản giống như chưa từng chịu tổn thương nhưng khi diệp lạc bay ra mọi người thấy được bóng dáng diệp lạc vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn lúc này bóng dáng diệp lạc vô cùng chật vật áo bào hơi cũ nát khí tức vô cùng hỗn loạn khóe miệng chảy ra máu tươi rõ ràng là bị thương không nhẹ diệp minh chủ những người khác thấy dáng vẻ của diệp lạc nhao nhao bay qua chuẩn bị đi đón diệp lạc hộ vệ cho diệp lạc đông hoàng thái nhất thấy thế hơi hít mắt khống chế cổ chung sau lưng trực tiếp trấn trụ những người đó quy hàng thời đại cũ người có thể không chết giọng nói của đế tuấn tràn ngập uy nghiêm vô thượng trong đó cũng có một chút mê hoặc lão ta muốn làm tan giã ý chí của diệp lạc ngươi nằm mơ à khí tức của diệp lạc hỗn loạn ngẩng đầu nhìn đế tuấn đôi mắt vẫn tràn ngập sắc bén cơ thể hắn ta bị thương ý chí vẫn rất kiên định ngươi thực sự muốn chết ta à? đế tuấn hừ lạnh một tiếng đã có chút không kiên nhẫn ta không thấy là ngươi có thể giết được ta diệp lạc không chịu khuất phục hắn ta vẫn luôn tin tưởng sư tôn của hắn ta vẫn luôn theo dõi hắn ta một khi hắn ta gặp nguy hiểm tới tính mạng sư tôn nhất định sẽ ra tay hắn ta rất tin tưởng điểm này không thấy sao vậy ta sẽ để cho ngươi thấy đế tuấn giống như mang theo lửa giận lão ta lật tay chuẩn bị giết chết diệp lạc pháp lực tràn đầy nhanh chóng ngưng tụ ra hình thành một thủ trưởng cự đại hắn ta giống như muốn dùng thủ trưởng vĩ đại này chấn giết diệp lạc nhìn thấy cảnh này đông hoàng thái nhất nhanh chóng phối hợp hư ảnh cổ chung vừa động tạo ra vô số gợn sóng trấn trụ diệp lạc phòng ngừa diệp lạc chạy thoát bóng dáng diệp lạc vừa động muốn lao ra khỏi những gợn sóng phong tỏa này nhưng mà tốc độ của đế tuấn thực sự quá nhanh nhanh tới mức hắn ta gần như không thể kịp phản ứng đợi khi diệp lạc hơi tỉnh táo trước mắt đã xuất hiện một trưởng ấn cự đại ảnh ngược trong mắt diệp lạc chính là trưởng ấn vĩ đại khi hắn ta cho rằng mình không chết cũng sẽ trọng thương dị tượng xảy ra ở phía xa có kim quang bắn nhanh mà đến kim quang này tập sát mà đến trực tiếp xuyên thủng trưởng ấn vĩ đại của đế tuấn Trường ấn vĩ đại do Đế Tuấn đánh ra bị xuyên thủng, hóa thành vô số ánh huỳnh quang tiêu tán đi. Thế đi của Kim Quang không giảm, lao về phía Đế Tuấn. Đây là thứ quỷ gì thế? Không chỉ Đế Tuấn kinh ngạc, những người khác cũng kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra được Kim Quang này là gì, chỉ có thể cảm nhận trong Kim Quang mang theo Thiên Địa Chi Huy. Trong Thiên Địa Chi Huy này cuốn theo lực lượng cường đại hơn khi Thiên Đạo mới hàng lâm. Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đế Tuấn, Kim Quang này lao về phía lão ta. Đế Tuấn làm ra phản ứng theo bản năng, hai tay lão ta chống trước ngực, muốn ngăn cản kim quang lần này. Mà khi kim quang đụng tới lão ta, lão ta trợn to hai mắt, cảm nhận được kim quang này căn bản không phải lão ta có thể ngăn cản được. Lực lượng kinh khủng tới cực hạn bùng nổ ra, cả ngực của Đế Tuấn bị xuyên thủng, huyết dịch kim sắc chảy theo dòng xuống. Dầm dầm, từng tầng mây mù huyết sắc tràn ngập mà đến, trên trời có vô số lôi điện huyết sắc chém ra, giống như tất cả những chuyện này là đang thương tiếc cho ai đó mà cơ thể đế tuấn cũng ngã xuống ngã vào trong biển kim quang kia vẫn lao nhanh đi tiến vào trong biển rộng nhấc lên nước biển vô hạn sau đó đâm sâu vào trong mặt đất dưới đáy biển sâu lộ ra dáng vẻ là một cái xương được gặm sạch đợi khi tất cả dị tượng đều biến mất sạch cảnh tượng vẫn có vẻ yên tĩnh không tiếng động trong hải vực nước biển quay cuồng gió bão gào thét mãi mà không thể bình ổn một đám cường giả đứng đầu như đông hoàng thái nhất diệp lạc tôn ngộ không bạch trạch cabala đều thất thần tại chỗ đồng tử của bọn họ co rụt nhanh nhìn khúc xương cắm trên mặt đất dưới đáy biển trong đầu đều là trống rỗng đây là đây là thứ gì bọn họ hoàn toàn không thể ngờ tới cục xương này ngang trời mà đến một cục xương trấn áp yêu đế đế tuấn yêu đế đế tuấn khôi phục cảnh giới là rất cao tuyệt đối coi là loại cực hạn vùng thiên địa này kết quả bị một cục xương ngang trời trấn áp huyết trưởng đông hoàng thái nhất kịp phản ứng trong lòng quính lên bay xuống phía dưới muốn đi cứu yêu đế mà đa số cường giả thời đại mới đều chưa kịp phản ứng. Vừa vừa rồi, là thứ gì thế? Giọng nói của tôn ngộ không run run, nói chuyện. Hắn ta cảm nhận được lực lượng đáng sợ từ trong cục xương kia. Nếu vừa rồi cục xương kia đụng chúng hắn ta ổ không? Nếu vừa rồi cục xương kia lướt qua hắn ta, hắn ta đều có khả năng chết, tuyệt đối không có khả năng sống. Lực lượng đó, tuyệt đối không phải người tầm thường có thể ngăn cản. Không phải yêu đế kia cũng không đỡ được sao? Sư tôn, là sư tôn, Diệp Lạc lập tức nhận ra. Khí tức kia, hắn ta vô cùng quen thuộc không phải là khí tức của sư tôn hắn ta sao? Là sở đạo hữu bạch trạch nhìn thoáng qua Diệp Lạc với hàm ý sâu xa. Lão ta có thể xác định được, sở đạo hữu tuyệt đối không chú ý tới nơi này. Nhưng đột nhiên một kích, có lẽ sở đạo hữu ở chỗ nào đó tu hành, tình cờ cảm nhận được Diệp Lạc gặp nguy hiểm, cho nên mới ra tay. Cho dù thế nào, sở đạo hữu tuyệt đối quan tâm những đệ tử này. Đây là người mạnh nhất thời đại mới chúng ta mà các ngươi nói sao? Tôn ngộ không mở miệng hỏi hắn ta đã cố gắng tưởng tượng cường đại vô hạn của sư tôn mà hai người kia nói không ngờ tới không ngờ tới hắn ta vẫn xem nhẹ rồi đây là nhân vật cấp bậc cỡ nào ngay khi tôn ngộ không tưởng tượng vô hạn ở phía xa có lưu quang lao ra chỉ thấy đông hoàng thái nhất đỡ yêu đế đạp không mà lên lúc này toàn thân yêu đế đều là máu tươi kim sắc chỗ ngực có lỗ máu mắt thường có thể thấy được chật vật mà suy yếu rõ ràng chiến lực đã về không thậm chí khí tức đều trở nên yếu kém sinh mệnh chi khí này giống như ngọn lửa lay động trái phải có khả năng tắt bất cứ lúc nào. Ở dưới một kích này, thiếu chút nữa yêu đế chết đi. Đi đi mau, giọng nói của yêu đế khàn khàn, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đi, đông hoàng thái nhất không do dự, hư ảnh cổ trung xuất hiện, dẫn theo yêu đế xoay người nhanh chóng rời đi. Căn bản không dám ham chiếm, đám tôn ngộ không vốn có ý đuổi theo, nhưng bị bạch trạch ngăn lại. Đừng nghĩ nữa, các ngươi không phải là sở đạo hữu, các ngươi dám đuổi theo, yêu đế và yêu hoàng liều màng, chỉ sợ chúng ta hoàn toàn không bắt được. Bạch trạch lắc đầu nói. Nghe thấy những lời này, những người khác mới tỉnh táo lại, cả đám liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều là kinh hãi. Bọn họ, bọn họ thắng sao, như vậy cũng quá đơn giản. Một cục xương từ trên trời giáng xuống, chấn áp yêu đế. Người đó, là người mạnh nhất thời đại mới sao? Người mạnh nhất thời đại mới, đúng là xứng với tên thực. Sau này ta sẽ là người ủng hộ trung thành với đại lục thần hành. Người nào cũng không thể lay chuyển, chuyện này cũng quá khoa trương rồi, yêu đế là khủng bố cỡ nào. Lần này lại bị đánh bại, nếu người mạnh nhất thời đại mới khủng bố như thế chúng ta quan tâm nhiều như vậy làm gì nói ra nếu người mạnh nhất thời đại mới lợi hại như vậy vì sao còn không xuất hiện trực tiếp diệt thời đại cũ không phải tốt hơn sao mọi người nhao nhao bàn tán bạch trạch thấy thế đi ra xua tay ý bảo mọi người đừng nhiều lời về chuyện của sở đạo hữu ta đề nghị các ngươi đừng nói gì thêm các ngươi có biết sở đạo hữu có thể nghe thấy thấy tiếng thảo luận của người khác hay không các ngươi nói về sở đạo hữu sở đạo hữu sẽ cảm ứng được cho nên ta đề nghị các ngươi đừng nên thảo luận nhiều về Sở Đạo Hữu. Ngoài ra, vì sao Sở Đạo Hữu không ra tay diệt đám người thời đại cũ? Chuyện này giống như các ngươi không ra tay đối phó đám tiểu yêu thời đại cũ. Cấp độ khác biệt, thực lực của Sở Đạo Hữu vượt qua đám người thời đại cũ, cho nên đương nhiên Sở Đạo Hữu sẽ không ra tay. Có lẽ ở tầng của Sở Đạo Hữu, dĩ nhiên là tranh giành thuộc loại thiên đạo, chiến lực cấp bậc thiên đạo, đương nhiên sẽ không ra tay với đám tiểu lâu la. Bạch Trạch vô cùng kiên nhẫn giải thích với mọi người, mọi người nghe xong đều cảm thấy lời nói của Bạch Trạch rất có đạo lý. Với lực lượng khủng bố của vị này, hơn xa bọn họ, nói là cấp bậc thiên đạo, hoàn toàn nói đúng. Lực lượng của một kích vừa rồi, bọn họ biết rõ rành rành. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm gì bây giờ? Gabala nhìn về phía Diệp Lạc, hỏi. Lúc này ở trong cảm nhận của bọn họ, địa vị của Diệp Lạc hoàn toàn định xuống. Có được sư tôn là cường giả cường đại như thế, chỗ dựa vững chắc này, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ dám ngỗ nghịch Diệp Lạc sao? Nếu Diệp Lạc ra tay với bọn họ, bọn họ dám ra tay sao? Ra tay, nếu Diệp Lạc đột nhiên xảy ra sơ sót gì, sư tôn người ta sẽ giống như hôm nay, một cục xương không biết từ đâu ném tới. Bọn họ đỡ được sao? Đỡ được cái quỷ, bọn họ không lợi hại như yêu đế, chỉ sau một chiêu còn chưa chết. Nếu đổi lại là bọn họ đỡ chiêu kia, e rằng bọn họ đều không còn. Trở về, trên người chúng ta dù ít dù nhiều đều có vết thương, không nên làm nhiều chuyện gì. Diệp Lạc lắc đầu, vô cùng lý trí nói bjn họ chỉ tới ngắm bắn yêu đế hiện giờ yêu đế đã trọng thương vậy bọn họ không cần làm nhiều chuyện gì chỉ cần trở về là được không thể nhân cơ hội này phản công thời đại cũ đừng đua chuyện này không phải nói tấn công là tấn công trong đó có liên quan tới nhiều chuyện được đương nhiên là những người khác đều gật đầu đồng ý diệp lạc quyết định rất nhanh bay về phía xa chuẩn bị quay về đại lục thần hành những người khác cũng nhao nhao đuổi kịp chỉ có tôn ngộ không đứng yên tại chỗ một lát hắn ta cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất dưới đáy biển cục xương kia vẫn cắm ở đó như cũ cho dù dư huy đã tán đi nhưng xung quanh cục xương kia vẫn tràn ngập uy áp uy áp này khiến nước biển không thể bao trùm trong hải vực giống như là một vùng vòng chân không xung quanh vòng chân không lại càng có uy nghiêm của thiên đạo như ẩn như hiện người bình thường cho dù tới gần nơi này đều có chút tìm đập nhanh thật mạnh tôn ngộ không nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ngay sau đó bóng dáng cử động bay về phía đại lục thần hành trong vạn yêu cung toàn bộ vẫn như trước. Sở Duyên vẫn ở trong thiên điện, bận rộn việc của mình. Kế mông thì ở trong một thiên điện khác, bế quan tu luyện, đồng thời xử lý chuyện của đại lục. Hai người không quấy nhiễu tới nhau, đều xử lý mọi chuyện của mỗi người. Ngày nay, Sở Duyên đang ở trong thiên điện, cho Thao Thế ăn như hàng ngày. Thao Thế cũng rất ngoan ngoãn tiếp nhận Sở Duyên cho ăn. Hai bên vô cùng hài hòa, nhưng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới từng động tĩnh rất lớn. Lúc này Sở Duyên nhíu mày, bảo Thao Thế tự mình ăn, gọi yêu tướng tiến vào bên ngoài xảy ra chuyện gì thế sao ầm ĩ như vậy sở duyên không nhịn được mở miệng dò hỏi hồi bẩm yêu thánh đại nhân yêu đế và yêu hoàng đại nhân trở về hình như yêu đế đại nhân bị thương rất nặng hiện giờ phần lớn mọi người trong vạn yêu cung đều nhao nhao đi tới bên chủ điện thăm viếng yêu thánh đại nhân người có muốn đến hay không yêu tướng vội vàng nói yêu đế và yêu hoàng sao sở duyên mơ hồ sau đó không thèm để ý hắn không biết qua áo làm gì sở duyên vừa định từ chối nhưng mà nghĩ lại, yêu đế và yêu hoàng này, hình như là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Nếu hắn chẳng quan tâm, hình như không được tốt lắm. Hay là đưa đồ qua đó, an ủi một chút. Đưa đồ gì đây, sở giúp trầm tư một lát, mới chậm rãi mở miệng, bổn tọa không qua đó, các ngươi qua đi, ngoài ra, đưa ít đồ cho yêu đế, xem như là bổn tọa quan tâm. Còn đưa thứ gì thì các ngươi nhìn xem, bên chúng ta có thứ gì tốt nhất, các ngươi đưa qua đó là được. Chỉ thấy sở duyên nhẹ nhàng xua tay, tùy ý nói, hả yêu thánh đại nhân người người chắc chắn là đưa đồ tốt nhất chứ yêu tướng kia do dự một lát hỏi nếu không thì sao sở duyệt trừng mắt với yêu tướng kia mở miệng nói nhưng mà nhưng mà đồ tốt nhất là một kiện bảo vật quan tài yêu tướng kia khúm núm nói yêu đế người ta đang trọng thương đưa quan tài cho yêu đế sao sở duyên người không biết đổi sang thứ khác sao đưa người ta quan tài đây không phải buộc người ta kết thù với ta sao ánh mắt sở duyên sâu xa nhìn yêu tướng kia khiến toàn thân yêu tướng kia căng thẳng quỳ trên đất, run lẩy bẩy. Yêu thánh đại nhân, làm sao vậy? Yêu tướng kia sợ hãi nói, không có việc gì, đừng đưa quan tài, đưa một số thứ bổ dưỡng qua đó. Sở Duyết xoa mi tâm, xua tay nói, vâng, yêu thánh đại nhân. Yêu tướng kia run run nói, đạt được sự đồng ý của sở Duyên, yêu tướng kia mới run rẩy rời khỏi thiên điện. Sở Duyên nhìn yêu tướng rời đi, lắc đầu, tiếp tục cho thao thế ăn, căn bản chẳng muốn quản nhiều như vậy. Yêu đế gì đó, hắn không biết, quản nhiều như vậy làm gì, xử lý chuyện của hắn mới là vương đạo. Cùng lúc đó, bên chủ điện, yêu hoàng đông hoàng thái nhất đưa yêu đế đế tuấn quay về nơi này. Lúc này, khí tức của yêu đế vô cùng suy yếu, trên người đầm đìa máu tươi kim sắc. Thở hổn hển, gương mặt như giấy vàng, sinh mệnh chi khí của lão ta càng lúc càng yếu, có vẻ rất không ổn định. Huyết trưởng, đông hoàng thái nhất vô cùng lo lắng, lão ta thực sự sợ đế tuấn xảy ra chuyện gì, đến lúc đó thời đại cũ bọn họ sẽ bị thương nặng. Ta ta không sao, tuy vết thương kia đủ khiến chí mạng nhưng không đủ lấy đi mạng của đế tuấn ta nhưng mà nhưng mà ta không ngờ tới một kích này sẽ khủng bố như thế khiến ta bị thương nặng còn suýt giết thần hồn của ta trong đôi mắt của đế tuấn tràn ngập sợ hãi thậm chí có chút nói lão ta không biết nên nói gì thực ra dưới một kích kia lão ta tuyệt đối chết rồi cho dù thân hình không bị đánh bạo thần hồn cũng sẽ bị diệt là một bảo vật đúng lúc bảo vệ lão ta huynh trưởng trạng thái của ngươi hiện giờ đông hoàng thái nhất hít sâu một hơi nói không sao tìm một số thiên tài địa bảo đưa tới cho ta là được đế tuấn lắc đầu nói nghe thấy những lời này đông hoàng thái nhất xoay người lúc này định dặn dò người đi tìm thiên tài địa bảo không đợi lão ta dặn dò một yêu tướng đột nhiên chạy tới yêu đuế đại nhân mỗi bộ phận của vạn yêu cung đều tự mình tới thăm hỏi ngươi xem yêu tướng kia do dự mở miệng thăm viếng cái gì mà thăm viếng yêu đế có thương tích bọn họ không ổn định mỗi bộ phận của yêu tộc muốn thăm viếng làm gì bảo bọn họ trở về đi Đông Hoàng Thái Nhất hơi phẫn nộ nói, quanh người lão ta có từng đợt khí tức cường đại bắt đầu khởi động, giống như ước gì có thể tự mình ra tay, bắn hết đám yêu tộc tới thăm hỏi trở về. Yêu tướng kia nghe thấy thế, vội vàng chắp tay lui xuống, đi truyền đạt lời nói của Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đông Hoàng Thái Nhất vốn định tự mình đi tìm thiên tài địa bảo, nhưng không đợi lão ta rời đi, lại bị một yêu tướng ngăn lại. Lại có chuyện gì? Đông Hoàng Thái Nhất hơi tức giận hỏi, yêu hoàng đại nhân bên yêu thánh nguyên sơ sai người đưa tới mấy kiện thiên tài địa bảo bổ dưỡng trước mắt ở bên ngoài chủ điện bởi vì là yêu thánh đưa tới thuộc hạ không biết xử lý thế nào người xem yêu tướng kia thật cẩn thận hỏi yêu thánh nguyên sơ đưa thiên tài địa bảo tới sao hắn không tự mình tới à đông hoàng thái nhất hơi nhíu mày trái lại hơi kiềm chế tâm tư của bản thân không có yêu thánh nguyên sơ chỉ sai người đưa đồ tới không tự mình tới đây yêu tướng kia thành thật trả lời trái lại nguyên sơ này có lòng rồi Nông Hoàng Thái Nhất khẽ gật đầu, sau đó bảo yêu tướng kia đưa thiên tài địa bảo vào. Trong lòng lão ta có chút cảm khái nguyên sơ này rất biết xử lý. Biết tình hình hiện giờ không thích hợp tới, cho nên chỉ phái người đưa thiên tài địa bảo tới. Rất nhanh, hai yêu tướng quay trở về một lần nữa. Trên tay một người là túi chữ vật, bên trong đúng là thiên tài địa bảo. Đông Hoàng Thái Nhất nhận lấy túi chữ vật, mở túi chữ vật ra xem. Bên trong túi chữ vật, đương nhiên đều là thiên tài địa bảo. Hơn nữa, những thiên tài địa bảo này phần lớn là bổ dưỡng thần hồn nguyên sơ này đông hoàng thái nhất khẽ gật đầu hào cảm đối với sở duyên lại tăng lên nhiều đông hoàng thái nhất cầm những thiên tài địa bảo này đi về phía đế tuấn đưa thiên tài địa bảo cho đế tuấn thôn phục đế tuấn đạt được thiên tài địa bảo lúc này bắt đầu luyện hóa rất rõ ràng sau khi đạt được những thiên tài địa bảo này khí tức của đế tuấn bắt đầu ổn định một lát sau đế tuấn mở mắt ra một lần nữa Thái Nhất, Đế Tuấn nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nhẹ giọng mở miệng. Huyết trưởng, người thế nào rồi? Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng hỏi. Thương thế đã ổn định, Thái Nhất, những thiên tài địa bảo này đưa tới rất đúng lúc, ít nhiều gì cũng có ngươi. Đế Tuấn nhẹ nhàng thở ra, nói, những thứ này không phải là ta đưa tới, là một vị yêu thánh mới tấn chức đưa tới. Trái lại yêu thánh này rất thông minh, biết huynh trưởng bị thương, cho nên đưa mấy thứ này tới. Đông Hoàng Thái Nhất nói mọi chuyện về yêu thánh nguyên sơ, cho Đế Tuấn nghe. Theo Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Thánh Nguyên Sơ là lão ta đề bạt lên, tính ra thuộc về phe lão ta, ở trước mặt Yêu Đế nói một chút, cũng tạo trợ giúp cho con đường tấn chức của Yêu Thánh Nguyên Sơ trong yêu tộc. Vạn Yêu Cung, chủ điện, Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất nói chuyện về Yêu Thánh Nguyên Sơ cho Yêu Đế Đế Tuấn nghe. Cùng với những chuyện gần đây, chuyện xảy ra của đại yêu tộc thời đại cũ. Rất rõ ràng, Đông Hoàng Thái Nhất muốn giao tất cả quyền hành của yêu tộc cho Đế Tuấn nắm giữ. Đế Tuấn không từ chối, lặng lặng nghe, đợi Đông Hoàng Thái Nhất nói xong mọi chuyện đế tuấn mới ghé gật đầu bày tỏ mình đã biết yêu sư biết chạy trái lại rất thông minh nếu lão ta không chạy hôm nay chính là ngày chết của lão ta khi đế tuấn nói những lời này trong mắt lóe lên sát ý những lời này lão ta không phải nói vớ vẩn nếu yêu sư thực sự còn dám ở chỗ này đợi lão ta còn sống trở về người lão ta ra tay đầu tiên chính là yêu sư huynh trưởng ta cảm thấy để ngươi tự mình ra tay chu sát lão ta thì hơn cho nên khi lão ta chạy ta không dốc toàn lực đuổi giết đông hoàng thái nhất mở miệng giải thích ừm để ta tự mình làm là được chuyện này thái nhất ngươi làm rất đúng đế tuấn nhìn về phía đông hoàng thái nhất vô cùng hài lòng nói đông hoàng thái nhất khẽ gật đầu không nói gì thêm còn yêu thánh nguyên sơ này nữa vốn dựa theo quy củ hắn ta không thể trở thành yêu thánh nhưng hiện giờ là thời kỳ đặc biệt yêu thánh nguyên sơ cũng ngoại lệ lập làm yêu thánh rồi nhưng mà dù sao yêu thánh nguyên sơ này mới tấn chức e rằng phương diện nội tình còn chưa đủ có cơ hội trái lại giúp nhiều một chút tăng uy nghiêm tránh vì yêu thánh nguyên sơ này mà hạ thấp uy nghiêm của yêu tộc ta đế tuấn nhẹ giọng nói khi lão ta nói những lời này trong mắt còn có chút tán thường có thể thấy lão ta rất hài lòng đối với yêu thánh nguyên sơ này vâng huyết trưởng đông hoàng thái nhất gật đầu ừm kế tiếp chuyện yêu tộc giao cho ta đi mấy ngày này trái lại làm phiền thái nhất ngươi quan tâm đế tuấn đứng dậy khỏi đệm hương bồ ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài điện chậm rãi mở miệng nói được nhưng mà huynh trưởng huynh định xử lý chuyện yêu tộc thế nào yêu tộc hiện giờ bên ngoài một nửa quyền lực thuộc về kế mông một nửa khác thuộc về nguyên sơ quyền lực trong tối thì hơi phức tạp đông hoàng thái nhất đứng sau lưng đế tuấn mở miệng nói ừm um, yên tâm ta sẽ xử lý chuyện này bọn họ muốn đấu với ta còn non và xanh lắm đế tuấn giống như liếc mắt một cái là phát hiện ra yêu tộc thời đại cũ hiện giờ người đủ nhưng lòng không đồng đều lão ta không có một chút bối rối nào lão ta từng tự mình thống nhất yêu tộc thậm chí thiếu chút nữa dẫn dắt yêu tộc trở thành yêu đế một phương nhân vật chính trong thiên địa hơn nữa danh xưng yêu đế này chỉ là sau này thêm vào người thời đại cũ càng thích gọi lão ta là thiên đế cổ tay lão ta không đơn giản vậy thì giao cho huynh trưởng nhưng mà mong huynh trưởng chiếu cố yêu thánh nguyên sơ nhiều hơn ta rất coi trọng hắn ta đông hoàng thái nhất hơi chắp tay với đế tuấn ừm yên tâm trái lại đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi coi trọng một người như vậy đế tuấn lộ ra tươi cười lão ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất, lão ta vô cùng yên tâm. Vùng thiên hạ này, người nào cũng có khả năng phản bội lão ta, chỉ riêng Đông Hoàng Thái Nhất không có khả năng. Lão ta và Đông Hoàng Thái Nhất đồng căn đồng nguyên, làm bạn vô số năm, đây đó có tin tưởng tuyệt đối. Ta cảm thấy, Nguyên Sơ có thể thành cánh tay trái bờ vai phải của chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất kiên định nói, được, Nguyên Sơ này, ta sẽ chiếu cố nhiều một chút, Thái Nhất người yên tâm. Đế Tuấn mỉm cười hai tay để sau lưng mở miệng nói vậy làm phiền huynh trưởng nhưng mà huynh trưởng chuyện thời đại mới này chúng ta nên xử lý thế nào đông hoàng thái nhất nhắc tới chuyện này đồng tử không nhịn được co rụt lại thời đại mới đúng là quá cường đại một kích lúc trước cho dù là lão ta trong tình huống không có đông hoàng trung bảo vệ đều không nắm chắc đỡ được thời đại mới khủng bố như thế hiện giờ tính ra bọn họ không có một chút phần thắng không vội người ra tay ở hải vực lúc trước thực lực tuyệt đối đạt tới cấp thiên đạo phương diện này tự có thiên đạo của chúng ta đi xử lý ta tin người nọ không thể tùy tiện ra tay chúng ta chỉ cần xử lý tốt việc của chúng ta là được không cần làm nhiều nếu thiên đạo của chúng ta không xử lý tốt vậy không thể trách chúng ta đế tuấn lắc đầu trong mắt không có lo lắng lão ta không biết lúc đó vì sao một kích kia sẽ đánh chúng lão ta nhưng lão ta tin tưởng người nọ ra tay tuyệt đối không thể tùy ý ra tay nếu không đâu còn chuyện của bọn họ nếu là như vậy người nọ trực tiếp ra tay đánh tới đại lục thiên kiện bọn họ không phải là xong sao? Ừm chỉ cần người nọ không ra tay được, vậy đám người thời đại mới căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất hơi gật đầu, theo ý lão ta, chỉ cần hai bọn họ liên thủ, thời đại mới căn bản không có người địch lại. Được rồi, Thái Nhất, ta cần phải nhanh chóng chữa trị vết thương, hai ta lát nữa lại ôn chuyện. Đế Tuấn cảm nhận được vết thương của mình lại bắt đầu trở nên không ổn định. Nhất thời hiểu rõ vết thương của lão ta không thể ổn định lại, cần đi chữa thương. Được, huynh trưởng đi đi đông hoàng thái nhất gật đầu nói nghe thấy những lời này lúc này đế tuấn rời đi đến chỗ lúc trước tiến hành bế quan dưỡng thương tại chỗ đông hoàng thái nhất đứng ở đó ánh mắt nhìn bóng lưng đế tuấn rời đi sau khi nhìn một lúc lâu đông hoàng thái nhất mới rời mắt lão ta rời mắt nhìn về phía một thiên điện trong vạn yêu cung thiên điện đó là chỗ sở duyên đông hoàng thái nhất hơi suy nghĩ một lát sau đó lão ta đứng dậy đi về phía thiên điện của sở duyên lão ta muốn đi gặp sở duyên thiên điện đó vốn cách không xa với tốc độ của đông hoàng thái nhất lại càng chỉ trong nháy mắt là tới đông hoàng thái nhất đi tới thiên điện đám yêu tướng kia đâu dám ngăn cản đông hoàng thái nhất nhao nhao cho đi mãi đến khi đông hoàng thái nhất đi tới cửa thiên điện mới bị ngăn lại đó là mấy người của bản bộ long tộc được tộc trưởng long tộc đề bạt làm thủ vệ đại môn chỗ điện phủ của sở duyên những người này thuộc trung tâm của long tộc đương nhiên tôn kính sở duyên ngoại trừ sở duyên ra bọn họ ai cũng không tôn mong yêu hoàng dừng bước mấy tộc nhân của long tộc ngăn cản đông hoàng thái nhất các ngươi ngăn cản bổn hoàng trong mắt đông hoàng thái nhất hiện lên kim quang giọng nói lạnh lùng quát to một câu rất xin lỗi yêu hoàng nếu ngươi muốn đi vào mong cho bọn ta thông báo cho yêu thánh trước giọng nói của tộc trưởng long tộc run run nhưng hắn ta vẫn đứng ra như cũ các ngươi dám ngăn cản bổn hoàng giọng nói của đông hoàng thái nhất nặng hơn vài phần mấy tộc nhân long tộc do dự một lát nhưng vẫn lựa chọn ngăn cản cảnh tượng trước mắt rằng co một lúc lâu bầu không khí ngưng kết dị thường. Một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất mới nhẹ nhàng xua tay, khí thế tản đi. Trong mắt lão ta hiện lên tán thưởng, đối với đám thuộc hạ của yêu thánh Nguyên Sơ, vô cùng tán thưởng. Không sợ cường quyền, rất tốt, từ những thuộc hạ này có thể nhìn ra được, năng lực của yêu thánh Nguyên Sơ bất phàm, có thể bồi dưỡng ra những thuộc hạ như vậy. Đại lục thiên kiện, thiên điện, lúc này, sở duyên đang thẩm tra hàng ngày, kiểm tra xem các loại bảo vật mình trưởng quản có thiếu hay không chủ yếu là vì nhìn số lượng những bảo vật này mà thôi thiếu cái gì sở duyên hoàn toàn không nhớ được thực sự là vì hắn quản lý quá nhiều bảo vật hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn những bảo vật này của mình mà thôi mỗi lần nhìn thấy những bảo vật này hắn sẽ vô cùng vui vẻ ngay khi sở duyên đang xem xét những bảo vật này một tộc nhân long tộc đi tới yêu thánh đại nhân tộc trưởng long tộc đi tới vội vàng nói chuyện gì sở duyên không nâng mí mắt lên hỏi yêu thánh đại nhân yêu hoàng đại nhân đang ở bên ngoài muốn gặp yêu thánh đại nhân xin hỏi có thể chứ? Tộc trưởng Long Tộc đè thấp giọng nói, thứ đồ chơi gì thế? Bảo lão ta cút, sở duyệt không nâng mí mắt, vẫn luôn không có tâm tư tiếp nhận bái phỏng gì đó. Tộc nhân Long Tộc kinh ngạc, bảo yêu hoàng cút sao? Thật ư, tộc nhân Long Tộc muốn nói lại thôi, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng chuyên chú của sở duyên, không dám quấy dày. Suy nghĩ rất lâu, chuẩn bị lùi về sau rời đi, truyền đạt mệnh lệnh của sở duyên. Đợi một lát, sở duyên vốn ngồi ở đó bất chợt ngẩng đầu, nhìn về phía tộc nhân Long Tộc. Người mới nói gì? Sở Duyên vội vàng hỏi. Yêu thánh đại nhân, tộc nhân của long tộc vội vàng mở miệng. Người mới nói gì? Nói ai tới cơ? Sở Duyên sửng sốt một lát, dò hỏi. Yêu hoàng đại nhân, tộc nhân long tộc trả lời một câu. Những lời này vang lên, sở Duyên hoàn toàn mơ hồ một lát. Thứ đồ chơi gì thế? Yêu hoàng muốn tới gặp hắn sao? Hắn trở tay nói một câu bảo đối phương cút. May mà lời nói của hắn còn chưa truyền ra. Nếu như truyền ra, vậy thì không dễ chơi. Vậy mà hắn bảo lãnh đạo trực tiếp của hắn cút. Nhanh nhanh, mời yêu hoàng vào trong lòng sở duyên hoảng sợ vội vàng xua tay nói tộc nhân long tộc nghe thấy thế thì vội vàng rời đi sở duyên ngồi yên tại chỗ nhẹ nhàng thở ra đặt đồ trên tay xuống đợi yêu hoàng đến một lát sau đông hoàng thái nhất đi từ ngoài vào nguyên sơ đạo hữu đông hoàng thái nhất gật đầu mở miệng trước yêu hoàng sở duyên không có bất cứ cảm giác tôn ti nào vẫn ngồi tại chỗ đáp lời những lời này khiến đông hoàng thái nhất có chút thất thần vì sao vì sao lão ta cảm thấy nguyên sơ này hơi lạnh nhạt không giống những người khác nhìn thấy lão ta đều vô cùng nhiệt tình trực tiếp hóa thành chó liếm chỉ riêng nguyên sơ này có phải lạnh nhạt hơi quá hay không nhưng mà như vậy rất tốt đông hoàng thái nhất cũng thích phương thức ở chung như vậy ừm nguyên sơ đạo hữu gần đây ngươi còn thích ứng không đông hoàng thái nhất chắp hai tay sau lưng thản nhiên dò hỏi thích ứng đa tạ yêu hoàng quan tâm sở duyên gật đầu cũng biểu hiện thản nhiên hờ hững cuộc đối thoại giữa hai người cứng ngắc như vậy nhưng hai người giống như hoàn toàn không thèm để ý, còn đang nói chuyện với nhau. Nguyên Sơ Đạo Hữu, ngươi cảm thấy trở thành yêu thánh thế nào? Rất thoải mái, không phải thoải mái như bình thường. Thoải mái thì được, Nguyên Sơ Đạo Hữu có muốn quyền lực cao hơn không? Bảo vật cao hơn khụ khụ, quyền lực cao hơn, đương nhiên là muốn, muốn sao? Vậy thì được, Nguyên Sơ Đạo Hữu yên tâm, ngươi chỉ cần quản lý yêu tộc thật tốt là được. Được, đúng rồi, không biết vì sao, Nguyên Sơ Đạo Hữu, ta cảm thấy ngươi đối với ta không có kính sợ gì. Vì sao ta phải có kính sợ với ngươi? Đông Hoàng thái nhất, nói cho cùng có đạo lý, vì sao lại kính sợ lão ta? Không hổ là yêu thánh nguyên sơ, không hổ là người Đông Hoàng thái nhất coi trọng. Rất tốt, Đông Hoàng thái nhất nở nụ cười, so với những người thích nịnh nọt lão ta, lão ta càng thích hình thức ở chung với Sở Duyên. Không có tôn ti, càng như bạn bè, dù sao Đông Hoàng thái nhất thích phương thức ở chung như vậy. Vậy ngươi còn chuyện gì không? Sở Duyên hoàn toàn không có cảm giác đối mặt với lãnh đạo trực tiếp, vô cùng lạnh nhạt nguyên sơ đạo hữu có thể so tài một trận không ta vẫn luôn không rõ thực lực của ngươi ánh mắt đông hoàng thái nhất sâu xa nhìn về phía sở duyên trong mắt lão ta cơ thể sở duyên vẫn mơ hồ bên ngoài có tầng kim quang bao bọc cho nên lão ta rất muốn biết thực lực của sở duyên không cần đâu sở duyên nhíu mày mở miệng vì sao sợ ngươi không đánh lại được được rồi cuối cùng đông hoàng thái nhất chỉ có thể lựa chọn im lặng rời đi sở duyên đứng tại chỗ nhìn đông hoàng thái nhất rời đi hắn thực sự sợ Sợ vòng sáng kim sắc của hắn đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên đừng so tài gì đó thì hơn. Sở Duyên nhìn theo Đông Hoàng Thái Nhất rời khỏi thiên điện, luôn cảm thấy thủ trưởng này hơi kỳ lạ, Sở Duyên nói thầm một câu, trái lại không nghĩ nhiều cái gì. Hắn đứng dậy tiếp tục lật xem đồ trên bàn mình. Cùng lúc đó, bên đại lục thần hành, Diệp Lạc quay trở về nơi này, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh của mình, dung hợp tất cả đại lục. Sau khi xảy ra cảnh tượng ở hải vực, cường giả đứng đầu mỗi đại lục đều bày tỏ, vô cùng phối hợp với Diệp Lạc cho dù diệp lạc truyền đạt mệnh lệnh gì đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều này khiến diệp lạc thực nhẹ nhàng nắm bắt thông tin của các đại lục khác nhau kết nối với đại lục thần hành nhưng mà sau khi diệp lạc biết rõ tin tức các đại lục xong thì hơi sửng sốt một lát thái nhất kiếm tông trên đại điện chủ phong diệp lạc kinh ngạc nhìn mấy quyển trục trước mặt mình bên trong ghi lại tin tức mỗi đại lục nói tóm lại mỗi đại lục đều vô cùng kỳ lạ có hệ thống tu luyện khác nhau nói một cách chính xác có một số thậm chí không tính là tu luyện là một loại hệ thống năng lượng đặc biệt ví dụ như có một đại lục đầy ác ma ở có một đại lục dị năng gì đó những thứ này diệp lạc có thể lý giải đại lục bọn họ cũng sinh ra cường giả khiến diệp lạc coi trọng nhưng trong đó có một đại lục diệp lạc vô cùng mơ hồ đó là một đại lục phàm nhân không thể tính là một đại lục phàm nhân được là một đại lục tu võ đạo cũng là võ đạo mạnh hơn phàm nhân một chút nghe nói trong đại lục này có một vị trí cường giả tu tiên đạo ngoại trừ vị tu tiên kia ra những người khác đều yếu một cách gà cay đại lục này thú vị diệp lạc hơi híp mắt tính toán tự mình qua đó xem một cái nhìn xem rốt cuộc đại lục này xảy ra chuyện gì đại lục này kéo sức chiến đấu của quần thể bọn họ một cách nghiêm trọng hắn ta tất phải đi xem mới được diệp lạc nghĩ tới đây đang định khởi hành đến đó bên ngoài có một đệ tử đột nhiên đi vào tông chủ có người bên tổ đình tới đang ở dưới sơn môn đệ tử kia vội vàng nói hả diệp lạc khẽ nhíu mày tổ đình không phải là vô đạo tông sao hiện giờ trong vô đạo tông giống như không còn đệ tử tất cả đệ tử đều ra ngoài du lịch mà là người nào tới đây đại lục thần hành nối liền với rất nhiều đại lục trong đó đại lục vô cực ở phía tây đại lục thần hành đại lục vô cực và đại lục thần hành nối liền với nhau đương nhiên sẽ dễ dàng sinh ra mâu thuẫn cho nên giữa hai đại lục đây đó đều dựng lên một hùng quan nhưng mà phần lớn đại lục vô cực là phàm nhân cho nên cửa khẩu đại lục vô cực đến bây giờ vẫn chưa xây dựng xong trái lại hùng quan của đại lục thần hành đã sớm thành lập chẳng qua phía trên không có tu sĩ gì chỉ có binh lính phàm tục đóng quân giống như ở trong mắt những người kia đại lục thần hành vẫn luôn không phòng bị đại lục vô cực thực sự là đại lục vô cực quá yếu lúc này trên không biên quan đại lục vô cực ở bên cạnh diệp lạc có một đứa bé đang đứng quanh người đứa bé này chỉ có khí tức cảnh giới luyện khí nhưng khí tức này rất ngưng thực ngưng thực tới mức có thể nói là khủng bố khí tức hai người không lưu tâm va chạm vậy mà khí tức của đứa bé này không bị tách ra trước tiên mà có thể chống đỡ nhóc từ người nhìn đại lục này xem có thể nhìn ra thứ gì diệp lạc gió tay chỉ đại lục phía trước nhẹ giọng hỏi sau khi hắn ta nói xong ánh mắt nhìn về phía đứa bé bên cạnh đứa bé này không phải là nhóc từ của vô đạo tông sao chẳng qua nhóc từ hiện giờ hơi khủng bố khí tức toàn thân ngưng thực tới cực hạn dựa theo lời nói của đối phương cảnh giới luyện khí đã đếm không được bao nhiêu lần tuy diệp lạc cảm thấy thán phục nhưng không phải không thể tiếp nhận, chỉ có thể cảm khái sự đặc biệt của nhóc tư. Nói tới nhóc tư cũng vô cùng phức tạp, dựa theo lời nhóc tư này là tới rèn luyện, một mình ở lại trên núi quá nhàm chán. Diệp Lạc biết rõ chuyện này, đương nhiên khi tới đại lục vô cực xem, thuận tay dẫn nhóc tư đi cùng. Đại lục này ta không thấy rõ, chúng ta có thể bay lên một chút, nhìn càng toàn diện hơn không? Nhóc tư quay đầu, đôi mắt vô cùng trong suốt nhìn Diệp Lạc. Có thể, Diệp Lạc khẽ gật đầu, giọng nói vừa ngừng, một tay hắn ta dẫn theo nhóc từ bóng dáng cử động bay lên trên cao hơn chỉ trong nháy mắt bọn họ đã đi tới chỗ cao từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy cả đại lục vô cực bây giờ thế nào diệp lạc mở miệng dò hỏi ta nhìn xem nhóc từ nói một câu như vậy rồi mở to mắt quay mặt nhìn phía dưới đứa nhóc nhìn chằm chằm đại lục vô cực rất lâu rất lâu cuối cùng cái miệng nhỏ khẽ cử động nói ra một câu đại lục này hình dáng rất giống một cái chân gà nhóc từ vô cùng nghiêm túc nói diệp lạc ta bảo ngươi nhìn cái này sao ta bảo ngươi nhìn xem đại lục này có chỗ nào kỳ lạ hay không ngươi lại nói với ta đại lục này giống chân gà ư gương mặt diệp lạc âm trầm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thể mở miệng hắn ta phát hiện nhóc từ này hình như dần dần biến thành con hàng ham ăn thôi bỏ đi đi thôi theo ta đi xuống một chuyến diệp lạc hơi bất đắc dĩ lắc đầu hắn ta kéo nhóc từ bay xuống phía dưới rõ ràng là diệp lạc không còn tâm tư tiếp tục nói chuyện với nhóc từ tính bay đến trong đại lục vô cực quan sát xem thông qua một thời gian quan sát diệp lạc lập tức phát hiện bản chất của cả đại lục này hắn ta phát hiện đại lục này đúng là phàm tục chiến lược mạnh nhất hình như là võ đạo tông sư gì đó mà võ đạo tông sư trong miệng người đại lục yếu hơn cảnh giới luyện khí bình thường không biết bao nhiêu chỉ như vậy ư diệp lạc khẽ nhíu mày hắn ta dự định đi gặp tu tiên giả duy nhất trong đại lục nhìn xem rốt cuộc đại lục này xảy ra chuyện gì nếu đại lục này thực sự rất yếu vậy rốt cuộc làm thế nào rời qua hải vực vô tận, tiếp nối với đại lục thân hành. Diệp Lạc cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên hắn ta dự định tự mình qua đó tìm đáp án. Đại sư Huynh, ta cảm thấy đại lục này rất kỳ lạ. Nhóc từ đột nhiên mở miệng, tuy đứa nhóc này không phải là đệ tử của Sở Duyên, nhưng trên danh nghĩa cũng là theo hầu Sở Duyên, xưng hô Diệp Lạc là đại sư Huynh không phải không được. Dù sao Diệp Lạc được công nhận là đại sư Huynh của vô đạo tông. Chuyện này không phải chuyện bối phận, mà là một loại tượng trưng của uy vọng đại lục này không có gì ăn đâu ngươi đừng suy nghĩ đây chỉ là một đại lục phàm nhân diệp lạc trợn to mắt cho rằng đứa nhóc này lại nghĩ tới chuyện ăn gì đó không phải đại sư huynh ta nói không phải chuyện này nhóc từ nói thầm vậy là gì diệp lạc nhìn về phía nhóc từ dò hỏi đại sư huynh vừa rồi chúng ta đi ngang qua một số thành trì trong những thành trì này đều là dân chúng bình thường hình như rất kỳ lạ nhóc từ quay đầu nhìn về một phía xa xôi đó là một thành trì mới đi ngang qua mở miệng nói kỳ lạ sao kỳ lạ như thế nào diệp lạc cảm thấy khó hiểu hỏi đại sư huynh những dân chúng bình thường này hình như đang sợ thứ gì đó từng nhà đều treo một số cành đào có cảm giác như xua đuổi thứ gì nhóc từ nói ra những thứ mình thấy nghe thấy những lời này diệp lạc hơi sửng sốt một lát còn có chuyện này sao hắn ta thực sự không chú ý những chuyện này từng nhà treo cành đào xua tan thứ gì chỉ trong nháy mắt diệp lạc hoàn hồn thần thức cường đại của hắn ta bắt đầu khởi động khuếch tán ra phía xa sau khi tìm kiếm được một thành trì, thần thức của hắn ta phủ kín toàn bộ. Đảo qua thành trì này, đồng thời hắn ta còn điên cuồng đánh cắp trí nhớ của dân chúng. Thông qua trí nhớ tìm hiểu chuyện này, thần thức của Diệp Lạc thực sự quá cường đại, cho dù hắn ta điên cuồng làm như vậy, nhưng đối với những dân chúng này, chỉ như một cơn gió lướt qua mà thôi, căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Sau khi đảo qua một lát, Diệp Lạc lập tức hiểu rõ toàn bộ, dựa theo trí nhớ của đám dân chúng này, mỗi khi đến cuối năm sẽ có một số chuyện lạ xảy ra cho nên dân chúng tưởng là tà ác gì mỗi khi đến cửa ải cuối năm sẽ bày ra một số thứ trừ tà muốn xua tan tà ác còn những thứ kỳ lạ gì đó kia rốt cuộc là thứ gì không ai biết ở trong trí nhớ của những dân chúng này mỗi cửa ải cuối năm đều xuất hiện thứ khác nhau tình cờ là dị tượng gì đó tình cờ là cả bầu trời tối sầm lại đủ lại gần như không lặp lại cửa ải cuối năm sao chẳng lẽ đại lục vô cực này cũng không đơn giản như vậy trên thực tế đại lục vô cực này thực sự không đơn giản sao diệp lạc có vẻ đăm chiêu hắn ta thực sự muốn nhìn xem rốt cuộc đại lục này có gì đặc biệt nhóc từ có khả năng chúng ta cần ở đây một thời gian ngươi có thể đi xung quanh nhìn một chút diệp lạc quay đầu nhìn về phía nhóc từ mở miệng nói đi xung quanh nhìn một chút sao đôi mắt nhóc từ sáng lên giống như nghĩ tới gì đó ừm ngươi đừng chiêu chọc đám phàm nhân là được những chuyện khác tùy ngươi diệp lạc không chú ý tới trạng thái của nhóc từ đại lục vô cực cửa ải cuối năm buông xuống đại lục khác như đại lục thần hành cùng với một số đại lục đều vô cùng vui vẻ, chuẩn bị nghênh đón năm mới. Nhưng những đại lục như đại lục thiên doanh, căn bản không trải qua năm mới. Mà đại lục vô cực, cũng nghênh đón năm mới, nhưng năm mới ở đại lục vô cực vô cùng quỷ dị, trên dưới không có một chút không khí vui mừng. Dân chúng ở đại lục vô cực, khắp nơi đều treo cành đào, giống như muốn xua tan tai họa gì đó. Ở trên thâm sơn nào đó thuộc đại lục vô cực, Diệp Lạc danh chấn thiên hạ ngồi khoanh chân trong miếu đổ nát trên ngọn núi này, hắn ta nhắm mắt không nói, không biết đang dưỡng thần, hay là đang tu luyện. Dầm, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên, âm thanh rất nhỏ này vang lên, bỗng nhiên Diệp Lạc mở mắt. Nhìn về phía xa, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ gầy kéo một thứ gì đó như trâu mà không phải trâu, đang lặng lẽ đi vào trong miếu đổ nát. Bóng dáng nhỏ gầy này, không phải là nhóc từ sao? Người bắt thứ gì trở về thế? Diệp Lạc mở miệng hỏi, trong khoảng thời gian hắn ta ở Đại Lục Vô Cực, mỗi ngày nhóc từ đều ra ngoài săn thú, còn chạy đến chỗ rất xa săn thú có đôi khi thậm chí trực tiếp vượt qua đến đại lục khác săn thú phiền phức nhiều như vậy không vì lý do nào khác chỉ vì cái ăn diệp lạc thực sự không biết nên nói gì hả đại sư huynh ngươi không ngủ sao ta bắt một con trâu về hai ta cùng ăn đi nhóc từ sờ đầu vô cùng xấu hổ nói người ăn đi diệp lạc xoa chán lắc đầu nói còn hỏi hắn ta ngủ hay chưa cảnh giới của hắn ta còn cần ngủ sao nhưng hắn ta chẳng muốn quản nhiều nhóc từ hắn ta cũng không quản được Thân phận của nhóc từ là theo hầu sư tôn hắn ta, hắn ta không có quyền lực đi quản. Hơn nữa nhóc từ cũng không hoang phế tu hành, thực lực bản thân cũng không thấp. Diệp Lạc nghĩ tới đây, dự định tiếp tục nhắm mắt. Nhưng hắn ta còn chưa nhắm mắt lại, lọt vào trong tầm mắt không còn là nhóc từ đi nướng thịt trước tiên. Trái lại cầm một quyển sách, bắt đầu viết chữ vẽ tranh. Ngươi đang viết gì thế? Diệp Lạc tò mò hỏi một câu, đang viết sách dạy nấu ăn, nhóc từ không ngừng đầu lên trả lời một câu. Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc kinh ngạc một lát sách dạy nấu ăn sao đứa bé nhỏ như vậy còn nghĩ tới việc viết sách dạy nấu ăn diệp lạc ôm theo tâm tư nghi ngờ đi tới bên cạnh nhóc từ nhìn nhóc từ viết gì đó hắn ta nhìn nhóc từ viết gì đó xong lập tức ngây ngẩn cả người đây là cái gì thế chỉ thấy trong quyển sách trên tay nhóc từ có một câu phía bắc vô cực có một con trâu tiếng kêu như tiếng sấm chiều dài ba chân đây là thứ gì thế diệp lạc không nhịn được hỏi hả đại sư huynh đây là sách dạy nấu ăn ta đang viết chỗ có nguyên liệu nấu ăn nhóc từ quay đầu mở miệng giải thích sách dạy nấu ăn diệp lạc trầm mặc hắn ta cảm thấy nhóc từ thật nhàn nhã vậy mà làm lại chuyện này ghi lại chỗ có nguyên liệu nấu ăn thôi quên đi hắn ta không cần phải quản nhiều như vậy diệp lạc im lặng quay về lần nữa để nhóc từ tự mình lăn qua lộn lại thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh đã đến thời gian luân phiên năm mới diệp lạc vốn đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên trợn to mắt ánh mắt nhìn về phía bầu trời thần thức của hắn ta đã sớm khuếch tán bốn phương tám hướng khi xung quanh xuất hiện dao động hắn ta đã cảm nhận được trước tiên dao động này bóng dáng diệp lạc cử động đi tới bên ngoài miếu đổ nát nhìn về phía bầu trời trong tầm mắt trên bầu trời có vô số hư ảnh xuất hiện mỗi một hư ảnh đều vô cùng hung dữ giống như ác ma cổ toàn thân tỏa ra khí tả ác nhưng lúc này những hư ảnh này đều không có bất cứ động tác nổi loạn gì trái lại đều quỳ dạp trên đất bộ dạng vô cùng sợ hãi tất cả đều bái lại về một phía vạn hoa chiều bái sao chuyện này không giống tai họa trái lại như đặc thù nào đó đột phá dị tượng xong hình thành. Mấy thứ này đúng là không phải thật thể, chỉ là dị tượng. Diệp Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng hắn ta mới hồ có suy đoán, đại lục vô cực giống như chỉ có một tu tiên giả, mà tình hình trước mắt càng như là dị tượng do đột phá hình thành. Diệp Lạc bắt đầu trắng trợn khuếch tán thần thức của mình ra bốn phía. Hắn ta muốn bắt giữ người đột phá ở đại lục vô cực. Nhưng cho dù thần thức của hắn ta quét tới đâu, cũng không thể tìm được bất cứ thứ gì hả diệp lạc khẽ nhíu mày chuyện này không có khả năng vậy mà hắn ta không tìm thấy xuất hiện loại hiện tượng này chỉ có hai khả năng một là không ở đại lục vô cực nhưng số mệnh của đối phương tương liên với đại lục vô cực cho nên khi đột phá có thể dẫn tới dị tượng ở đại lục vô cực hai là tu vi của đối phương cao hơn hắn ta cho nên hắn ta không tra xét được càng nghĩ diệp lạc càng cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn nếu là loại thứ hai vậy thì đơn giản hơn đôi mắt diệp lạc nheo lại ấn ký thiên đạo ở chỗ nghi tâm tỏa ra quang huy kim sắc khí tức của thiên đạo từ trên trời giáng xuống rơi lên người hắn ta trực tiếp khiến khí thế của hắn ta tăng vọt thần thức của diệp lạc tương liên với thiên địa mượn dùng đại thế của thiên địa quét một vòng cả đại lục vô cực mượn dùng thiên địa chi lực diệp lạc lập tức tìm được ngọn nguồn ở trong một núi sâu có vô số trận pháp che chắn hắn ta không nhòm ngó được bên trong nhưng hắn ta có thể chắc chắn dị tượng này là truyền từ sâu trong rừng này tới nhóc từ người ở chỗ này đợi ta trở về diệp lạc để lại câu này xong bóng dáng cử động cuốn sạch mà đi về bên núi sâu diệp lạc có được thiên địa thêm vào cường đại tới cực hạn bóng dáng cử động sau đó đi tới bên ngoài núi sâu một ý niệm của diệp lạc lập tức vượt qua mấy vạn dặm thực lực đáng sợ vượt qua tưởng tượng đi tới bên ngoài núi sâu chính là nơi này hai ngón tay diệp lạc thành kiếm chém một kích về phía núi sâu một kích này của hắn ta Trực tiếp ngưng tụ kiếm khí khủng bố, đánh về phía núi sâu. Dầm, một kiếm này của hắn ta không có dị tượng gì đặc biệt, nhưng đại đạo chí giản. Một kiếm này lại dễ dàng phá hủy hết trận pháp bên ngoài núi sâu, vô cùng bá đạo. Dầm, một âm thanh truyền ra, Diệp Lạc hơi hoảng hốt một lát, một giây sau, trước người hắn ta xuất hiện một bóng người. Người này mặc đồ trắng, toàn thân lộ ra khí tức cường đại, khí tức này không giống khí tức thời đại mới, lại càng không giống khí tức thời đại cũ mà giống như là khí tức thuộc man hoang cổ xưa hơn. Diệp Lạc và đối phương nhìn thẳng nhau, mơ hồ thấy được vô số hình ảnh xuất hiện. Trong hình ảnh có ác ma chết, có thần linh khóc ra máu, có nhân tộc bi thương, có dị tộc sợ hãi. Đủ loại hình ảnh, giống như cảnh tượng huyền ảo, đợi Diệp Lạc tỉnh lại, muốn tiếp tục xem tiếp thì phát hiện toàn bộ dị tượng đều tiêu tán đi. Đứng trước mặt hắn ta, chỉ có một bóng người mặc đồ trắng. Người là người phương nào? Diệp Lạc không nhịn được hỏi một câu. Đại lục vô cực, Khương Bạch Y bóng người mặc đồ trắng kia khẽ nói ra một câu như vậy đại lục vô cực trước núi sâu diệp lạc và bóng người mặc đồ trắng khương bạch y đứng sóng đôi ở đây bầu không khí giữa hai bên hơi âm trầm ngưng kết khương bạch y vô cùng lạnh nhạt nhưng giống như hơi giận dữ trái lại diệp lạc không có gì lẳng lặng đứng ở đó được thiên đạo thêm vào khiến hắn ta nhìn qua có hương vị vô tình của thiên đạo khương bạch y diệp lạc nhẹ giọng mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này không sai là ta Ta biết rõ các hạ là ai, Diệp Minh Chủ, ta biết ngươi. Tuy ngươi là Minh Chủ thống nhất toàn bộ Liên Minh Đại Lục, nhưng ngươi vô cớ quấy rầy ta bế quan, đây là ngươi không đúng đúng không? Trên mặt Khương Bạch Y có tươi cười, nhưng trong đôi mắt đầy lửa giận, cho dù là ai đều có thể cảm nhận được. Dị tượng vừa rồi là hắn ta gần đột phá tạo thành, nhưng bị quấy rầy một lát. Tuy không thực tế ảnh hưởng tới hắn ta, nhưng vẫn khiến tâm trạng hắn ta trở nên vô cùng kém cỏi. Khương Đạo Hữu, ta không biết ngươi ở đây bế quan, cho nên quấy rầy tới ngươi ta còn tưởng đại lục vô cực ẩn chứa thứ gì khác, cho nên đặc biệt tới xem xét. Diệp Lạc khẽ lắc đầu, nói một câu, hắn ta thực sự không biết Khương Bạch Y này ở đây tu hành. Đối với Khương Bạch Y, hắn ta vẫn có một chút tin tức. Biết Khương Bạch Y là trí cường giả của đại lục vô cực. Nhưng hắn ta chưa bao giờ gặp Khương Bạch Y, chỉ biết Khương Bạch Y mà thôi. Bởi vì cho dù bọn họ kêu gọi thế nào, khai triển đại chiến thế nào, triệu hoán Khương Bạch Y, Khương Bạch Y đều không tới thôi khương bạch y hít sâu một hơi hắn ta không muốn dây dưa quá nhiều với diệp lạc cũng không biết là e ngại diệp lạc hay là e ngại khí tức thiên đạo sau lưng diệp lạc hắn ta muốn lựa chọn rời đi khương bạch y có biết thân phận thực sự của ngươi không bỗng nhiên diệp lạc mở miệng hỏi một câu những lời này vừa vang lên khương bạch y đang chuẩn bị rời đi đờ đẫn một lát quay đầu nhìn thoáng qua diệp lạc với vẻ sâu xa môi khẽ mở không biết nên nói gì thân phận của ngươi tuyệt đối không đơn giản như vậy đại lục vô cực không có khả năng sinh ra người như ngươi diệp lạc mở miệng nói đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm khương bạch y ngay vừa rồi hắn ta chiếm được thiên đạo ngủ say tình cờ truyền tới tin tức khương bạch y không phải là người thế giới này nói một cách chính xác là người không thuộc thiên đạo quản lý đồng thời hắn ta cũng biết được vị cách của đại lục vô cực vốn thấp cho nên sẽ không sinh ra tu tiên già khương bạch y không phải người thế giới này cho nên mới trở thành ngoại lệ ta chính là khương bạch y đâu có thân phận gì diệp minh chủ ta đã không so đo chuyện ngươi quấy rầy ta bế quan, cho nên mong ngươi đừng lại nhảy nữa. Đôi mắt Khương Bạch Y hơi cử động, hắn ta mới nói xong, xoay người muốn rời đi, Diệp Lạc căn bản không cho phép đối phương rời đi, bóng dáng hắn ta cử động. Chỉ trong thời gian ngắn đi tới trước mặt Khương Bạch Y, muốn ngăn cản Khương Bạch Y. Một tay hắn ta vươn ra, phản ứng của Khương Bạch Y nhanh hơn, hai ngón tay thành kiếm chỉ, trực tiếp đón đỡ Diệp Lạc, khí tức cổ xưa mà man hoang từ trên người hắn ta bùng nổ ra khí tức này va chạm với khí tức thiên đạo trên người diệp lạc nhưng như nước với lửa giao nhau vô số khói trắng bay lên đồng thời hai người cũng đã giao đấu dâm hai người chỉ tùy ý đánh một kích nhưng vẫn bùng nổ ra uy thế tuyệt đại cả thiên địa giống như run rẩy sau một kích này hai người nhanh chóng lùi về xa ở phía xa đứng sóng đôi năm năm diệp lạc đứng trên bầu trời trên tay xuất hiện một thanh đại kiếm đen xì nhìn phương bạch y ở phía đối diện trong lòng đã có phán quyết hắn ta cảm thấy hắn ta tối đa đấu 5 năm với khương bạch y ngươi cần gì phải ngăn cản ta ta vô tâm đối địch ngươi cho dù ta có thân phận gì ta vẫn giúp đỡ người thời đại mới khương bạch y hơi giận dữ mở miệng nói với diệp lạc vô tâm hay không đợi ta bắt được ngươi thì biết một câu này của diệp lạc vang lên bóng dáng hóa thành vô số kiếm quang tập kích về phía khương bạch y khương bạch y không sửng sốt ra chiều đấu với diệp lạc so với kiếm pháp bá đạo sắc bén của diệp lạc chiêu thức của khương bạch y càng giản lược hóa có một loại cảm giác đại đạo trí giàn nhất là khí thế của khương bạch y càng khiến người ta có loại vô địch thiên hạ ngoài ta còn có ai trong vô hình hình thành áp chế đối với người khác hai người chiến đấu kinh thiên động địa giống như hai thần linh đang tranh đấu trên bầu trời không ngừng có dị tượng xuất hiện điều này khiến đám dân chúng của đại lục vô cực quỳ giáp trên đất run lẩy bẩy miệng lại càng không ngừng cầu nguyện hy vọng thần linh không trách tội mà trong trung tâm vòng chiến đấu đúng như diệp lạc suy đoán hắn ta và khương bạch y năm năm cho dù hắn ta bùng nổ kiểu gì cũng không thể khiến khương bạch y bại trận hai bên luôn năm năm nhưng so với diệp lạc mặt ngoài thoải mái không ngừng ngầm ra tay độc ác khương bạch y lại biểu hiện ra thực sự cật lực loại cật lực này rất kỳ lạ khiến người ta có loại cảm giác sẽ bị thua nhưng luôn không thua sau khi chiến đấu kịch liệt một thời gian diệp lạc quả quyết nhảy ra khỏi vòng chiến đấu đứng trên bầu trời quanh người có vô số thần kiếm vờn quanh uy phong lẫm liệt mà khương bạch y ở đối diện thấy thế không tiếp tục ra tay với diệp lạc Diệp Minh Chủ, dừng tay từ đây thì thế nào? Khương Bạch Y ôn hòa nói. Nói đi nói lại, hắn ta vẫn không muốn ra tay. Hôm nay người không nói rõ ràng, người không đi được. Vẻ mặt Diệp Lạc không chút thay đổi nói. Sau khi nói xong, hai ngón tay hắn ta hình thành kiếm chỉ, chém ra một kiếm lên trên. Kiếm khí này chém về phía bầu trời, hóa thành mấy kiếm khí rất nhỏ, bay về phía bốn phương tám hướng. Diêu nhân chi thuật, thực sự cho rằng hắn ta chỉ có một mình sao? Diệp Lạc sẽ không nói đạo đức gì, mình hắn ta không bắt được Khương Bạch Y này, vậy thì gọi người đến. Cường giả các đại lục, cộng thêm sư đệ sư muội hắn ta, còn có đám bạch tiền bối, hắn ta không tin không bắt được Khương Bạch Y. Ngươi, ngươi không nói võ đức. Đương nhiên là Khương Bạch Y biết động tác của Diệp Lạc đại biểu cho cái gì, gương mặt lập tức âm trầm. Hắn ta hoàn toàn không ngờ tới, vậy mà Diệp Lạc sẽ làm loại chuyện như thế. Trực tiếp gọi ngươi, không nói hai câu, vô cùng quả quyết, gọi người tới luôn. Ngươi có khả năng uy hiếp tới thời đại mới, nói võ đức với ngươi làm gì? Diệp Lạc không nâng mí mắt nói, nói đùa, hắn ta không nói võ đức với bất cứ ai. Với ai cũng nói võ đức, đó là hành động của kẻ ngốc. Ngươi thôi. Để Át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Át có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.